380 thứ 382 chương đơn giản giải quyết Lâm Toa phát sinh chuyện này, nhượng Trần Bắc có chút tức giận, đừng nói Lâm Toa cũng tại tiểu khu này bên trong ở lâu như vậy, liền xem như lần đầu tiên tới, nhường Lâm Toa tiên tiến một lần thì thế nào. Nghe xong Trần Bắc mà nói, Lâm Toa từ trong túi sách của mình lấy ra chìa khóa, tiếp đó đưa cho Liễu Trần Bắc. Chỉ bất quá Lâm Toa lại đứng lên, biểu thị muốn đi theo Trần Bắc cùng đi một chuyến. Trần Bắc sau khi suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, tiếp đó đi xuống lầu. Tiểu khu bảo an mỗi ngày đều là hai người trẻ tuổi ở nơi đó trông coi, mặc dù là người mặc an ninh trang chẳng... phục, nhưng bọn hắn lại tất cả đều là một chút từ trên xã hội thẳng khai ra không việc làm mà thôi trần bắc đi đến cửa tiểu khu sau đó liền trực tiếp đem cái kia hai danh bảo an kêu tới tiếp đó hướng về bọn hắn nói vừa rồi bạn gái của ta muốn đem lái xe đi vào là các ngươi ai cả lấy cái kia hai danh bảo an ở nơi này tiểu khu cũng là đã trông rất lâu trần bắc đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là biết bởi vì đoạn thời gian trước dương đại minh bọn hắn gọi tới người liền nghị trực tiếp tiến tiểu khu cùng trần bắc đánh nhau tiếp đó trần bắc liền kêu tới Liễu bao vĩnh tuấn bọn hắn mà lúc đó những người an ninh này cũng cùng bọn hắn xảy ra một chút mâu thuẫn thẳng đến đem quản lý an ninh theo đến mới giải quyết vấn đề nghe liễu trần bắc mà nói sau đó trong đó một danh bảo an chính là chỉ chỉ bên cạnh trên tường dán vào một chương bố cáo biểu thị mình cũng là án lấy vật nghiệp bên trong giao phó đang làm việc trần bắc nghiêng đầu nhìn lại một cái câu tiếp đó trực tiếp liền đem cái kia giấy xé phía dưới tiểu nói ba vê nút tới tiếp đó hướng về bên ngoài tiểu khu đi đến lâm toa còn đứng ở cách đó không xa nhìn xem nàng không nghĩ tới trần bắc vậy mà lại đem tờ giấy kia xé rất nhanh trần bắc liền mở ra mình trước kia hót chờ đến rồi tiểu khu nhập khẩu chỗ tiếp đó trần bắc đem xe cửa sổ thả xuống ngồi ở trong xe nhìn xem cái kia hai danh bảo an đại ca cái này có chút không tốt ta cái kia hai danh bảo an không nghĩ tới trần bắc lần này là mình mở xe muốn đi vào trong cư xá đi thế là hắn hướng về trần bắc nói một câu nhanh lên à đừng để chúng ta quá lâu đừng tưởng rằng trước đó không có trụ đầy người thời điểm các ngươi liền có thể tùy tiện vào bây giờ người đầy chúng ta liền xe vị cũng không thể ngừng a. À. không để ngừng ta trực tiếp chạy đến vật nghiệp đi trần bắc không nghĩ tới cái kia hai danh bảo an vẫn là như vậy không tức thời thế là hướng thẳng đến bọn hắn nói một câu cái kia hai danh bảo an lẫn nhau liếc mắt nhìn sau đó, hay là trực tiếp đem vào bến đón xe cán để xuống, nhượng Trần Bắc đem xe lái tiến vào. Trần Bắc cũng không có đem lái xe đến mình dưới lầu đi, mà là trực tiếp ngừng ở vật nghiệp cửa ra vào. Đồng dạng tiểu khu vật nghiệp tất cả đều là tại tiểu khu vào bến chỗ. Trần Bắc dừng xe sau đó, liền trực tiếp hướng về vật nghiệp bên trong đi đến. Vật nghiệp trong văn phòng đang có mấy người đang trò chuyện, mà lúc này Trần Bắc hấp tấp đi vào, tiếp đó hướng thẳng đến trong đó một danh trung niên nam người nói, "Những cái kia chỗ đậu xe là ai làm cho? Vì cái gì xe của chúng ta liền không thể lái vào đây?" Nhìn xem Trần Bắc dáng vẻ nổi giận đùng đùng, bên cạnh những cái kia vật nghiệp nhân viên cũng có chút do sợ Thiên sinh người là gia đình kia đứng ở bên cạnh đối diện cái kia danh trung niên nam nhân theo lấy trần bắc vấn đạo mặc dù trần bắc đột nhiên tiến vào một câu nói đem tất cả mọi người cho họ ngộng bất quá bọn hắn nghe vẫn là ra liếu trần bắc trong lời này là có ý gì bởi vì gần nhất trong cư xá vừa cấm không phải buồn tiểu khu cỗ xe lái vào hơn nữa mỗi hộ trong nhà người ta đều chỉ có thể chiếm hữu một cái chỗ đậu xe hiện tại trần bắc nói xe không thể mở đi vào vậy khẳng định cũng là bởi vì bảo an ngăn đón liêu trần bắc người của bọn hắn lâu số hai ba đơn nguyên nghiệp chủ gọi hứa lộ nhà chúng ta hết thể có ba chiếc xe coi như các ngươi ra quy định này ta không có ý kiến vậy được ta mua ba cái chỗ đầu trần bắc trực tiếp liền hướng lấy cái kia danh trung niên nam người nói một cái câu hôm nay xảy ra chuyện như vậy trần bắc đúng là có chút buồn bực, bực. cùng đối phương nói một câu sau đó trần bắc liền trực tiếp lấy ra hai thanh trăm nguyên tờ đặt ở bên trong niên nam tự trước mặt thiên sinh trước mắt xe của chúng ta vị đã ở vào trạng thái báo hỏa cho nên ngượng ngủng liền xem như bỏ tiền mua cũng không có chỗ đầu cái kia danh trung niên nam người xem ra cũng là bị trần bắc cái này tiền muôn bạc biện bộ dáng cho tức giận muốn nói chỗ đậu như thế nào lại không có đâu. bởi vì này trong cư xá còn rất nhiều nhà nhà lầu đều không bán được, chỗ đậu tự nhiên còn sẽ có dư. hơn nữa bên trong tiểu khu đường cái cũng như vậy rộng, liền xem như rừng ngựa trên lề đường, cũng sẽ không có vấn đề. ai à, trần bắc nghe xong đối phương, trong lòng cũng đại khái hiểu đối phương ý tứ, thế là trên mặt phát ra một hồi cười lạnh, tiếp đó trả lời, tốt, nếu nói như vậy, vậy ta liền trực tiếp để các ngươi xéo đi. nói xong, trần bác liền lấy ra điện thoại, tiếp đó bấm liêu bao vĩnh tuấn số điện thoại. trời xanh tiểu khu trước đó chính là bao vĩnh tuấn bọn hắn có khai thác, mà ở trong đó vật nghiệp, tự nhiên cũng cùng bọn hắn nhà có chút quan hệ cho nên trần bắc cảm thấy chỉ cần cùng bao vĩnh tuấn nói một tiếng tiếp đó thì có thể làm cho công ty vật nghiệp quân xéo rồi điện thoại vang lên hai tiếng sau đó rất nhanh liền kết nối trần bắc còn không có đợi bao vĩnh tuấn nói chuyện liền trực tiếp nói bao vĩnh tuấn ta ở bên này tiểu khu vật nghiệp là nhà các ngươi hai quản chơi xanh tiểu khu vật nghiệp Thượng như là ta đại cô a lão đại đã xảy ra chuyện gì bao vĩnh tuấn vốn đang nghĩ đến trần bắc lại còn nhớ kỹ cho mình mang đến điện thoại trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ mà nghe xong liêu trần bắc mà nói sau đó hắn mới về trước một câu tiếp đó lại vẫn liêu nhất câu ngươi lại cô Vậy ngươi bây giờ lập tức cho ngươi đại cô gọi điện thoại a, à, để cho nàng đem nơi này vật nghiệp chủ quản cho ta rút lui. Tẩu tử ngươi muốn ngừng cái xe đi vào, vật này nghiệp còn làm chút phá quy định, bọn hắn đây không phải tìm ta gây phiền phức sao?" Trần Bắc hướng thẳng đến Bao Vĩnh Tuấn nói. Mà Bao Vĩnh Tuấn nghe xong liếu Trần Bắc mà nói phía sau, cũng là đáp ứng xuống. Trần Bắc cùng Bao Vĩnh Tuấn nói chuyện điện thoại xong sau đó, liền trực tiếp ngồi ở bên cạnh, chờ lấy Bao Vĩnh Tuấn đại cô cho bọn hắn bên này vật nghiệp gọi điện thoại tới. Bao Vĩnh Tuấn cầm điện thoại di động lại nhanh chóng cho hắn đại cô rút đi qua, chờ điện thoại kết nối sau đó, Bao Vĩnh Tuấn mới lên tiếng, "Cô trời xanh tiểu khu bên kia vật nghiệp chủ quản ngươi gọi điện thoại đem hắn cho rút lui à tên kia ngay cả ta xe đều không cho tiến còn làm chút phá quy định đang cùng hắn đại cô lúc nói chuyện này bao vinh tuấn còn cố ý thêm dầu thêm mỡ nói một chút những chuyện khác đi vào chờ hắn đại cô đáp ứng xuống sau đó bao vinh tuấn mới dùng cho trần bác trở về một chiếc điện thoại tới trần bác đang ngồi ở chỗ đó nghe bao vinh tuấn điện thoại của chính là nghe được vật nghiệp trong văn phòng máy riêng văng lên trong phòng đang ngồi mấy người tất cả cũng không có nói chuyện tất cả mọi người là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng vẫn là cái kia danh trung niên nam tử đi đến cạnh điện thoại bên cạnh tiếp đó cầm ống nói lên nhận thế nhưng là hắn vừa nhận lấy điện thoại, liền nghe được ống nghe bên kia chuyển đến một hồi giống to. Lưu Cao Hiếu, ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn, lại còn dám mắng cháu ngoại ta nhường xe của hắn đi vào thì thế nào? Ngươi nếu là không muốn làm, liền trực tiếp xéo ngay cho ta. Bên này bên trong niên nam tử còn có chút nghi hoặc, hắn không hiểu rõ vật nghiệp công ty chính lao bản làm sao còn cố ý gọi điện thoại cho mình đến đây. Thế nhưng là chờ nghe được câu kia dám mang cháu ngoại ta thời điểm, hắn mới phản ứng lại. Lão bản, chúng ta cũng không có dạng này à? Chỉ là một vị tiên sinh muốn lái xe tiến tiểu khu, mà nhà bọn hắn vốn là đã chiếm một cái chỗ đậu xe cho nên mới không có nhường hắn đi vào đi ngươi cũng đừng làm bên kia chủ quản về nhà trước đợi à về sau có chuyện gì làm lại tìm ngươi còn có đừng tìm những lý do kia tới nhường nghiệp chủ xe vào không được tiểu khu đừng liền biết cho ta gây phiền thoái bên kia âm thanh tiếp tục hướng về lưu cao hiếu gào thét lưu cao hiếu ứng đối phương một tiếng nghe được bên kia chuyển đến cút máy thanh âm sau đó bên trong niên nam tử mới đem mịt rộ phồn thả xuống những cái kia chỗ đậu xe vấn đề thông cáo tất cả đều làm phế về sau người nào thích trông xe đi vào liền lái xe đi vào chỉ cần làm đăng ký là được rồi bên trong niên nam tử hướng về người đứng bên cạnh hắn nói một câu sau đó mới dùng xoay người đi đến liêu trần bắc bên này trần bắc thức cũng không có chờ đối phương nói chuyện liền trực tiếp xoay người hướng về vật nghiệp bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến bây giờ tất nhiên sự tình cũng đã giải quyết trần bắc tự nhiên không cần thiết ở đây nghe bọn hắn cùng chính mình nói nhiều lời nhìn xem trần bắc cứ đi như thế ra ngoài lưu cao hiếu còn có chút không có phản ứng kịp nghĩ thầm tiểu từ này rốt cuộc là ai chỉ là một điện thoại liền để mình dạy bảo đem mình phê đầu che mặt mắng một lần thế nhưng là bình thường cũng không có phát hiện tiểu tử này có cái gì khả năng a à đang lúc Lưu Cao Hiếu trong lòng nghĩ đến điều này thời điểm bên cạnh quản lý an ninh đi từ từ tới tiếp đó hướng về Lưu Cao Hiếu nói người này giống như lần trước đem thị trưởng con của hắn cũng tìm tới sau đó cùng một nhóm người tại trong cư xá đánh một trận lúc đó người thị trưởng kia Nhi Tử muốn tiến tiểu khu cũng là bị bảo an ngăn lại nghe được quản lý an ninh mà nói Lưu Cao Hiếu mới phản ứng lại tiếp đó ngẩn ra một chút ngồi vào chính mình làm việc trên chỗ ngồi đi chuyện này cứ như vậy đi qua Trần Bắc đi ra vật nghiệp văn phòng sau đó gặp Lâm Toa vẫn ngồi ở trên xe chờ mình thế là Trần Bắc trực tiếp lái xe hướng về chính mình mấy người ở dưới lầu mở ra thế nào không có mua lấy chỗ đậu xe lâm toa kiến trần bắc một bộ dầu dĩ không vui biểu lộ thế là hướng về hắn vấn liêu nhất câu không cần mua ta cho bao vĩnh tuấn gọi điện thoại hắn nói bên này là từ hắn đại cô quản tiếp đó hắn đại cô vừa rồi cho bên này gọi điện thoại trực tiếp liền đem bọn hắn cho dạy dỗ một trận tiếp đó về sau xe của chúng ta đi vào đều không cần giao phí đỗ xe trần bắc hướng về lâm toa trả lời lâm toa nhẹ ồ một tiếng tiếp đó liền không có nói gì nàng vốn còn muốn nói nếu như ở đây không cho vào xe cái kia lại xuất tiền đi mua căn biệt thự tính toán mặc dù từ lần trước xảy ra chuyện kia sau đó tiền của mình liền tất cả đều tại trần bác nơi đó nhưng lâm toa tự nhiên không có khả năng chỉ có ngần ấy tiền muốn lấy chút tiền đi ra mua căn biệt thự cũng là vô cùng dễ dàng một việc trần bác đem xe ngừng ở dưới lầu lúc mới phát hiện trương manh manh hòa hứa lộ các nàng cũng tất cả đều đã đã trở về a à, hai người các ngươi vừa rồi đi nơi nào nhìn thấy trần bác cùng lâm toa hai người trở về trương manh manh chính là nghi ngờ hướng về hai người bọn họ nói một câu hơn nữa trên mặt còn lộ ra một bộ xấu xa biểu lộ rất rõ ràng là ở hoài nghi trần bắc có phải hay không đem lâm toa đưa đến bên ngoài đi lãng mạn Ba trăm tám mươi thứ ba trăm tám mươi ba chương nghe lén tình huống vừa rồi bảo an không để toa toa xe đi vào. Tiếp đó chúng ta cùng đi vật nghiệp bên kia tìm bọn hắn nói chuyện. Trần Bác xem xét trương manh manh biểu lộ, liền biết trong lòng của nàng nghĩ đến thứ gì, thế là không thể làm gì khác hơn là đem sự tình vừa rồi nói ra. Có loại chuyện thế này tỉnh. Tiểu khu này bên trong không phải còn rất nhiều chỗ đậu xe sao? Tại sao không để cho ngừng? Trương manh manh có chút hiếu kỳ vấn đạo. Bất quá Trần Bác khước nói đã không có gì sự tình, bởi vì vật nghiệp chuyện bên kia đã bị mình giải quyết lâm toa ở trong lòng sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy thừa dị bây giờ hứa lộ các nàng tất cả đều trong nhà thế là đem trần bắc hòa hứa lộ tất cả đều gọi tới trên ghế salon ngồi xuống sau đó mới hướng về các nàng nói lộ một chút ta có cái đề nghị đó chính là chúng ta nên đổi một bộ lớn một chút phòng chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này giống như thật có chút chè lớn đội chỗ mua càng lớn phòng ở sao vậy còn không bằng trực tiếp lại mướn một lầu trên lầu dưới đâu Trương manh manh nghe xong lâm toa mà nói phía sau chính là ở bên cạnh nói bất quá lâm toa lại lắc đầu nói thẳng ta cảm thấy hay là trực tiếp mua căn biệt thự tính toán bây giờ chúng ta cũng không phải không có tiền nếu như có thể trực tiếp mua xuống một tòa trang viên mà nói cũng có thể không biết các ngươi cảm thấy thế nào bây giờ kẻ có tiền nhà ai còn ở biệt thự a à? muốn ở liền ở trang viên bên trong nghị xây mấy bộ biệt thự liền xây mấy bộ biệt thự cũng sẽ không bởi vì chỗ đậu xe mà khẩn trương hứa lộ ngồi ở chỗ đó không nói gì bởi vì nàng còn đang suy nghĩ một bản đọc tiểu thuyết cùng với chính mình chuyện kế tiếp nên làm cái gì vốn là chính mình còn muốn trước tiên mở công ty sau đó đem hứa thiên hoa bọn họ tập đoàn cho chiếm đoạt nhưng là bây giờ chính mình lại ngay cả cất bước đều không có muốn làm những chuyện kia tự nhiên là có khó khăn phiến phức cho nên muốn nghĩ sau đó hứa lộ mới trả lời tùy cho các người à thiểu số phục tùng đa số ta đứng ở giữa muốn ta xuất tiền mà nói ta xuất tiền cũng được vậy ta ta bây giờ không có bao nhiêu tiền đâu làm sao bây giờ Trương manh manh gặp hứa lộ cũng không có phản đối thế là nàng nhanh chóng ở bên cạnh vấn liêu nhất câu không có việc gì chỉ cần các ngươi đồng ý thay cái địa phương lớn một chút ở chúng ta liền có thể đi ra tiền mua một cái trang viên là xong tất cả mọi người là người một nhà còn phân cái gì người ta a à? lâm toa gặp Trương manh manh hòa hứa lộ hai người cũng không có cái gì ý phản đối thế là trực tiếp mở miệng nói một câu xuất đạo qua nhiều năm như vậy lâm toa đúng là đã kiếm lời không thiếu tiền muốn lấy ra chút tiền đến mua cái trang viên cái gì tự nhiên là không có vấn đề gì trần bác ngồi ở bên cạnh nghe xong lâm toa mà nói sau đó cũng là ở bên cạnh nói vậy ta cũng có thể ra năm nghìn vạn chỉ bất qua cái này năm nghìn vạn vốn chính là toa toa đến lúc đó có thể hân di bên kia cũng có thể lấy ra mười hai mươi triệu à nàng tại lôi hổ bên người đã chiếm được không ít như thế tính toán giống như mua một cái trang viên cũng không xê xích gì nhiều vậy chúng ta liền tìm xem nơi thích hợp a à đến lúc đó đừng nói cái gì luyện ca phòng Ta còn muốn lộ thiên bể bơi, còn cao hơn nhị phu sân bóng, còn muốn rất nhiều rất nhiều chơi. Lâm Toa không nghĩ tới Trần Bác dã nguyện ý lấy ra mấy ngàn và tới, như vậy muốn mua xuống một cái trang viên thật đúng là không có vấn đề gì. Đi, vấn đề này hay là trước phóng phóng A chờ chúng ta trở về ta láo ra sau đó lại tính toán sau. Trần Bác gặp Lâm Toa hận không thể bây giờ liền đi chuẩn bị bộ dáng, thế là hướng về nàng nói một câu. Lâm Toa gật đầu một cái, nàng sở dĩ nói ra muốn mua trang viên sự tỉnh, kỳ thực cũng là bởi vì hôm nay bị những an ninh kia chọc tức. Trần Bác đi trước phòng bếp làm thức ăn, chờ Lưu gia Linh cũng trở lại Liễu Chi Hậu mấy người mới tại cạnh bàn ăn nói tiếp lên chuyện này lưu giai linh sau khi nghe xong ngược lại là không có ý kiến gì chỉ biểu thị mình bây giờ không có bao nhiêu tiền tối đa cũng liền có thể lấy ra hai trăm vạn tới sau bữa ăn trần bắc vốn còn muốn đi trong phòng ngủ viết viết tiểu thuyết thế nhưng là hứa lộ các nàng lại cần phải nhượng trần bắc đổi tiếp các nàng đi xuống lầu tàn tàn bộ không có biện pháp trần bắc tự nhiên chỉ có làm theo bất quá đi xuống lầu sau đó trần bắc khước là một mắt liền thấy được dương đại minh xe lái tới xem ra hắn là mới từ nơi nào trở về ở nơi này trong cư xá có thể một người nam đổi tiếp nhiều nữ sinh như vậy vậy chỉ có một người dĩ nhiên chính là trần bác cho nên dương đại minh đem xem lái gần sau đó cũng là đi xuống xe dương đại minh hôm nay tại sao cũng tới lôi hổ bên kia không có chuyện gì có thể làm trần bác chờ dương đại minh xuống xe sau đó mới hướng về nàng vân đạo lôi hổ hai ngày này lại không biết từ nơi nào tìm tới một cái cô nàng tiếp đó cả ngày liền biết cùng cô nàng kia quấn ở cùng một chỗ đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều giao cho ta ta vừa rồi đưa ra ngoài một nhóm hàng sau đó liền nghĩ về tới trước xem cho nên trở về dương đại minh có chút thấy thèm hướng về trần bắc bên người chúng mỹ nữ nhìn lại một cái mắt lúc này mới hướng về trần bắc trả lời một câu lôi hổ lại tìm một cái cô nàng trần Bác trong lòng hơi nghi hoặc một chút bởi vì lôi hổ phương diện kia không được sự tỉnh mình là biết đến thế nhưng là hắn lại rốt cuộc lại tìm một cái tình nhân đây đúng là nhuộm trần Bác có chút nhớ nhung mơ hồ ân vẫn rất lợi hại chỉ bất quá cô nàng kia dường như là coi trọng ta còn cố ý lưu cho ta điện thoại chỉ bất quá ta còn không có thăm dò lai lịch của nàng cho nên cũng không biết nên làm cái gì dương đại minh đem lôi hổ bên cạnh cái kia mới tìm nữ nhân cho mình lưu thủ số điện thoại sự tình hướng trần bắc nói ra trần bắc nghi ngờ một lúc sau liền trực tiếp nhường dương đại minh đem cô gái kia số điện thoại di động cho mình lại cùng dương đại nói rõ vài câu nhường hắn nhanh lên cùng lôi hổ người bên cạnh tạo mối quan hệ liền để hắn đi về trước vừa rồi trần bắc liền đã cầm điện thoại di động ghi nhớ liễu lôi hổ người nữ nhân kia số điện thoại di động mà lúc này chuỗi này dãy số nhưng là đã để tiểu cường cho nghe lén lên đương nhiên chỉ nghe lén mà nói vậy dĩ nhiên là thiếu một chút ý tứ bởi vì bây giờ còn chưa có thăm dò lai lịch của đối phương càng không biết tướng mạo của đối phương cho nên trần bắc trực tiếp liền để tiểu cường đem đối phương ca mê ra cũng cho xâm nhập hứa lộ các nàng ở phía trước sắp xếp sắp xếp đi trò chuyện mà trần bắc nhưng là ở phía sau chậm rãi đi theo sau đó nhìn trong đầu tiểu cường từ nữ nhân kia điện thoại camera phía trên chuyển về hình ảnh mặc dù cái điện thoại di động kia vẫn luôn đang đối với trần nhà nhưng trần bắc hức là có thể nghe được một thanh âm thanh âm kia kêu, kêu, rất dâm đãng trần bắc liền xem như không cần đoán cũng có thể nghe được ở trong đó nhân là đang làm gì thế nhưng là nghe xong một lúc sau trần bắc hức là bất ngờ nghe được bên kia nữ nhân tựa hồ cũng không phải đang kêu lôi hộ tên mà là tại kêu một cái lực ca à, lực ca à, nhanh hơn chút nữa giọng nói nghe đến đó trần bắc rất nhanh liền hiểu rõ ra xem ra nữ nhân kia bây giờ đang cùng nam nhân khác làm suy nghĩ dương hân di cùng lôi hổ nói qua Lôi Hổ ghét nhất chính là loại kia đi theo bên cạnh mình lại đi trộm nam nhân khác nữ nhân. Bởi vì Lôi Hổ phương diện kia vốn là không được, hắn tự nhiên hận loại chuyện đó. Nghe xong bên kia sau đó, Trần Bác mau để cho Tiểu Cường trước tiên đem đoạn lời này đi lại. Một mực chờ bên kia chuyển tới một nam nhân trầm thấp vừa hô sau đó, Trần Bác mới khiến cho hắn trước tiên bảo tồn lại, sau đó tiếp tục giam tính đối phương đối thoại. Có thể nhượng Trần Bác kinh ngạc vẫn còn ở phía sau, bên kia đầu tiên là trầm mặc một hồi sau đó, Trần Bác rất nhanh liền lại nghe được, bên kia nam nhân vẫn đạo, Dương Đại Minh có hay không cùng ngươi liên hệ. Tốc độ của ngươi ngược lại là nhanh một chút ta. Nếu để cho hắn tại lôi hổ trước mặt lấy được tín nhiệm, vậy ta sẽ rất khó lại lên ngồi lôi hổ bang lão đại chỗ ngồi. Lực ca ngươi đừng vội à, tiểu tử kia mặc dù nhớ kỹ số di động của ta, nhưng vẫn cũng không có gọi điện thoại cho ta. Xem ra nhường hắn chủ động liên hệ ta là không quá có thể, cho nên ta muốn đi chủ động tìm hắn, đến lúc đó ta lấy câu dẫn hắn, tại sao phải sợ hắn không mắc như sao? Cô gái kia âm thanh truyền đến Liêu Trần Bắc trong đầu. Trần Bắc tại bên này cười hắc hắc, nghĩ thẩm chính mình thật vẫn đã đoàn đúng, nữ nhân kia chính là muốn đối phó Dương Đại Minh mới cho hắn lưu thủ số máy. Chỉ bất quá Trần Bắc không có nghĩ tới là nữ nhân kia lại còn cùng lôi hổ cái khác thủ hạ có nhiễm nếu nói như vậy vậy trước tiên nhường dương đại minh đem cái kia gọi lực ca trước giải quyết đi sau đó lại đem nữ nhân này giao cho lôi hổ đi giải quyết đương nhiên đối với cái này chút ghi âm sự tình trần bắc cảm giác chỉ cần cho dương đại minh một người nghe một chút là được nếu như lại để cho lôi hổ biết có thể lôi hổ lại sẽ hoài nghi cùng hứa lộ các nàng nói một câu sau đó trần bắc liền hướng lấy dương đại minh trong nhà đi đến dương đại minh lúc này vừa tới trong nhà còn tại hướng về phía tắm, nghe được có người gõ cửa hắn không thể làm gì khác hơn là vây quanh khối khăn tắm đi ra lão đại là ngươi a. Mặc dù gọi Trần Bác lão đại vẫn còn có chút không quá quen thuộc, bất quá Dương Đại Minh vẫn là gọi đi ra. Cho ngươi nghe đoạn ghi âm, vừa có được. Trần Bác trực tiếp đi vào Dương Đại Minh trong nhà, sau đó lấy ra điện thoại, bắt đầu phát ra lên vừa rồi tiểu cường nghe lén đến cái kia đoạn ghi âm tới. Dương Đại Minh bắt đầu còn không có nghe được ở trong đó hai thanh âm đều thuộc về của người nào, nhưng nghe đến câu kia lực ca sau đó, Dương Đại Minh mới đột nhiên phản ứng lại, tiếp đó ngồi ở chỗ đó kinh ngạc nói, "Ta nói cái kia tạo hàng như thế nào luôn cùng lý lực cùng đi gần như vậy, nguyên lai like nàng chính là lý lực an bài tới." Xem ra lý lực cũng nghĩ nhường lôi hổ nhanh lên chết đi tiếp đó hắn ngồi nữa lôi hổ bằng vị trí lao đại trần bắc gặp dương đại rõ ràng trợn nhìn tới lúc này mới tiếp tục tại bên cạnh nói sự tình có thể còn không có đơn giản như vậy ngươi lại nghe nghe một đoạn này nói trần bắc lại đem bộ phận sau cũng tất cả đều để cho dương đại minh nghe chờ dương đại minh sau khi nghe xong hắn liền trực tiếp phát khởi giật tới lý lực cái kia cầu vật thiệt thòi ta còn coi hắn là huynh đệ nhìn không nghĩ tới hắn vậy mà tại vụ trộm muốn giết ta rất tốt xem chúng ta ai bảo ai chết trước trần bác chờ dương đại nói rõ hết lời phía sau mới ở bên cạnh nói bất kể làm cái gì sự tình đều không cần quá mức gấp gáp cái kia lý lực rất nhiều rõ ràng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nếu không, hắn nhất định sẽ trước tiên tìm lý do giải quyết đi ngươi, sau đó lại đi đối phó lôi hổ. Cho nên ta xem, ngươi cũng không bằng lấy được trước lôi hổ tín nhiệm, lại mượn lấy lôi hổ tay đi giải quyết cái này lý lực. Lão đại, vậy ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Vốn là Dương Đại Minh còn nghĩ trực tiếp kêu lên huynh đệ đi đem lý lực giải quyết, bất quá nghe liều Trần Bắc mà nói sau đó, Dương Đại Minh nhưng là quay đầu sang hướng về Trần Bắc hỏi. 382 thứ 384 chương mau chóng động thủ còn có thể làm sao? Ngược lại hiện tại đã nắm giữ chứng cứ, hơn nữa nữ nhân kia lại muốn nhằm vào ngươi ngươi có thể trực tiếp trước tiên đem cái kia lý lực giải quyết sau đó lại đem phía trước cái kia đoạn ghi âm cho lôi hổ phóng tới nghe một chút tin tưởng hắn nghe xong đoạn ghi âm này sau đó cũng sẽ không lại đem người thế nào trần bác ngồi ở chỗ đó cười nhẹ cho dương đại minh ra một ý kiến dương đại minh nghe liếu chi hậu chính là nghiêm túc gật đầu một cái trần bác bây giờ là lao đại của hắn trần bác lời nói dương đại minh bạch nhiên không có cái gì có thể hoài nghi hơn nữa dương đại minh trong lòng cũng tin tưởng trần bác để cho mình giúp hắn làm việc cái kia hoàn thành cũng là bởi vì trần bác xem ở dương hân gì mặt núi đến nỗi để cho mình có thể lên làm lôi hổ ban vị trí điểm này sự tỉnh dương đại minh ngược lại là vô cùng tự biết mình hắn tin tưởng trần bác lợi hại cho nên cũng sẽ không đối với lôi hổ bang vị trí lao đại có cái gì ý nghĩ xấu bởi vì hắn tin tưởng lôi hổ bang liền xem như mình làm vị trí lao đại về sau cũng sẽ từ trần bác an bài một cái người tin cẩn đi theo bên cạnh mình kia tốt ta ta đem cái này hai đoạn ghi âm tất cả đều chuyển cho ngươi bất quá ngươi chỉ cần đem phía trước cái kia đoạn cho lôi hổ nghe được là được rồi đến nỗi đằng sau một đoạn kia chờ lý lực muốn chết đi thời điểm lại để cho hắn nghe một chút ta trần bác cảm giác mình ở đây cũng không có chuyện gì muốn cùng dương đại nói rõ thế là nhường dương đại minh lấy điện thoại di động ra tiếp đó chính mình đem cái kia hai đoạn ghi âm trực tiếp cho hắn chuyển đi qua chờ dương đại minh dẹp xong sau đó trần bác lại hướng về dương đại nói rõ đạo chuyện này một bản đọc tiểu nói đừng để quá nhiều người đã biết cũng không phải đợi quá lâu nếu không chậm thì sinh biến tốt lão đại ta đã biết dương đại minh đưa di động đặt ở trên ghế salon phía sau mới hướng về trần bác gật đầu một cái đưa trần bác đi tới cửa dương đại minh mới đóng cửa lại tiếp đó trong miệng hung hắn nói tạo nước môn lại còn muốn theo lý lực cùng một chỗ hùn vốn tới hại ta chờ lao tử đem lý lực cháu trai kia giải quyết đi sau đó lại hung hăng tới làm chết người nói dương đại minh liền đi trở lại mình phòng ngủ liền tắm cũng không có tẩy liền trực tiếp đổi một bộ quần áo tiếp đó đi ra cửa trong lòng suy nghĩ lý lực bọn hắn muốn đối phó chính mình sự tỉnh cái này khiến dương đại minh bạch nhiên là ngủ không yên cho nên dương đại minh liền dự định mình bây giờ tựu ra tay trực tiếp đi đem lý lực giải quyết đến nỗi lý lực an bài tới câu dẫn mình chính là cái kia nữ nhân cái này ở dương đại minh xem ra cái kia cũng sẽ là rất nhanh biến thành mình đồ chơi thôi ra cửa sau đó dương đại minh liền cho hắn trung thành nhất hai cái huynh đệ đánh tới điện thoại để bọn hắn trước tiên ở quán ba bên kia chờ đợi mình âm hồn bất tán tự nhiên không quan tâm dương đại minh chuyện này nhưng vì đừng để dương đại minh ra chuyện rắc rối gì trần bắc vẫn là để tiểu cường trước tiên đem dương đại minh điện thoại cũng nghe lén đứng lên như vậy chỉ cần dương đại minh đến lúc đó có không đối phó được lý lực thời điểm chính mình liền có thể định vị vị trí của bọn hắn tiếp đó trực tiếp đi qua giúp dương đại minh một cái hiện tại cái này thời khắc trần bắc ra biết chỉ có trước tiên đem lôi hổ bang sự tình giải quyết dương đại minh mới có thể từ lôi hổ bang cầm tới tiền như vậy đến lúc đó chính mình kế hoạch tiếp theo cũng có thể từng cái một tiếp lấy hoàn thành đi xuống mà vừa rồi dương đại minh cho hắn hai cái huynh đệ gọi điện thoại sự tình trần bắc dã là nghe lén đến rồi cái này nhượng trần bắc trong lòng nở nụ cười nghĩ thầm dương đại minh lần này làm cũng không tệ đã vậy còn quá nhanh liền chuẩn bị hạ thủ đi đến liêu hứa lộ bên cạnh của các nàng sau đó trần bắc mới lên tiếng đi thôi đã trở về không phải vậy đợi lát nữa tắm rửa đều muốn xếp hạng đại đội tắm rửa còn cần xếp hàng sao đến lúc đó ta theo toa toa ngủ chung ngươi cùng lộ một chút còn có giai linh cùng nhau tắm không được sao ngược lại ba người các ngươi buổi tối cũng là ngủ một giường cùng nhau tắm tắm rửa cũng không cái gì đi Trương Manh Manh nghe xong Liễu Trần Bắc mà nói sau đó, chính là trực tiếp ở bên cạnh hướng về phía Trần Bắc cười hì hì nói một câu. Này ngược lại là nhượng Trần Bắc có chút không phản bắt được, bởi vì chính mình cùng Hứa Lộ cùng Lưu Gia Linh hai người bọn họ ngủ ở cùng nhau thời điểm, là căn bản liền không có cơ hội đi làm loại sự tình này. Cũng chính là như thế, Trần Bắc vừa muốn đụng tới không có việc gì liền đi Hà Ngọc hoặc Dương Hân Di bên kia, cùng với các nàng tới một hồi cá nước thân mật. Bất quá nghe được Trương Manh Manh mà nói sau đó, Trần Bắc ngược lại là cảm thấy đề nghị này thật không tệ. Bởi vì chính mình đến lúc đó có thể cùng với các nàng cùng nhau tắm rửa, nếu như tiểu huynh đệ cứng chắc lên đến lúc đó cũng có thể để các nàng nhìn thấy ngược lại cũng đều là tắm chung một một chỗ đến lúc đó làm tiếp điểm những chuyện khác tự nhiên cũng liền hợp tình hợp lý trong lòng suy nghĩ trần bắc liền trực tiếp hướng về hứa lộ cùng lưu giai linh hai người nói lộ một chút giai linh vậy chúng ta ba cái đi về trước tắm rửa a à, đến nỗi toa toa cùng manh manh liền để các nàng trước tiên ở dưới lầu chờ sẽ nếu không đợi lát nữa chúng ta phòng tắm đại chiến bị các nàng nghe được sẽ không tốt hừ chán ghét không có đứng đắn hứa lộ không nghĩ tới trần bắc lại còn thực sẽ có ý nghĩ như vậy thế là trực tiếp quay đầu sang hướng về trần bắc trên thân đánh một cái Trần Bác cười lớn một tiếng, thừa dịp màu đen, hướng thẳng đến Hứa Lộ trước ngực chụp tới, thẳng trêu đến Hứa Lộ quát to một tiếng, tiếp đó chạy tới bên trên nhất lâm toa bên cạnh. Trần Bác ra không tiếp tục tiếp tục đuổi theo đánh các nàng, mà là trực tiếp lôi kéo các nàng xoay người, tiếp đó hướng về chính mình mấy người ở cái kia hào lầu đi đến. Về đến nhà rồi sau đó, Lâm Toa nhưng là đi trước đoạn phòng tắm, xem ra nàng là lo lắng Trần Bác đợi lát nữa thật sự hòa Hứa Lộ các nàng ở bên trong bắt đầu chơi phòng tắm đại chiến, khiến cho các nàng ở phía sau đều không cách nào thật tốt tắm rửa. Gặp Lâm Toa tiến vào phòng tắm sau đó, Trương manh manh chính là trong phòng khách kêu to nói, "Trần Bác, toa toa tiến vào phòng tắm rồi ngươi có muốn hay không đi vào hỗ trợ xoa tắm rửa à? trần bắc lúc này đang ở trong phòng ngủ mặt giúp hứa lộ các nàng cầm quần áo thay đồ và giặt sạch nghe được trương manh manh mà nói phía sau trần bắc trong lòng chính là khẽ động suy nghĩ bây giờ cũng liền lầm toa không cùng tự mình tới qua giữa nam nữ vậy chân chính trên giường vận động có phải hay không phải chọn một cái thời cơ tốt đem lâm toa cũng cho sáu trong lòng suy nghĩ trần bắc liền trực tiếp cầm hứa lộ y phục của các nàng tiếp đó chạy tới phòng khách lúc này mới hướng trương manh manh trả lời ngươi có phòng tắm chìa khóa sao ngươi có thể mở môn này ta liền đi vào trần bắc sở dĩ nói như vậy là bởi vì chính mình nghĩ tại không sử dụng phân giải kỹ năng dưới tình huống trực tiếp nhường trương manh manh mở ra cửa phòng tắm để cho mình đi vào mà lâm toa người này mỗi lần tắm thời điểm đều sẽ giữ cửa khóa gắt gao chính là sợ hứa lộ các nàng những thứ này bạn bè đột nhiên đi vào quấy dối bất quá lần này trương manh manh nghe liếu trần bắc mà nói phía sau chính là đứng ở nơi đó phá lên cười tiếp đó còn cố ý hướng về trong phòng tắm hô toa toa ngươi nghe chứ không có nhớ kỹ đừng đem cửa khóa trái a nếu không trần bắc liền không vào được nói xong trương manh manh liền thật nhanh hướng về phòng tắm bên kia đi đến trương manh manh có cửa phòng tắm chìa khóa trần bắc trong lòng cảm thấy rất ngờ vực mặc dù cửa phòng tắm là có chìa khóa ở bên ngoài nhưng trần bắc biết chìa khóa kia vẫn luôn bị hứa lộ thu tại chính mình hai người phòng ngủ bên kia nói như vậy mà nói trương manh manh là chắc chắn vẫn không ra vệ sinh rắn cửa nhưng làm sao cũng nhượng trần bắc không có nghĩ tới là trương manh manh chạy đến phòng tắm bên kia sau đó liền trực tiếp nhẹ nhéo một cái môn xuống một khắc phòng tắm bên kia môn vậy mà liền như thế vặn ra không sai chính là bị trương manh manh vặn ra hơn nữa căn bản cũng không có phí cái gì kình tự nhiên không phải đem môn vặn hỏng mà là bởi vì này khóa căn bản cũng không có từ bên trong khóa trái Trần Bác đứng ở nơi đó nhìn có chút bó tay rồi, mà ngồi ở phòng khách ghế sofa lên hứa lộ các nàng cũng là như thế, bởi vì các nàng làm gì cũng không có nghĩ đến. Lâm Toa hôm nay tắm rửa vậy mà không đóng cửa, nghe được bên này tiếng mở cửa, vốn là đang ở bên trong tắm rửa Lâm Toa mau vén lên màn tắm, tiếp đó hướng về cửa ra vào liếc mắt nhìn, nhìn thấy Trương Manh Manh đang đứng ở cửa, Lâm Toa nhanh chóng cầm qua một khối khăn tắm đem mình trên thân bọc lại, sau đó mới đi đến Trương Manh Manh bên người, hướng về Trương Manh Manh vấn đạo, Manh Manh, ngươi đem ta cửa mở ra làm cái gì? Không có làm cái gì a, à, là ngươi chính mình không có khóa trái vừa vặn trần Bác nói nếu như ta mở cửa ra mà nói hắn liền đi vào giúp ngươi tắm kỳ đúng ngươi bây giờ còn không có tẩy xong a à. trần bác mau tới đây giúp toa toa tắm kỳ a trương manh manh một mặt cười nếu nhìn xem lâm toa trước tiên cùng lâm toa trả lời một câu sau đó mới hướng về trần Bác bên kia kêu một câu trần Bác có chút im lặng hướng về lúc này đang bị một khối ngắn khăn tắm bao quanh lâm toa liếc mắt nhìn sau đó mới trả lời là manh manh đang phải dối đừng nghe nàng ngươi trước tẩy a à. ta vừa rồi rõ ràng là khóa trái đó a à. manh manh ngươi ở đây nào cái gì nhanh lên ra ngoài ta còn không có tẩy xong đâu lâm toa nghe liếu trần bắc mà nói sau đó mới hiểu được là chuyện gì thế là hướng về trương manh manh nói một câu có thể trương manh manh lại vẫn cứ muốn lôi cái môn tiếp đó lại hướng về lâm toa nói toa toa ngươi nói cho ngươi một chuyện a à ta nghe nói có tám mươi phần trăm nữ sinh tại lúc đang tắm đều thích ca hát mà hai mươi phần trăm nữ sinh tại lúc đang tắm nhưng lại ưa thích tự ý ngươi ở đây yêu thích thời điểm ca hát sao tắm thời điểm hát cái gì ca a nước kia chẳng phải chạy tới trong nhượng đi lâm toa còn chưa phản ứng kịp thế là hướng thẳng đến trương manh manh trả lời một câu tiếp đó phụ giúp trương manh manh hướng về bên ngoài phòng khách mặt đi đến Trương Minh Minh nghe xong Lâm Toa sau khi trả lời, chính là ngồi xổm ở nơi đó phá lên cười. Bên cạnh cười còn vừa dùng tay chỉ cửa phòng tắm Lâm Toa, trong miệng còn đang nói, "Ha ha, ta đều nói cái kia 80% nữ sinh không phải đang hát, đó là 20% nữ sinh tại tự ý, toa toa vậy mà nói nàng không có ở ca hát, vậy khẳng định chính là tại tự ý sáu." Nghe đến đó, ngồi ở trên ghế salon hứa lộ các nàng mới rõ ràng, tiếp đó cũng là tất cả đều hướng Lâm Toa quăng tới đồng tình nụ cười. Trần bác bắt đầu còn chưa rõ Trương Minh Minh nói ý của lời này, nhưng nghe xong Lâm Toa trả lời sau đó, Trần Bác chính là hiểu rõ ra. Mà lúc này, lâm toa cũng là phản ứng lại nàng đứng ở nơi đó trên thân lại cái kiện hàn một cái khối khăn tắm cho nên liền xem như muốn tới đây giáo hấn trương manh manh nàng cũng sợ trương manh manh sẽ đem mình khăn tắm trên người cho tháo ra cho nên dứt khoát trực tiếp đem vừa đóng cửa tiếp đó đi vào tẩy mình tắm đi 383 thứ 385 trăm chương hai phần trăm chương manh manh thật vất vả mới nhị cười sau đó mới hướng về trần bác nói trần bác vừa rồi ta cho ngươi mở cửa ra ngươi như thế nào không vào trong a không còn hàn huyên đợi lát nữa toa toa tẩy xong sau đó ngươi lại đi tẩy ta theo lộ một chút các nàng cuối cùng tẩy nói đùa phải có một độ đừng đem người bên cạnh làm cho mất hứng trần bác ôm hứa lộ y phục của các nàng ngồi vào liêu hứa lộ bên người sau đó mới hướng về trương manh manh nói một câu mà lúc này trong phòng tắm lâm toa nhưng là lấy đi khăn tắm tiếp đó dựa lưng vào từ mảnh trên vách tường trong lòng cũng không biết nghĩ đến những chuyện gì trần bác chờ lâm toa từ trong phòng tắm đi tới sau đó mới kêu nàng một tiếng biểu thị vừa rồi trương manh manh là cùng nàng đùa giỡn lâm toa cũng là quay đầu sang đứng ở nơi đó hướng về trần bác hội tâm nợ nụ cười sau đó nói không có việc gì buổi tối đến trên giường ta sau đó giáo hơn nàng để cho nàng biết biết sự lợi hại của ta nói xong lâm toa liền cho trương manh manh một cái tươi cười đắc ý lúc này mới hướng về nàng cùng trương manh manh hai người trong phòng ngủ đi đi trương manh manh vừa rồi liền đã từ trong phòng ngủ lấy ra chuẩn bị quần áo thay đồ và giặt sạch gặp lâm toa đi vào phòng ngủ đi sau đó nàng mới đứng dậy hướng về phòng tắm đi đến bất quá vừa đi ra hai bước hứa lộ chính là gọi lại trương manh manh chuyện gì trương manh manh xoay người lại hướng về hứa lộ vấn đạo người tắm thời điểm cũng đừng ca hát ta không phải vậy uống quá nhiều thủy sẽ không tốt hứa lộ cười to tiểu nói ba vê đúp lấy hướng trương manh, manh nói trương manh manh lúc này mới hiểu hứa lộ ý tứ trong lời nói thế là hướng thẳng đến hứa lộ la mắng một câu sau đó mới xoay người hướng về trong phòng tắm đi đến Nghe trong nhà cái này từng trận hoan thanh thiếu ngữ trần bắc thật là có một niềm hạnh phúc cảm giác hơn nữa mỗi ngày đều có các nàng ở bên người cái này nhượng trần bắc cảm thấy cố gắng của mình tựa hồ cũng là đáng thừa dịp trương manh manh các nàng đều muốn ở phía trước tắm rửa trần bắc chính là lấy ra laptop điện thoại tiếp đó ngồi ở trong phòng khách viết lên chuyên môn cho hà ngọc chuẩn bị cái kia kịch bản lại ngồi ở bên cạnh hứa lộ quay đầu sang liếc mắt nhìn kiến trần bắc viết cũng không phải quyển tiểu thuyết kia thế là nghi ngờ hỏi Ngươi đây là đang viết cái gì? kịch bản. Cho Tiểu Ngọc chuẩn bị. Chờ Lôi Hổ giúp bị chúng ta cầm xuống, sau đó tiền của bọn hắn cũng sẽ bị chúng ta nắm giữ. Đến lúc đó, ta nghĩ chúng ta cũng có tài chính làm mọi chuyện cần thiết. Trần Bác hai tay vẫn tại nơi đó gõ bàn phím, chỉ là trong miệng hướng về hứa lộ trả lời một câu, hứa lộ ồ một tiếng. Tiếp đó ngồi ở chỗ đó chăm chú nhìn Trần Bác viết kịch bản, nhìn xem một hồi xuất hiện một cái dương quá một hồi lại xuất hiện một cái cô cô cái gì. Hứa lộ mới nghi ngờ hỏi, ngươi đây là viết cái gì tv A? Thân yêu, ta lại cho đem kịch bản lật viết một lần, sau đó lại phục chế một lần. Như vậy ta liền có thể làm tiếp hai cái cấp ba sao nhiệm vụ trần bắc vẫn là không có ngầm đầu chỉ là trong miệng hướng về hứa lộ trả lời bên cạnh lưu giai linh cũng là hiếu kỳ ngồi ở một bên khác nhìn xem trần bắc gõ bàn phím tại trên máy tính lưu lại một được được văn tự trước kia phim truyền hình thần điêu hiệp lữ các nàng người thế hệ này tự nhiên là nhìn qua hơn nữa cũng là tràn đầy hiểu ra bây giờ nghe nói trần bắc còn chuẩn bị viết một bản mới cái bản sau đó lại đánh thành tivi bên cạnh hứa lộ chính là tò mò ngồi sau một hồi lâu hứa lộ mới lên tiếng hỏi vậy ngươi những thứ này diễn viên tất cả đều sắp xếp xong xuôi sao diễn viên cái kia gấp làm gì ta bây giờ liền kịch bản đều không có viết xong viết xong kịch bản sau đó còn có rất nhiều việc phải xử lý tìm diễn viên sự tình bây giờ còn kém có chút xa Trần Bắc ngừng trên tay động tác hướng về bên người hứa lộ trả lời bây giờ chính mình vẫn chỉ là viết kịch bản mặc dù nói cái kịch bản này tên cũng gọi thần điêu hiệp lữ bất quá trần bắc hức cũng không tính cùng trước kia bản cũ thần điêu một dạng kịch bản mà là chuẩn bị làm một chút lớn biến động như vậy có rất nhiều phương diện tự nhiên là cần đổi rất nhiều mà bây giờ tự viết vẫn chỉ là phía trước mấy chục lời nói mà thôi bây giờ liền đàm luận diễn viên sự tình đúng là có chút sớm bên cạnh hứa lộ nghe liếu chi hậu chính là cười hướng trần bắt nói đến lúc đó ta cũng diễn một cái tốt nhất là còn có thể đem đầu phim khúc hay là phiến vi khúc cũng cho ta hát Ngày, cái này cũng đến lúc đó lại nói trần bắc đối với hứa lộ nói tới những chuyện này vẫn luôn còn không có làm dự tính tốt bây giờ tới nói những chuyện này cũng đúng là quá sớm một chút lúc này vừa vặn trương manh manh từ trong phòng tắm đi ra nghe được trần bắc bọn hắn đang nói đầu phim khúc cái gì nhanh chóng ôm quần áo đi tới tiếp đó hướng về hứa lộ các nàng vấn đạo lộ một chút các ngươi đang nói cái gì không có gì a à, chính là tại đoán ngươi vừa rồi tắm thời điểm có hay không đang hát ta hứa lộ nghe xong trương manh manh mà nói phía sau chính là hướng thẳng đến nàng cười nhẹ nói một câu trương manh manh mặt của đỏ lên bởi vì nàng cảm giác mình đây là tìm cho mình hố a à phía trước chính mình dùng cái này tới đùa nghịch lâm toa mà bây giờ hứa lộ lại dùng cái này tới đùa nghịch lên chính mình thế nhưng là ta rõ ràng nghe được ngươi ở đây nói cái gì đầu phim của ta a à, thân yêu ngươi đây là đang viết cái gì không giống như là ngươi trước kia quyển tiểu thuyết kia a à. trương manh manh cũng không có đem hứa lộ mà nói ở trong lòng mà là trực tiếp đi đến trần bắc bên người mắt nhìn máy tính sau đó mới hướng về trần bác hỏi một câu đây là ta cho tiểu ngọc chuẩn bị kịch bản nhưng trước mắt vừa mới bắt đầu viết mà thôi trần bắc hướng về trương manh manh trả lời a à, cái kia đầu phim khúc cùng phiến vĩ khúc cái gì đều chuẩn bị xong chưa trương manh manh nghe liếu trần bắc mà nói sau đó lúc này mới hiểu nguyên lai hứa lộ mới vừa nói chính là chỗ này chuyện trần bắc lắc đầu biểu thị chính mình còn không có quản những chuyện kia kiến trần bắc lắc đầu trương manh manh không thể làm gì khác hơn là trước tiên ôm mình quần áo đi phòng ngủ bởi vì nàng cũng biết nếu như trần bắc thật sự viết xong ca từ mà nói chuyện này đến lúc đó chắc chắn sẽ để chính mình hứa lộ còn có lâm toa ba người đều biết chờ trương manh manh đi phòng ngủ sau đó hứa lộ mới nhìn lưu gia linh tê lên giai linh hai chúng ta cũng đi tắm rửa a à cùng nhau tắm vậy ta thì sao trần bác nghe liễu hứa lộ mà nói phía sau nhanh chóng hướng về nàng vấn liễu nhất câu ngươi thật đúng là muốn theo chúng ta cùng nhau tắm a à? không biết xấu hổ hứa lộ hướng về trần bác trả lời một câu tiếp đó cầm qua bên cạnh quần áo liền cùng lưu giai linh cùng một chỗ hướng về trong phòng tắm đi nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng trần bác bất đắc dĩ nợ nụ cười bất quá sau khi suy nghĩ một chút trần bác lại cảm thấy khả năng này cũng là một chuyện tốt bởi vì để các nàng hai cái cùng một chỗ nhiều giao lưu trao đổi sau đó cũng có khả năng buổi tối liền để tự mình tới một cái ngấu trời song phi a trong lòng nghĩ rồi một lần sau đó chân bác trên tay chính là khẽ động tiếp đó trực tiếp tại trên máy vi tính gõ ra mấy dòng chữ cái này mấy dòng chữ viết là lưu loát vô cùng chỉ là chân bác túi đầu liếc mắt nhìn sau đó chính là lầm bầm lầu bầu nói người nam này vai phụ thật đúng là có phức a à, vậy mà để cho ta cho ngươi tăng thêm như thế một mã hy kịch một mực chờ hứa lộ các nàng tắm rửa xong sau khi đi ra chân bác mới hợp đồng laptop tiếp đó mình cũng cầm quần áo đi trong phòng tắm sau khi tắm xong chân bác mới phát hiện thời gian đã là hơn mười hai giờ đêm vốn là còn chút bối rối nhưng khi trở lại phòng ngủ thời điểm trần bắc hước trong nháy mắt chính là bối rối hoàn toàn không có các ngươi còn chưa ngủ à? trần bắc đứng ở cửa nhìn xem trên giường ngồi hai vị ngọc mỹ nhân hướng thẳng đến các nàng nói một câu trần bắc có chút im lặng lại có chút kinh ngạc bởi vì hắn không nghĩ tới cũng đã đã trễ thế như vậy vẫn còn có một màn như thế mạnh mẽ vận động đang đợi mình trực tiếp đem cửa phòng ngủ một quan sau đó lại đem bên cạnh đèn cho đóng lại trần bắc liền trực tiếp hướng về trên giường nào tới rất nhanh bên này trong phòng ngủ chính là chuyển đến lưu hứa lộ cùng lưu giai linh hai người tiếng kêu sợ hãi chỉ bất quá rất nhanh lại biến thành vui cười không bao lâu sau đó lại từ tiếng cười đã biến thành từng đợt thắt nhẹ mà lúc này tại lâm toa cùng trương manh manh phòng ngủ của các nàng bên kia trương manh manh đi vào trong phòng ngủ đi liếu chi hậu bởi vì biết vừa rồi chính mình đem lâm toa làm cho không vui thế là trương manh manh ngồi trước ở giường bên cạnh tiếp đó hướng về lâm toa nói toa toa chúng ta thân yêu bây giờ tại viết kịch bản ngươi biết không lâm toa đang ngồi ở trên giường chơi lấy điện thoại nghe được trương manh manh mà nói nàng quay đầu sang tò mò hỏi loại hình gì Liên xem như viết cũng là cho hà ngọc chuẩn bị a ân vậy chắc là bất quá ta cảm thấy sau này liền xem như để chúng ta ở bên trong đương đương vai phụ hay là hát một chút khúc chủ đề cái gì cũng thật không tệ à chỉ bất quá bây giờ hắn cái gì đều không có chuẩn bị kỹ càng Trương manh manh gặp lâm toa không có giận mình ý tứ thế là hướng về lâm toa đem vừa rồi tại phòng khách sự tình nói ra mặc dù nói thì nói thế nhưng Trương manh manh cũng biết nếu như trần bắc thật sự viết cái gì ca tử mà chính mình không đi chủ động nói lời đến lúc đó trần bắc có thể sẽ trước tiên cho hứa lộ tới thử hát mà lâm toa ngồi ở chỗ đó sau khi suy nghĩ một chút liền trực tiếp đưa di động hướng về trên tủ đầu giường vừa để xuống tiếp đó nằm xuống ngủ dậy cảm giác tới xem ra nàng đối với mấy cái này sự tình ngược lại là cũng không gấp gáp nhìn lâm toa cũng không cảm giác hứng thú bộ dáng Trương manh manh lại tại bên cạnh nói toa toa chẳng lẽ ngươi không muốn tham diễn trần bác vô tv hắn hiện tại cũng còn không có viết xong kịch bản đợi thêm vô thời điểm cũng không biết còn phải đợi bao lâu nói những thứ này quá sớm một chút ta ngủ đi ta ngày mai còn có một chàng hoạt động chứ lâm toa cùng trương manh manh nói một câu tiếp đó nghiêng người sang liền không tiếp tục trở về trương manh manh lời nói trương manh manh không thể làm gì khác hơn là vén chăn lên tiếp đó nằm lâm toa bên người thế nhưng là trương manh manh vừa nằm đến lâm toa bên người phía sau nhưng lại hướng về lâm toa nhẹ nói toa toa ngươi ở đây yêu thích thời điểm đều biết làm thứ gì tắm thời điểm mà chẳng thể làm gì khác tự nhiên là tam kỳ lâm toa đầu tiên là bình thản trả lời một câu bất quá lập tức liền giống như là nghĩ tới thứ gì tiếp đó vụt một chút liền bay qua thần tới tiếp đó hướng về trương manh manh vấn đạo manh manh ngươi sẽ không phải là tại lúc đang tắm làm loại sự tình này à hơn nữa ngươi lại là người từng trải mấy ngày nay trần bác lại không có cùng ngươi tới ngươi có phải hay không sáu ha ha thư xuân ba trăm tám mươi thứ ba trăm tám mươi sáu trương đi qua hỗ trợ trong lòng suy nghĩ những chuyện này lâm toa tiếng cười liền càng lúc càng lớn cũng không phải bởi vì suy nghĩ trương manh manh trong phòng tắm làm loại sự tình này hình ảnh mà là cảm thấy mình rốt cục tìm được trương manh manh đã kích điểm trương manh manh có chút im lặng hướng về lâm toa liếc mắt nhìn nàng cũng biết lâm toa đây là đang hồi báo chính mình thế là trong miệng nở nụ cười tiếp đó nói thẳng ta đúng là đang tư xuân a à, kể từ bị tên kia trải qua liếu chi hậu ta liền cả ngày cũng không an phận ngươi cũng còn không có hưởng qua cái mùi này đâu lâm toa vốn đang cho là mình chiếm ưu thế có thể nghe được trương manh manh câu này không biết xấu hổ không có khô mà nói sau đó liền trực tiếp bại xuống chợt tới tiếp đó nằm ở nơi đó cái gì cũng không nói trực tiếp liền ngủ dậy cảm giác tới Bên này trong phòng hai người còn tại trò chuyện, mà ở hứa lộ cùng Trần Bắc bọn hắn bên kia trong phòng ngủ, nhưng là một mảnh xuân quang. Đương nhiên, bên này cuối cùng thua trận, dĩ nhiên chính là Trần Bắc. Vận động qua một hồi sau đó, Trần Bắc liền nằm ở nơi đó an tĩnh ngủ dậy giường tới. Hôm nay thật quá mệt mỏi, nhưng Trần Bắc cảm giác cũng vô cùng thỏa mãn. Loại kia cảm giác thỏa mãn, đầy đủ để cho mình ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng là Trần Bắc muốn ngủ, nhưng hết lần này tới lần khác có người không nhượng Trần Bắc ngủ. Vừa nằm xuống không bao lâu, Trần Bắc trong đầu chính là chuyển đến tiểu cường giọng nói, tiếp đó hướng về Trần Bắc kêu lên, "Túc chủ, giống như bên kia đánh nhau" Dương Đại Minh phải thua à? Cái gì? Chẳng lẽ cái kia gọi Lý Lực có mai phục? Nghe được trong đầu một bản đọc tiểu thuyết ít tờ ít tờ Tiểu Cường giọng nói sau đó, Trần Bác nhanh chóng hướng về Tiểu Cường vấn liêu nhất câu. Bất quá những chuyện này, Tiểu Cường nhưng là trực tiếp lắc lắc đầu của nó, biểu thị mình cũng không biết. Mà Trần Bác tại trong lòng nghĩ rồi một lần sau đó, chính là nhanh chóng ngồi dậy tới, tiếp đó cầm qua y phục mặc lên. Nhìn thấy Trần Bác đột nhiên ngồi đi, bên cạnh đã mệt đến sắp ngủ hứa lộ chính là nghi ngờ hỏi, đã trễ thế như vậy còn muốn đi nơi nào? Dương Đại Minh cái kia, vậy mà chiếm Hạ Phong, ta đi qua giúp đỡ. Chân Bắc trong miệng hướng về Hứa Lộ trả lời một câu, mà quần áo trên người thì đã mặc, tiếp đó não hải ở giữa khẽ động, trực tiếp liền khiến cho dùng thời không nhảy vọt kỹ năng, sau đó để tiểu cường định vị một chút Dương Đại Minh vị trí của bọn hắn, trực tiếp từ trong hư không nún nhảy đi qua. Mà lúc này, tại lý lực trong biệt thự, nhưng là hai nhóm người trẻ tuổi đang tại trong phòng khách ra tay đánh nhau. Trong tay của bọn hắn tất cả đều là cầm côn sắt các loại vũ khí, tiếp đó lẫn nhau hầu đã lấy. Dương Đại Minh Bạch nhưng cũng ở nơi này trong đám người, chỉ bất quá hắn bây giờ lại là dọa đến ở bên cạnh không dám ra tay. Bởi vì hắn phát hiện, lý lực trong biệt thự vậy mà ở nhiều người như vậy, làm hại chính mình mang người trực tiếp đập cửa sổ chạy vào sau đó liền trực tiếp bị lầu một những cái kia lý lực tiểu đệ bao vây lại thằng đến lúc này dương đại minh trong lòng mới rõ ràng lý lực bọn họ là ngủ ở lầu hai mà lầu một nhưng là lý lực một chút tâm phúc đang ngủ lấy mặc dù dương đại minh bọn hắn đột nhiên xông lại cũng làm cho lý lực những cái kia tiểu đệ có chút trở tay không kịp nhưng bọn hắn nhưng là thắng ở nhiều người liền xem như dương đại minh bọn hắn trùng liêu qua tới lý lực những cái kia tiểu đệ cũng có thể tại về số người chiếm hết ưu thế cứ như vậy lý lực cùng nữ nhân của hắn liền chỉ cần đứng tại đầu bậc thang chờ thấy rõ là dương đại minh mang người sau khi đi vào lý lực trong lòng liền nghĩ đến một chút cái gì sau đó để tiểu đệ của hắn trực tiếp ở đây làm dương đại minh hỏa hắn mang tới người dương đại minh bởi vì nhất thời gấp gáp chính mình chỉ đem đến đây bốn tên trung thành nhất tiểu đệ nhưng mà hắn lại không có nghĩ đến lý lực bên này sẽ ở nhiều người như vậy vẫy tay bên trong côn sắt đem bên người một người đánh ngã sau đó dương đại minh mới suy nghĩ muốn xuất ra điện thoại tới nhanh chóng cho trần bác gọi điện thoại nhường hắn tới trợ giúp chính mình thế nhưng là điện thoại vừa mới vừa xuất ra lý lực một tiểu đệ liền hướng lấy dương đại minh trùng liêu qua tới tiếp đó trực tiếp cầm một cái dưa hấu đao hướng về dương đại minh trên thân từng bắt chuyển tới dương đại minh xét hình dáng cũng không kịp đi cho trần Bác gọi điện thoại mà là giơ lên trong tay mình côn sắt trước hướng phía đối phương phòng đi mà điện thoại di động trong tay nhưng là trực tiếp rơi trên mặt đất bên này đánh nhau vẫn còn tiếp tục bên trong nhưng dương đại minh mang tới cái kia tứ danh tiểu đệ rất rõ ràng không có lý lực những cái kia tiểu đệ lợi hại rất nhanh bốn người kia liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi mà trên thân nhưng là tất cả đều bị thương đang lúc dương đại minh muốn chịu thua nhường lý lực phóng chính mình một con đường sống thời điểm Dương Đại Minh nhưng là đột nhiên phát hiện, trung quanh cái kia vài tên đang chuẩn bị hướng về bên cạnh mình vây lại lý lực chúng tiểu đệ, đột nhiên giống như là bị đồ vật gì đụng đồng dạng, hướng thẳng đến đằng sau bay ngược ra ngoài. Nhìn đến đây, Dương Đại Minh bắt đầu còn có chút không có phản ứng kịp. Nhưng mà đột nhiên nghĩ đến mình tại vài ngày trước gặp được loại tình huống này, vậy chính là mình lao đại Trần Bác. Nghĩ đến nhất định là Trần Bác tới giúp mình, Dương Đại Minh toàn thân đều tràn đầy sức mạnh, tiếp đó giơ lên trong tay côn sắt, hướng thẳng đến trước mặt lý lực tiểu đệ vung đi. Những cái kia tại đối phó lý lực tiểu đệ vô hình người, tự nhiên chính là sử dụng kỹ năng ẩn thân Trần Bác trần bắc biết lúc này chính mình không thích hợp hiển hiện ra cho nên sử dụng thời không nhảy vọt công năng đến nơi này bên cạnh sau đó liền trực tiếp lại tiến vào kỹ năng ẩn thân mà lấy trần bắc bây giờ thân thủ đi đối phó những cái kia lý lực tiểu đệ vậy dĩ nhiên là không cần tốn nhiều sức chỉ cần ra một quyền những cái kia tiểu đệ liền trực tiếp bị đánh ra đến mấy mét xa tiếp đó nghị đứng cũng không đứng lên nổi nhìn thấy phòng khách dưới lầu bên trong xảy ra chuyện như vậy đứng muốn đầu bậc thang xem trò vui lý lực cùng nữ nhân bên cạnh hắn cũng là bối rối bọn hắn mặc dù không biết trong phòng khách những cái kia tiểu đệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng có một chút sự tình rất rõ ràng chính là có người ở giúp đỡ Dương Đại Minh. Suy nghĩ những thứ này, lý lực trong lòng chính là cả kinh, tiếp đó xoay người, hướng thẳng đến trên lầu chạy tới. Dương Đại Minh mặc dù đang đối phó lý lực những cái kia tiểu đệ, nhưng cửa thang lầu lý lực hắn cũng vẫn luôn đang chú ý nhìn thấy lý lực hướng về trên lầu chạy tới, Dương Đại Minh cũng không có đi đối phó bên người lý lực tiểu đệ, hướng thẳng đến trên bậc thang đuổi theo. Vọt tới bên kia bên người nữ nhân lúc, Dương Đại Minh hướng thẳng đến trên người của đối phương chào hỏi một côn, sau đó mới hướng về trên lầu đuổi theo. Trên lầu truyền tới một cái trận tiếng đóng cửa, xem bộ dáng là lý lực trốn trong phòng nằm mặt. Cái này khiến còn tại trên bậc thang Dương Đại Minh cả kinh, bởi vì hắn biết, nếu như Lý Lực ở phòng nào bên trong trốn đi, sau đó lại từ cửa sổ chạy trốn lời nói, tự mình nghĩ truy liền không đội kịp. Chờ Dương Đại Minh chạy đến trên lầu thời điểm, hướng về hai bên môn nhìn lại một cái mắt, quả nhiên phát hiện mình không biết Lý Lực trốn vào bên nào căn phòng. Trần Bác mặc dù đang đối phó Lý Lực tiểu đệ, nhưng Dương Đại Minh tình huống bên kia, Trần Bác dã vẫn luôn đang chú ý mà Dương Đại Minh chạy đến trên lầu đi sau đó, Trần Bác chính là bắt đầu mắt nhìn xuyên tường kỹ năng, sau đó cùng tại Dương Đại Minh sau lưng. Gặp Dương Đại Minh chạy đến trên lầu liền không biết nên đi như thế nào, Trần Bác mau đem lắc đầu một cái, hướng về trên lầu trong mỗi cái phòng nhìn lại qua một lần sau đó mới nói ở bên phải đệ nhị cánh cửa bên trong chân bắc đột nhiên phát ra thanh âm này trực tiếp đem hắn trước mặt vài tên lý lực tiểu đệ dọa cho ngốc ngồi dưới đất ngay cả động cũng sẽ không động chân bắc đương nhiên sẽ không đi để ý tới bọn hắn hướng về dương đại minh mang tới cái kia tứ danh tiểu đệ nhìn lại một cái mắt chân bắc lại tiếp tục nói dương đại minh tiểu đệ còn có thể động liền cho ta đi lên lầu không phải vậy đợi lát nữa bị đánh chết cũng mặc kệ nói chân bắc liền thật nhanh hướng về trên lầu chạy tới mà ở đi qua đầu bậc thang tên kia bên người nữ nhân lúc chân bắc bởi vì vẫn luôn tại sử dụng lấy mắt nhìn xuyên tường kỹ năng tự nhiên cũng đem cái này không có mặc bên trong khốc nữ nhân toàn thân nhìn đấu. Làm bất quá bây giờ Trần Bác Giã không có thời gian đi một chút nhìn kỹ, cho nên chỉ liếc qua một cái sau đó, liền thật nhanh chạy tới trên lầu. Mà Dương Đại Minh vừa rồi nghe xong liếu Trần Bắc mà nói sau đó, chính là hướng thẳng đến đệ nhị cánh cửa đi đến, tiếp đó một cước đá ra, trực tiếp đem cái kia phiến cửa gỗ đá mở. Lúc này Lý Lực đã chạy đến trong phòng ngủ của mình mặt, tiếp đó từ đầu giường lấy ra một cái tự chế súng ngắn, liền đứng ở cửa ra vào. Bởi vì lầu hai phía bên ngoài cửa sổ tất cả đều tăng thêm cố định song sắt, muốn từ lầu hai cửa sổ nhảy đi xuống, căn bản cũng không có thể như vậy lý lực tự nhiên là chỉ có thể trận huyết chiến bất quá hắn trong tủ đầu giường còn có một đem khẩu súng cho nên hắn vừa rồi thật nhanh chạy đến trên lầu tới chính là muốn cầm điện thoại di động đi đối phó dương đại minh bên trong phòng tình huống trần bắc tự nhiên thấy rất rõ ràng vốn là trần bắc còn muốn nhắc nhở dương đại minh một tiếng nhưng lúc này dương đại minh cũng đã đá văng cái kia phiến cửa gỗ cho nên sông một buồn không thể làm gì khác hơn là thật nhanh hướng về trên lầu đi tới ngay tại dương đại minh đá văng ra cửa phòng bắt đầu đi vào bên trong đi thời điểm lý lực cũng là xoay người qua tiếp đó giơ xuống lên chuẩn bị hướng về dương đại minh trên thân mở lên tương tới mà đúng lúc này, Trần Bác dã là thật nhanh chạy tới trên lầu, ngay tại Lý Lực chuẩn bị mở thương xạ kích Dương Đại Minh thời điểm, Trần Bác chính là thật nhanh đem Dương Đại Minh hướng về phía sau mình kéo đi. Trần Bác đang sử dụng lấy kỹ năng lần thân, hơn nữa trực tiếp lại phát sinh quá nhanh, Lý Lực tại bóp lấy có súng thời điểm, mới phát hiện Dương Đại Minh thân thể hướng về bên cạnh ngã xuống, nhưng lúc này mình đã nổ súng, mà Lý Lực cũng là vào thời khắc ấy còn không có lấy lại tinh thần. Bàn 6. tự chế bi sắt bắn bay tốc từ đánh thân bên trong bay ra, tiếp đó dọc theo một đường thẳng, thật nhanh hướng về phía trước và tới lấy tốc độ của viên đạn liền xem như đem trước mặt cửa gỗ bắn thủng cái kia cũng cũng là không có khả năng thế nhưng là kế tiếp nhường lý lực cảm giác bất ngờ là viên đạn kia phát xạ ra ngoài sau đó vậy mà liền trực tiếp trên không trung ngừng lại sở dĩ sẽ dừng lại vậy dĩ nhiên là bởi vì có đồ vật gì chặn mà ngăn trở viên đạn này nhưng là trần bắc thân thể lúc này trần Bác đã sử dụng thiết cốt đồng thân kỹ năng đối với một khỏa tự chế đạn tới nói vậy dĩ nhiên là không cần lo lắng hơn nữa trần bắc đã biết mình bây giờ tại sử dụng lấy kỹ năng ẩn thân nếu như đạn thật sự quá nhanh như vậy chính mình còn có thể tái sử dụng thời không nhảy vọt kỹ năng nhưng nhượng trần bắc yên tâm lại chính là viên đạn này đánh vào trên người mình sau đó cũng không có cái gì đau nhức cảm giác hơn nữa chính mình hướng về trên thân liếc mắt nhìn sau đó thậm chí ngay cả quần áo cũng không có phá một điểm ba trăm tám mươi lăm thứ ba trăm tám mươi bảy trương lại thu tiểu đệ trần bắc trực tiếp từ trên người quăng ra đạn sau đó lại ra khỏi kỹ năng lần thân từng bước một hướng về lý lực đi đến đây là trần bắc lần thứ nhất tại lý lực trước mặt đột nhiên hiện ra bản thân tới nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một người lý lực cũng là bị dọa không nhẹ hắn còn nghĩ hướng phía sau chạy thế nhưng lại phát hiện mình đằng sau chính là một mặt tướng bích lý lực đúng không ngươi nghĩ ngồi lôi hổ giúp lão đại trần bắc từng bước một đi lên phía trước lấy gặp lý lực không có đường lui liếu chi hậu mới cầm trong tay đạn hướng về lý lực vấn đạo cũng là người hiện đại ngoại trừ tại trong máy vi tính thấy qua người tàng hình đâu còn gặp qua địa phương thần kỳ như vậy liền xem như nghe được trần Bác tra hỏi lý lực cũng là không có khí lực trở về bảo không trả lời đúng không vậy ta cũng có thể nói cho ngươi ngươi là không có cơ hội bởi vì ngươi không có hậu đài mà dương đại minh có ta làm hắn hậu trường trần bắc gặp lý lực không trở về mình thế là trong miệng lại nói một câu mà cái kia cầm đạn tay nhưng là từ từ nâng lên làm trong miệng nói xong lúc chân bắc nhưng là cầm đạn nhanh chóng hướng về lý lực cái chán bơi tới a năm lý lực trong miệng phát ra một hồi kêu đau đớn nhưng thanh em này lập tức lại bình tĩnh lại chân bắc dùng đạn đánh vào lý lực cái chán sau đó liền đem miệng của hắn nhét vào lý lực thân thể bắt đầu từ từ run dậy hai chân bắt đầu hướng phía trước đá nhưng mặc kệ hắn cố gắng thế nào đều không thể đá phải chân bác lý lực ánh mắt bên trong lộ ra một bản đọc tiểu thuyết ít tờ ít tờ một loại bất lực hơn nữa hắn cũng biết mình đã bại nhưng hắn cũng không phải thua với dương đại mình mà là bại bởi trước mặt cái này không người lợi hại lôi hổ giúp vị trí lao đại hắn tự nhiên là ngồi không hơn hơn nữa bây giờ chính mình ngay cả mạng cũng không có trần bắc liền nhìn cũng không có đi xem hắn một mắt chỉ là chờ hắn không động đậy được nữa liêu chi hậu mới đem hắn từ từ để xuống tiếp đó quay đầu đi xem hướng dương đại minh lão lão đại hắn đã tắt thở dương đại minh đi đến lý lực trước mặt liếc mắt nhìn sau đó chính là hướng về trần bắc nói một câu trần bắc gật đầu một cái chính mình tự nhiên biết lý lực đã tắt thở hướng về ngoài cửa nhìn lại một cái mắt gặp dương đại minh những cái kia tiểu đệ còn không có đi lên trần bắc mới trực tiếp tiến nhập kỹ năng lần thân tiếp đó hướng về dương đại nói rõ đạo Chuyện bên này, chính ngươi giải quyết ta nữ nhân kia, không cần lưu lại, còn có, đừng nói ngươi ở nơi này gặp qua ta." Lôi Hổ bên kia chính ngươi đi nói. "Biết." Dương Đại Minh trong miệng hướng về Trần Bác trả lời một câu, cảm giác Trần Bác đã không ở nơi này cái gian phòng Liêu Chi hậu. Dương Đại Minh mới xoay người hướng về bên ngoài phòng đi đến. Hắn tứ danh tiểu đệ viện tường đi từ từ đi ra, nhìn thấy trong phòng lý lực đã chết mất Liêu Chi hậu, trong đó một danh tiểu đệ mới hỏi, "Minh ca, là chính hắn nổ súng đi chính mình đánh chết sao?" dương đại minh gật đầu một cái tiếp đó trả lời có thể là vừa mới nhìn thấy hắn những cái kia tiểu đệ tất cả đều tự mình ngã bay ra ngoài nhường hắn cho là bắt gặp quỷ cho nên mới hướng về trên đầu của mình bắn một phát súng người này đã chết các người đi cùng bọn hắn phía dưới tiểu đệ nói một tiếng hỏi bọn hắn là mình rời đi hay là về sau đi theo ta dương đại minh tứ danh tiểu đệ nghe xong dương đại minh lời nói phía sau trong lòng tất cả đều là cả kinh bởi vì bây giờ dương đại minh nhìn quá bình tĩnh vừa rồi đây chính là người chết ta chẳng lẽ khi hắn đi vào không nhìn thấy bất quá cái này tứ danh tiểu đệ cũng đều nghe dương đại minh lời nói trực tiếp liền xoay người tiếp đó hướng về đầu bậc thang đi đến trên bậc thang nữ tử kia vẫn ngồi ở trên mặt đất bởi vì vừa rồi dương đại minh lên lầu thời điểm chào hỏi nàng một côn hắn hiện tại đều không thể động đậy nhìn thấy dương đại minh chậm rãi từ trên lầu đi xuống nàng thì biết rõ lý lực nhất định là đã chết thế là nàng ngồi ở chỗ đó hướng về dương đại minh kêu lên minh ca cậu ngươi thả ta đi ta thật không phải là có ý định muốn tìm ngươi cái này tất cả đều là lý lực làm hại hắn để cho ta đến tìm ngươi nói tại lôi hổ giúp ngươi ngươi đối với hắn áp lực lớn nhất cho nên hắn muốn trừ hết ngươi ha ha bây giờ biết cậu ta ngươi không cảm thấy chậm chút sao lại nói, ngươi bây giờ thế, nhưng là hổ ca bên người hồng nhân, ngươi cảm thấy nếu như ta đem ngươi cùng lý lực ở trên giường những âm thanh này cùng đối thoại giao cho hổ ca nghe, hắn còn có thể bỏ qua ngươi sao?" Dương Đại Minh nghe xong lời của cô gái phía sau, chính là hướng về nàng cười lớn nói. Nghe nói Dương Đại Minh trong tay vẫn còn có chính mình cùng lý lực trên giường làm những điều kia ghi âm, nữ tử rốt cục yên tĩnh trở lại. Nàng biết, coi như bây giờ Dương Đại Minh buông tha mình, lối hổ cũng không khả năng buông tha mình. Dương Đại Minh cũng không có gặp lại nàng, đi đến phòng khách sau đó, chính là hướng về lý lực lúc đầu những cái kia tiểu đệ nói bây giờ cho các ngươi một cái cơ hội muốn đi trực tiếp từ nơi này rời đi chỉ cần về sau không theo ta Dương Đại Minh đối đầu chúng ta gặp mặt còn có thể nhìn nhau nợ nụ cười nếu như muốn đi theo ta Dương Đại Minh có thể ở đây lưu lại về sau ta ăn thịt các ngươi tuyệt đối đều có canh uống nghe xong Dương Đại Minh lời nói Lý lực những cái kia tiểu đệ tất cả đều có chút động lòng bọn hắn vừa rồi cũng không có chịu bao lớn thương bởi vì Trần bắt chẳng qua là tại tay không tất sắt mà thôi mà bây giờ Dương Đại Minh lời nói để bọn hắn trực tiếp liền đứng lên tiếp đó hướng về Dương Đại Minh kêu lên Minh ca chúng ta nguyện ý đi theo ngươi còn xin ngươi thu lưu chúng ta đi nếu nói như vậy vậy ta dương đại minh bạch nhiên sẽ không mỏng đối với các ngươi bây giờ lý lực đã chết hơn nữa vừa rồi hắn đoán chừng là bị kinh sợ dọa tiếp đó chính mình chạy đến trên lầu cho mình trên đầu bắn một phát súng chúng ta trước tiên đem bên này xử lý một chút các ngươi đi trước chàng tử bên kia qua đêm a à. dương đại minh không nghĩ tới những thứ này lý lực tiểu đệ lúc này tất cả đều hướng mình phản bội tới nhưng mà loại chuyện này dương đại minh bạch nhiên sẽ không tự tuyệt bởi vì hắn bây giờ thiếu chính là tiểu đệ hơn nữa dương đại minh cũng biết lý lực những thứ này tiểu đệ tất cả đều là bởi vì mới vừa trận kia không có địch nhân đánh nhau còn đối với chính mình sợ lên nếu nói như vậy Dương Đại Minh bạch nhiên muốn lợi dụng một chút. Nghe xong Dương Đại Minh lời nói, Lý Lực những cái kia tiểu đệ tất cả đều đỡ đi ra biệt thự. Mà Dương Đại Minh nhưng là hướng về bên người hắn cái kia mấy danh tiểu đệ nhìn lại một cái mắt, tiếp đó vấn đạo, mấy vị bị liên lụy đi. Minh Ca, Lý Lực cháu trai kia nhà bên trong vậy mà đi theo nhiều như vậy tiểu đệ, nếu là chúng ta sớm biết mà nói, cũng nhiều mang ít người đến đây. Một cái khác danh tiểu đệ xem ra lúc này còn có chút tinh thần. Nghe xong Dương Đại Minh lời nói phía sau, chính là hướng về hắn trả lời một câu. Dương Đại Minh cười khẽ một tiếng, sau đó đem ánh mắt chuyển đến bên cạnh nữ tử kia trên thân, lúc này mới hướng về bọn hắn nói. Nếu đều bị liên lụy, vậy bây giờ liền để các ngươi tiếp nhận một chút đi. Cái này tạo hàng là lý lực nữ nhân, vẫn còn muốn đi câu dẫn hồ ca, cho nên chúng ta liền thay hồ ca xử lý sạch nữ nhân này. Nói xong, Dương Đại Minh chính là hướng về bên cạnh vừa đi, cho mình tứ danh tiểu đệ nhường ra một chỗ tới. Nghe xong Dương Đại Minh lời nói phía sau, cái kia tứ danh tiểu đệ giống như một đám như sói, hướng thẳng đến nữ tử bên này đánh tới. Mà tên nữ tử lại không có nghĩ đến Dương Đại Minh lại còn có thể như vậy đối với mình, nàng muốn chạy, thế nhưng là trên chân lại không động được, cho nên không thể làm gì khác hơn là đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn Dương Đại Minh tứ danh tiểu đệ trùng liễu qua tới lúc này trần bắc đã về tới trong phòng ngủ sau đó đem quần áo cởi xuống nằm ở liêu hứa lộ cùng lưu giai linh hai nàng ở giữa đến nỗi lý lực trong biệt thự kế tiếp chuyện xảy ra trần bắc cũng không có đi chú ý ngược lại bây giờ dương đại minh chính là phe thắng lợi hắn muốn làm những gì sự tình vậy cũng là chuyện của hắn chỉ cần đừng ảnh hưởng đến mình đại kế những thứ khác ngược lại đều không quan trọng kiến trần bắc nhanh như vậy liền trở lại hứa lộ chính là vấn đạo sự tình đều rút xong ân thật mau chính là dương đại minh tiểu tử kia mang người quá ít điểm ta đi qua thuần thục liền giải quyết hết trần bắc trả lời một câu tiếp đó đưa tay tại hứa lộ bộ ngực bóp lúc này mới mua bên cạnh ôm một vị lao bà tiếp đó ngủ dậy cảm giác tới mắt thấy bây giờ cách về nhà thời gian càng ngày càng gần sáng ngày thứ hai trần bắc chờ hứa lộ các nàng đều đi ra ngoài vội vàng liêu chi hậu liền lấy điện thoại di động ra cho nhà gọi điện thoại thừa dịp mình tới thời điểm phải mang theo hứa lộ các nàng trở về trần bắc tự nhiên đến làm cho trong nhà trước tiên chuẩn bị một chút tỷ như nói tại chính mình gia tộc phía trước xây một cái đại võ đài đây là tất yếu bởi vì đến lúc đó hứa lộ cùng lâm toa các nàng là khẳng định phải lên đài hát hai bài tiếp đó chính là để bọn hắn chuẩn bị một chút mình tới thời điểm trong nhà phải ở gian phòng. Lần này chính mình mang về thế nhưng là 6 vị đại mỹ nữ à, đương nhiên, chuyện này cùng ngoại nhân nói đứng lên là chắc chắn không thể trực tiếp như vậy, cho nên tối đa cũng chỉ có thể nói là vài bằng hữu cái gì. Mà dạng lời nói, tự nhiên cũng không cách nào ngủ đến cùng nhau. Cho nên Trần Bác lại phải nhờ người trong nhà chuẩn bị kỹ càng phòng ngủ. Giống Lâm Toa các nàng loại nữ sinh này cũng là luông chiều từ bé lớn lên, nếu như đến lúc đó điều kiện quá kém mà nói, đoán chừng về sau các nàng cũng không có ý nghĩ lại đi chính mình bên kia mà trừ những thứ này ra bên ngoài chân bác còn cùng nhà phụ mẫu lên tiếng hỏi chính mình còn muốn hay không mang những thứ gì trở về bởi vì bây giờ chính mình ngay tại yến kinh bên này muốn mua chút đồ vật gì mang về lời nói vậy dĩ nhiên cũng muốn thuận tiện rất nhiều cùng trong nhà nói chuyện điện thoại xong sau đó chân bác mới đem thời gian của mình cái gì tất cả đều an bài tốt tỉ như nói hôm nay chính mình ra ngoài mua sắm một chuyến tiếp đó ngày mai chính mình lại đem hà ngọc cùng dương hân di mang tới mà ngày sau sáng sớm chính mình mấy người liền nên lên đường về nhà đánh rõ ràng chủ ý chân bác liền một thân một mình ra cửa không có xe tự nhiên là chỉ có thể là ngồi taxi mà muốn mua đồ vật thì tất cả đều là một chút quà tặng cái gì cho nên trần bắc ra cửa sau đó cũng không có nhường tài xế mang theo chính mình đi siêu thị cái gì mà là đi tổng hợp bán buôn khu chuyến này ra ngoài trần bắc liền dòng dã bỏ ra một buổi sáng mà mua đồ vật nhưng là mấy cái cái túi suy nghĩ những vật này nếu như mình lấy về mà nói đoán chừng cũng có chút bất lực cho nên trần bắc trực tiếp đi đến một cái không có người trong góc tiếp đó trực tiếp lúc sử dụng khoảng không nhảy vọt kỹ năng trong nháy mắt về tới nhà mình đem mình vừa mua về đồ vật cùng lần trước mua khăn mặt tất cả đều phóng tới cùng một chỗ sau đó xong một buổi mới ngồi ở trong phòng khách nghỉ ngơi 386 thứ 388 chương phân thân kỹ năng chỉ bất quá đang nghỉ ngơi thời điểm, Trần Bác khước gọi là ra trong đầu tiểu Cường, bởi vì Trần Bác biết, mình bây giờ lại có thể tiếp nhận nhiệm vụ mới. Tiểu Cường sau khi đi ra, nghe xong Trần Bác nói như vậy chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ mới, thế là liền hỏi, "Túc chủ, lần này chuẩn bị tiếp nhận mấy sao cấp? Cần gì loại hình?" "Vẫn là cấp 3 sao, chỉ bất quá loại hình lời nói, tốt nhất là cùng sáng tác có liên quan a, ta gần nhất chuẩn bị viết cái kịch bản, ngươi trực tiếp cho ta tới một người viết sơn trại kịch bản nhiệm vụ a." Trần Bác nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp hướng về tiểu Cường trả lời một câu bởi vì Trần Bắc đã sớm làm xong dự định, lần này chính mình trước tiên đem kịch bản làm nhiệm vụ lại nói. Lần này chính mình cũng đã viết xong một cái sơn trại kịch bản mở đầu, chỉ cần trước tiên đem cái kịch bản này hoàn thành, khẳng định như vậy liền có thể đón thêm chịu phía sau sơn trại phim truyền hình. Đây đối với Trần Bắc tới nói, có thể nói là nhiều phương diện chỗ tốt. Tiểu Cương cũng không có đáp lời, trực tiếp liền khống chế Trần Bắc trong đầu giả lập màn hình. Rất nhanh, phía trên kia liền xuất hiện một cái cấp ba sao nhiệm vụ kho, bên trong từng cái nhiệm vụ tất cả đều biểu hiện ra. Chờ tất cả tất cả đều đã hiện ra sau đó, Tiểu Cương lại theo lời đem những cái kia có liên quan sáng tác nhiệm vụ tất cả đều đều đi ra như vậy có thể hiện ra nhiệm vụ liền vô cùng ít ỏi ngoại trừ có hai cái viết kịch bản nhiệm vụ bên ngoài những thứ khác liền cũng là một chút viết những phương án khác trần bắc vẫn luôn đang chú ý trong đầu chính là cái kia màn hình một bản đọc tiểu thuyết ít ghét tờ ít tờ bên trên chờ nhìn thấy cái kia hai nhiệm vụ sau đó liền trực tiếp hướng về tiểu cường nói hai nhiệm vụ nội dung đều cho ta xem một chút nếu như thích hợp vậy ta tiếp nhận một cái là được rồi tiểu cương khống chế thứ nhất sơn trại nhiệm vụ mở ra rất nhanh bên trong liền hiện ra một chút nhiệm vụ tương quan đồ vật sơn trại một thiên tác phẩm nổi tiếng như thế hố cha a à vậy thì quên đi à quá phiền thoái hơn nữa đến lúc đó chắc chắn còn có thể bị người xem phun. Chân Bác chỉ là liếc mắt nhìn, liền trực tiếp cùng Tiểu Cường nói một câu, tiếp đó lại hướng về phía dưới những nhiệm vụ khác nhìn lại. Chờ Tiểu Cường mở ra người thứ hai nhiệm vụ sau đó, chân Bác mới xem như gật đầu một cái, tiếp đó hướng về Tiểu Cường nói, Tiểu Cường, nhiệm vụ này còn giống như không tệ, chỉ bất quá tình tiết muốn vượt qua nguyên tắc làm, đây nên như thế nào đi bình. Người thứ hai cùng sơn trại kịch bản có liên quan trong nhiệm vụ, ngoại trừ viết ra một bản sơn trại kịch bản bên ngoài, chính là còn có một điểm nữa yêu cầu, đó chính là tình tiết muốn vượt qua nguyên tắc làm. Trần Bác trong lòng có chút không hiểu tự nhiên chỉ có đến hỏi tiểu cường mà tiểu cường hướng về trên màn hình nhìn lại một cái mắt sau đó mới hướng về trần bác trả lời túc chủ là như vậy bởi vì mỗi một cái phim truyền hình trong kịch bản mặt đều phân nhiều cái tình tiết mà nhiệm vụ yêu cầu chính là nhường túc chủ ngài viết thêm một chút tình tiết chính là như vậy trần bác trong lòng hơi nghi hoặc một chút chỉ là muốn nghĩ liền trực tiếp hướng về tiểu cường nói vậy được liền cái này à ăn bài cho ta mấy ngày nữa liền đưa ra cho ngươi xem liền trở thành túc chủ nhiệm vụ này thời gian thật dài cũng không cần gấp gáp bởi vì viết kịch bản vốn chính là một kiện khó khăn sự tình ngài hay là trước nhìn một chút nhiệm vụ yêu cầu a tiểu cương cũng không có trực tiếp liền phát ra nhiệm vụ mà là nhượng trần bác xem trước một chút nhiệm vụ nội dung trần bác gừ một tiếng lại hướng về trên màn ảnh giả tưởng nhìn lại lúc phía trên đã là hiện ra rất nhiều nhiệm vụ yêu cầu tại chúng ta trên cái tinh cầu này tìm một bộ đã sáng tác đi ra ngoài kịch bản hơn nữa sơn trại ra một bộ kịch bản mới đi ra trừ kịch bản mới bên ngoài còn muốn cầu tình tiết vượt qua nguyên tắc làm nhiệm vụ độ khó tam tinh nhiệm vụ tài chính khởi động không không cần tài chính khởi động nhiệm vụ ban thưởng phân thân kỹ năng túc chủ đạt được điểm công hiến một trăm điểm nhiệm vụ kỳ hạn Ba tháng sớm hoàn thành nhiệm vụ ba ngày sau có thể tiến hành những nhiệm vụ khác. Ngày qua, nhiệm vụ sẽ tại bảy ngày sau mới có thể bắt đầu kế tiếp nhiệm vụ. Xem xong nhiệm vụ ban thưởng sau đó, chân bắc cả người đều kinh ở chỗ đó. Phân thân kỹ năng, đó là cường đại cỡ nào tồn tại? Có kỹ năng này sau đó, mình là không phải liền có thể ra ngoài muốn làm cái gì liền làm cái gì. Ngược lại chỉ cần mình chân thân trong nhà, coi như đi làm sự tình khác, đến lúc đó cũng sẽ không tử vong chân chính. Trong lòng suy nghĩ, chân bắc liền trực tiếp hướng về tiểu cường vấn đạo. Tiểu cường, có thể cho ta đem phân thân những kỹ năng đặc điểm nói một chút không? Nhìn rất cao to lên bộ dạng a túc chủ nếu như ngài có phân thân kỹ năng lời nói liền có thể biến ra những thứ khác phân thân tới chỉ bất quá những cái kia phân thân tất cả đều là bởi ngài chân thân không chế hơn nữa chỉ cần là ngài có một chút kỹ năng tại trên phân thân cũng có thể tất cả đều hiện ra trừ cái đó ra phân thân liền xem như bị tiêu diệt cũng sẽ không tiêu hao sinh mạng của ngài nhưng có một chút cần thiết phải chú ý chính là bởi vì đây là trung cấp kỹ năng hắn không thể lập tức liền phân ra rất nhiều Bằng mới bắt đầu kỹ năng để tính nếu như túc chủ nhận được kỹ năng này sau đó nhiều nhất có thể biến thành ba cái phân thân đối với cái này loại sự tình tiểu cường liên tưởng cũng không cần nghĩ liền trực tiếp hướng về trần bác nói ra trần bác nghe xong tiểu cường mà nói phía sau cả người đều kinh ở chỗ đó ba cái a à. cái này chẳng lẽ còn chưa đủ ngậm trong mồm liền xem như chờ sau này hứa lộ các nàng mỗi người đều phân ra ngủ một cái phòng phân thân của mình đi qua đi phục dịch các nàng mình cũng không sai biệt lắm đủ a à. chỉ là muốn tưởng tượng trần bác liền cảm giác mình kích động căn bản gần không xuống được 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 liền nhiệm vụ này a à, ta nếu là sớm làm xong mà nói thì sẽ cùng ngươi nói tốt tốt chủ đừng quên nhiệm vụ yêu cầu a à, cần sơn trại ra một bộ kịch bản mới hơn nữa còn cần tình tiết vượt qua nguyên tắc làm tiểu cường không rõ trần bắc có cái gì tốt cao hứng bởi vì trần bắc đẳng cấp càng ngày càng cao tiểu cường trong đầu cũng đã nhận được càng ngày càng nhiều tin tức mà có một tin tức nhưng là nó đã biết vậy chính là mình trên cái tinh cầu kia mặt cũng có phân thân kỹ năng chỉ bất quá chính mình trên cái tinh cầu kia mặt phân thân kỹ năng ít nhất cũng có thể phân thân ra một trăm ngang nhau uy lực tồn tại đi ra nhưng những chuyện này tiểu cường cũng sẽ không cùng trần bác nói lên bởi vì khi lấy được những tin tức này sau đó tiểu cường còn chiếm được một cái những thứ khác chỉ lệnh đó chính là những tin tức này bây giờ còn không thể cùng trần bác nói lên biết mình còn có thể nhận được một cái phân thân kỹ năng, Trần Bắc căn bản cũng không nghĩ lại đi làm những chuyện khác, mà là trực tiếp cầm laptop ngồi ở trong phòng khách sáng tác lên mình kịch bản mới. Cái kịch bản này là lấy bản cũ thần điêu hiệp lữ làm nguyên hình, mà hiện tại Trần Bắc nhưng là từng điểm từng điểm đi chế tác. Ngoại trừ nhân vật chính tên, cùng với kịch bản không sai biệt lắm sau đó, những thứ khác thủ pháp cùng với đến lúc quay chụp hình ảnh, lúc này đã tất cả đều tại Trần Bắc trong đầu biểu hiện ra. Cho nên tại chế tác kịch bản thời điểm, Trần Bắc dã là thuận buồm xuôi gió. Một giờ, Trần Bắc liền ngồi ở trong phòng khách đặt ra đi ra gần trăm cái ống kính hình ảnh sáng tác những nội dung này mặc dù bây giờ còn tất cả đều chỉ là văn tự nhưng trần bắc không biết chỉ cần mình đến lúc đó tất cả đều đặt ra sau khi xong liền nhất định sẽ so trước đó đánh ra bản cũ phim truyền hình càng đẹp mắt trong bất chi bất giác thời gian cũng đã đến rồi buổi chiều làm hứa lộ các nàng tất cả đều trở về thời điểm trần bắc mới đem chính mình lấy được cái nhiệm vụ mới sự tình nói cho các nàng đi ra vậy lần này lại là được cái gì kỹ năng Trương manh manh đối với trần bắc kỹ năng luôn luôn đều phi thường tò mò mà nghe được trần bắc nói như vậy đón nhận một cái nhiệm vụ sau đó nhanh chóng hướng về trần bắc vấn liêu nhất câu trần bắc cười hắc hắc cũng không có nói ra chỉ nói là về sau các ngươi liền biết. bây giờ nếu như nói ra mà nói, cấp độ kia chính mình lấy được khen thưởng thời điểm, chắc chắn liền không có cách nào nhượng hứa lộ các nàng cảm thấy kinh ngạc. hắc, còn thừa nước đục thả câu. vậy ngươi nhanh lên đi giúp chúng ta nấu cơm à? ta tới cho ngươi xem ngươi viết kịch bản thế nào. trương manh manh kiến trần bắc không muốn nói ra, thế là hướng về trần bắc nói một câu, tiếp đó ngồi vào liêu trần bắc bên người. trần bắc cười khổ một tiếng, nhưng mà đối với mình những thứ này kịch bản, ngược lại đến lúc đó còn dự định để các nàng thăm diễn, cho nên cũng không có nói cái gì, trực tiếp hướng về phòng bếp đi. tại trong phòng bếp vội vàng thời điểm trần bác trong lòng chính là muốn, sau này mình nếu là lấy được phân thân kỹ năng lời nói có thể nhường bọn hắn một cái đi làm cơm một cái đi giúp chính mình quản lý trụ tv một cái đi giúp lâm toa các nàng làm bảo tiêu mà chính mình nhưng là nhìn các nàng bên trong ai rảnh rỗi một điểm trực tiếp bồi các nàng bên cạnh chơi đùa là được đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng một chút mà thôi bởi vì trần bác đã biết về sau chính mình càng ngày sẽ càng vội vàng muốn lại an bài một người tới chuyên môn nấu cơm cái kia chỉ sợ là có chút không quá có thể xấu. tại trong phòng bếp đem thức ăn tất cả đều làm tốt lâm toa cùng lưu Gia linh các nàng cũng tất cả đều trở về trần bắc đem các nàng tất cả đều gọi vào phòng bếp thừa dịp lúc ăn cơm chính mình liền đem hậu thiên về quê quán sự tình nói cho các nàng một câu a à, nhanh như vậy a à, vậy xem ra ta rốt cục có thể nhẹ nhõm mấy ngày lâm toa đang tại đang ăn cơm nghe xong trần bắc mà nói phía sau chính là hưng phấn nói một câu bên cạnh trương manh manh các nàng cũng là như thế dù sao bây giờ rốt cục có thể đi ra ngoài chơi một chút các nàng tự nhiên là cao hứng khả trần bắc chờ lâm toa sau khi nói xong chính là ngồi ở chỗ đó nhàn nhạt trả lời muốn chơi cũng không quá khả năng a à, bởi vì ta đã để mẹ ta bọn hắn trong nhà dựng hào võ đài cho nên chờ trở về về sau các ngươi làm gì cũng phải trong nhà hiến hát hai bài a à. cái gì nghe xong trần bác mà nói lâm toa cùng Trương manh manh các nàng tất cả đều là kinh ngạc kêu lên các nàng như thế nào không có khả năng nghĩ đến trần bác thậm chí ngay cả các nàng thật vất vả nghỉ đi ra ngoài chơi một chuyến đều muốn cho các nàng lên đài đi ca hát trần bác cười khẽ một tiếng tiếp đó ngồi ở chỗ đó vừa ăn cơm bên cạnh trả lời yên tâm đi nếu như sợ không có xuất tràng phí mà nói đến lúc đó ta trả người giao người giao nổi sao ba người chúng ta mỗi người lên đài hát hai bài ít nhất cũng là bảy chữ số xuất tràng phí hay trương manh manh nghe xong trần bác mà nói phía sau lập tức chính là một câu nói đả kích trở về đối với lâm toa các nàng bây giờ xuất trang phí chân bác thật đúng là không biết là bao nhiêu mà nghe xong trương manh manh mà nói sau đó chân bác chính là tò mò hướng về trương manh manh vấn đạo toa toa xuất trang phí cũng sớm đã là hơn trăm vạn đi vậy ngươi cùng lộ một chút đâu chưa xong còn tiếp sáu ba trăm tám mươi bảy thứ ba trăm tám mươi chín chương đưa hết cho thu ta nếu như là ngươi mời ta mà nói làm gì cũng phải một trăm vạn đến nỗi lộ một chút nàng nhưng là bây giờ đang hot ca sĩ cho nên ngươi nghĩ mời nàng cùng toa toa đến nỗi cũng mỗi người đều phải giao năm trăm vạn trương manh manh ngồi ở chỗ đó tính một cái sau đó chính là hướng thẳng đến trần bác trả lời một câu trần bác có chút im lặng bất quá cũng biết trương manh manh chỉ bất quá đang nói linh tinh mà thôi ngược lại sự tình chính mình cũng đã đã đặt xong trong nhà xây tân phòng hơn nữa trần bác còn nhớ rõ cha mình sinh nhật giống như cũng chính là mấy ngày nay cho nên trần bác suy nghĩ đến lúc đó cùng một chỗ liền cho bọn hắn làm chàng tiệc rượu tính toán đi những chuyện này liền quyết định như thế chờ trở về sau đó ta liền theo chúng ta người bên kia nói các ngươi là ta dùng tiền mời đi đến lúc đó lên này nhưng phải gọi thêm mấy tiếng cha mẹ ai kêu tốt nghe ta đến lúc đó liền cho người đó thứ nhất kỹ năng trần bắc biết hứa lộ các nàng tất cả đều là nghĩ như thế nào nếu để cho chính mình đưa tiền các nàng các nàng căn bản liền sẽ không quan tâm bởi vì tại trong mắt của các nàng trần bắc tiền cũng là tiền của các nàng mà tiền của các nàng cũng tất cả đều là trần bắc nhưng nói ra cho một cái kỹ năng lời nói hiệu quả tự nhiên là không đồng dạng bởi vì bây giờ hứa lộ cùng Trương manh manh các nàng tất cả đều đã từng gặp qua liêu trần bắc những kỹ năng này lợi hại các nàng tự nhiên muốn có được một chút nghe xong trần bắc mà nói phía sau Trương manh manh chính là ngồi ở chỗ đó kêu lên tiếp đó hướng về trần Bắc nói là ngươi để chúng ta đi gọi ba mẹ à. đến lúc đó ngươi bị các ngươi người bên kia nói cũng không nên trách chúng ta một bản đọc tiểu thuyết y dìa bg u trần Bác nghĩ nghĩ cảm thấy để cho lâm toa các nàng tất cả đều đi gọi cha mình ba mẹ lời nói nhất định là có chút không thích hợp bởi vì chuyện này chính mình cũng còn không có cùng bọn hắn nói lên cho nên hơi suy nghĩ một chút sau đó trần Bác mới hướng về bọn hắn trả lời vậy nếu không như vậy đi đổi kêu thúc thúc ca à gì hơn nữa còn muốn đối các nàng tốt một chút tỉ như nói bưng trà nấu cơm á rửa chén lê đất cái gì nghe được trần Bác lời này chứ manh manh mới không có lại nói cái gì bất quá bên cạnh lưu giai linh sau khi nghe xong chính là ở bên cạnh yếu ớt vấn đạo lộ một chút các nàng đều ca hát vậy ta thì sao không có khả năng đến lúc đó cũng không có việc gì cũng đứng tại cha mẹ ngươi bên người kêu bọn hắn gì chú a à. những vấn đề này trần bắc căn bản cũng không có nghĩ tới cho nên nghe xong lưu giai linh mà nói phía sau trần bắc liền ngồi ở chỗ đó có thể là cảm thấy mình cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn thế là hướng về lưu giai linh lắc đầu nói vậy ta cũng không biết làm sao bây giờ đến lúc đó liền từ các ngươi tự quyết định a à ăn cơm ăn cơm nói xong trần bắc liền cúi đầu xuống nghiêm túc ăn cơm tới mà lưu giai linh các nàng nhưng là ở nơi đó thương lượng lần tiếp theo trần bác lấy được kỹ năng rốt cuộc là ai trước được lấy mai mới chờ đến lúc năm người ăn chung xong cơm trần bác chính là vội vã chạy tới trong phòng ngủ tiếp tục làm lấy mình sống hậu thiên liền muốn rời khỏi như vậy tiếp xuống trong mấy ngày này nhất định là không có cách nào viết mình kịch bản hơn nữa trong nhà chơi mấy ngày chuyện này trần bác dã không có làm dự tính tốt hứa lộ các nàng đi đến kiến trần bác lại tại viết kịch bản cũng đều không có quấy giày hắn chỉ là cầm quần áo đi ra ngoài xem bộ dáng là đi tắm rửa cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu trần bắc ngồi ở trên giường một mực viết lên hoàn toàn vây khốn đến không được mới đem laptop để ở một bên tiếp đó nằm ở hứa lộ các nàng bên cạnh ngủ xuống ngày thứ hai trần bắc vẫn là không có đi ra ngoài chỉ là ngồi ở trong nhà sáng tác cùng với chính mình kịch bản chỉ bất quá đến buổi tối thời điểm trần bắc khước là tiên đi hà ngọc trong nhà đem hà ngọc trước tiên nhận được phía bên mình tới đến nội dương hân di bởi vì trước mấy ngày cũng đã nói xong tự nhiên cũng phải mang theo nàng cùng một chỗ trở về chính mình lao ra bất quá cũng không biết dương hân di là cùng lôi hổ nói như thế nào buổi chiều thời điểm dương hân di trực tiếp liền mở ra xe tới sau đó đem đồ đạc của nàng tất cả đều đặt ở trong phòng khách hứa lộ các nàng mặc dù hôm nay cũng có hoạt động nhưng lúc chiều nhưng là thật sớm đã trở về trần bắc đem ngày mai chuyện đi về cùng với các nàng tất cả đều nói một lần sau đó đến nỗi mấy ngày có thể trở về trần bắc giá chỉ là cùng bọn hắn nói một cái đại khái thời gian chờ mình sáu cái lao bà lại đến bên cạnh trần bắc trong lòng vẫn có một loại phi thường cường liệt cảm giác thỏa mãn nhưng mà ăn xong cơm tối sau đó vấn đề nhưng lại tới đó chính là bên này chỉ có hai cái phòng ngủ một cái giường tối đa cũng đi nằm ngủ ba người mà thôi bây giờ bên này nhưng là có bảy người muốn nằm ngủ mà nói Tự nhiên là có chút rất không, có khả năng. Hân Di, ngươi bây giờ ra cửa. Những người kia không ở đây, ngươi bên kia ở a. À? Trần Bác tại trong phòng khách ngồi nghĩ nghĩ phía sau, liền hướng lấy Dương Hân Di vấn liêu nhất câu. Dương Hân Di rất nhanh liền minh bạch liếu Trần Bác ý tứ, tiếp đó lắc đầu, biểu thị không có. Vậy được rồi, đêm nay ta liền đi ngươi bên kia ngủ tính toán. Nếu để cho ta ngủ ở chỗ này ghế salon lời nói, ta còn thực sự có chút không quen. Trần Bác cười khẽ một tiếng, tiếp đó hướng về bên người hứa lộ các nàng nói một câu. Nghe liếu Trần Bác mà nói, hứa lộ các nàng ngược lại là không nói gì thêm chỉ bất quá lâm toa ngồi ở chỗ đó sau khi suy nghĩ một chút lại rốt cục cố lấy dũng khí hướng về chân bắt nói ta đêm nay cùng ngươi qua bên kia ngủ đi cùng manh manh ngủ nàng luôn khi dễ ta nào có a à, toa toa ngươi nói thẳng là muốn cùng chúng ta lão công ngủ a à? bất quá ngươi coi như nói thẳng chúng ta cũng không có ý kiến gì ngược lại bây giờ cũng chỉ có ngươi còn không có bị chúng ta lão công khai bao trương manh manh hướng về lâm toa nói một câu sau đó liền đứng ở nơi đó phá lên cười lâm toa nghe xong trương manh manh mà nói phía sau trên mặt liền trực tiếp trở nên đỏ bừng tiếp đó quay đầu hướng về trương manh manh nói không phải ngươi nghĩ rằng này rõ ràng chính là ngươi mỗi đêm đều ở đây khi dễ ta trần bắc hướng về lâm toa nhìn lại cảm giác lúc này lâm toa ngược lại thật đủ mê người bất quá trần bắc cũng không có đáp ứng mà là quay đầu hướng về những người khác nhìn lại một cái mắt thấy các nàng cũng không có ý kiến sau đó trần bắc mới hướng lâm toa nói vậy đi thôi chúng ta sáng mai liền đến đến lúc đó từ bên này cùng một chỗ chuẩn bị sẵn sàng xuất phát lâm toa không nghĩ tới trần bắc thật vẫn cư như vậy dễ dàng liền đáp ứng xuống dưới thế là suy nghĩ từ tối nay bắt đầu chính mình liền muốn trở thành trần bắc nữ nhân chân chính trong lòng cũng là có chút phanh phanh ngậy trần bắc cùng hứa lộ các nàng nói một câu sau đó liền trực tiếp lôi kéo lâm toa từ trong phòng khách biến mất không thấy gì nữa nhìn xem trần bắc cùng lâm toa sau khi rời đi hứa lộ mới hướng về bên người mấy người nói vậy ta đêm nay còn cùng giai linh ngủ chung đi tiểu ngọc cùng hân di thì đâu hai người các ngươi là cùng manh manh ngủ vẫn là phân một cái tới cùng chúng ta ngủ hà ngọc cùng dương hân di hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn sau đó mới hướng về hứa lộ nói chúng ta cùng manh manh ngủ đi ngược lại cũng liền một buổi tối sự tình hứa lộ gật đầu một cái tiếp đó đứng dậy hướng về trong phòng ngủ đi đến mà lúc này trần bắc khức là đã mang theo lâm toa đến rồi dương hân di trong phòng ngủ nhìn xem trong phòng không có bất kỳ ai hơn nữa đối với trong nhà lại chưa quen thuộc này ngược lại là nhượng trần bắc cảm thấy có chút không quen mặc dù lần trước chính mình sang đây xem nhưng cũng chỉ là đến nơi này phòng ngủ đừng xuống lầu a ta đều có chút vây lại nghĩ đi trước tắm rửa tiếp đó ngủ lâm toa kiến trần bắc chuẩn bị hướng về cửa phòng ngủ đi đến thế là hướng về trần bắc kêu một câu nghe được lâm toa cũng đã nói như thế trần bắc tự nhiên là minh bạch nàng ý tứ thế là gật đầu một cái tiếp đó đứng ở nơi đó nhìn xem lâm toa vấn đạo đó là ngươi đi tắm trước hay là ta đi tắm trước hoặc mà nói hai chúng ta cùng nhau tắm ai muốn cùng ngươi cùng nhau tắm chán ghét lâm toa cùng trần bác nói một câu liền hướng lấy bên trong phòng ngủ vệ sinh gian bên trong đi đến cái này độc lập biệt thự vệ sinh gian cùng phòng tắm trong phòng ngủ tất cả đều có lâm toa cũng không có cầm quần áo thay đồ và giặt sạch liền trực tiếp đi vào trần bác nhưng là nhàm chán ngồi ở bên giường trong lòng ngược lại là muốn trực tiếp đi vào đùa dẫn một chút lâm toa nhưng suy nghĩ dù sao đây đều là hai người với nhau lần thứ nhất sợ chính mình nếu là tiến vào mà nói lâm toa sẽ ngượng ngủng cho nên không thể làm gì khác hơn là từ bỏ chờ lâm toa tại tắm xong sau khi đi ra trần bác mới đi vào đơn giản tắm một cái đi tới bên giường hướng về lâm toa nhìn lại một cái mắt gặp nàng đã nằm nghiêng trên giường tiếp đó hướng tự xem chân bác ra biết lâm toa ngượng ngủng thế là trước đi qua đem đèn cho đóng lại sau đó lại bôi nhọ ngồi ở mép giường rồi mới lên tiếng toa toa chuẩn bị sẵn sàng sao ta muốn tới rồi cái gì chuẩn bị lâm toa còn chưa phản ứng kịp trực tiếp liền trả lời một câu bất quá suy nghĩ phía trước lúc ở nhà trương manh manh cùng chính mình nói những lời kia lâm toa lại nhẹ nhàng ngừ một tiếng nghe được lâm toa trả lời như vậy chân bác lúc này mới vén một góc chân lên tiếp đó nằm lâm toa bên người mà lâm toa cũng là chủ động bay qua thần tới lúc này trần bắc mới phát hiện lâm toa trên thân vậy mà đã không một quần áo xem ra chính là đang đợi mình hai người trên giường gắt gao ôm nhau sau đó lại từ từ tới gần tiếp lấy chính là hôn tiếp đó lẫn nhau dùng nhập sáu loại này lâm toa trong đầu nghĩ qua vô số lần tình cảnh cuối cùng rốt cục thực hiện cảm giác một màn kia đau nhưng lại là vô cùng hạnh phúc mãi đến chuyện lâm toa mới tại trần bắc trong ngực bình yên chìm vào giấc ngủ rạng sáng hôm sau trần bắc liền ngủ tới sau đó nhìn trong lồng ngực của mình lâm toa trên mặt mang một nụ cười thế nhưng là không bao lâu lâm toa nhưng là đột nhiên ngồi dậy tiếp đó vén chân lên còn không có đợi trần bác hiểu rõ chuyện gì xảy ra lâm toa chính là chỉ lấy giường đơn lên một màn kia hồng hướng về trần bác nói làm sao đây à? nhanh lên tắm một cái a à, nếu không đến lúc đó hân di tỉ trở về nhìn biết nói trần bác hướng về trên giường đơn liếc mắt nhìn cũng không có nói cái gì chỉ là hướng thẳng đến lâm toa trước ngực bóp một cái tiếp đó lại đưa nàng ôm ở trong ngực chuẩn bị ngủ một hồi nữa chớ ngủ a à, còn muốn đi nhà các ngươi đâu lại nói ta còn phải đem ở đây tắm một cái mới được nếu không hân di tỉ nhất định sẽ chê cười ta lâm toa từ trần bắt trong ngực tiếp tục ngồi dậy tiếp đó cầm qua bên cạnh y phục mặc hảo trần bác bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo ngồi dậy suy nghĩ hôm nay còn phải tốn không ít thời gian lái xe về nhà cái này cũng không biện pháp chỉ có thể là trước tiên rời giường mặc quần áo chưa xong còn tiếp sáu ba trăm tám mươi tám thứ ba trăm chín mươi trương trần bắc trở lại quê hương đem ga giường phóng tới vệ sinh gian giặt quần áo thời gian tiếp đó trực tiếp bỏ vào thủy trần bắc liền dẫn lâm toa hướng về hứa lộ các nàng bên kia chạy tới khi về đến nhà hứa lộ đã đem bữa sáng tất cả đều làm tốt kiến trần bắc bọn hắn trở về nhanh chóng hướng về hai người nói thật sự nếu không trở lại đều phải gọi điện thoại nhanh rửa mặt cơm nước xong xuôi chúng ta liền chuẩn bị xuất phát trần bác gừ một tiếng tiếp đó hướng về phòng ngủ đi đến nhưng khi đẩy cửa ra hướng về bên trong nhìn thời điểm trần bác khước là phát hiện bên trong vậy mà đã lắp ráp mấy cái cái dương đồ vật xem ra tất cả đều là hứa lộ các nàng chứa vào lộ một chút đây là các ngươi chuẩn bị cầm tới nhà chúng ta đi trần bác xoay người lại hướng về trong phòng khách kêu một câu đúng vậy à bên trong có nhiều thứ là chúng ta buổi sáng đi ra ngoài vừa mua về lần thứ nhất đi nhà các ngươi cũng không thể tay không đi thôi hứa lộ thanh âm từ phòng khách chuyển đến trần bác có chút im lặng liền xem như lần thứ nhất đi nhà mình cũng không có tất yếu mua nhiều đồ như vậy à dòng dã ba cái cái dương đồ vật đây là chuẩn bị đi qua gà cho trang a hơn nữa nếu là lại thêm mình mua đồ vật lời nói đoán chừng mỗi người cầm xuống một hai cái cái túi đều không đủ cầm đương nhiên trần bắc không có nghĩ tới là hứa lộ đồ đạc của các nàng còn không hết cái này một chút bởi vì trừ những thứ này ra bên ngoài còn có chương manh manh các nàng bên kia phòng ngủ ngồi ở trong phòng khách trương manh manh nghe được trần bắc cùng hứa lộ đối thoại phía sau chính là ở nơi đó hướng về trần bắc nói một bản đọc tiểu thuyết im du thân yêu chúng ta không phải muốn mở tốt mấy chiếc xe đi qua sao cho nên chúng ta đến lúc đó đem giường phía sau bịt kín là được rồi Chúng ta trong phòng ngủ còn lắp ráp một vài thứ đâu." Nghe đến đó, Trần Bác mới thật sự là im lặng đứng lên, chỉ là muốn nghĩ sau đó. Trần Bác lại không có lại nói các nàng cái gì. Nữ sinh đều sĩ diện, loại chuyện này chính mình tự nhiên không có cách nào nói các nàng. Ăn chung sau bữa ăn sáng, Trần Bác bọn hắn liền đem đồ vật tất cả đều nhắc tới dưới lầu. Kể từ Trần Bác đi vật nghiệp đem nhân viên quản lý dạy dỗ một trận sau đó, Phạm là cùng Trần Bác có quan hệ cái này mấy chiếc xe, cũng là muốn vào liền bảo. Bởi vì Dương Hân Di cùng Hà Ngọc xe cũng không có lái like tới, bên này cũng chỉ có Trần Bác bọn họ ba chiếc xe nhưng bởi vì tất cả đều là cùng một cái lệnh bài cùng một cái tiểu xe nhìn ngược lại là vô cùng có khí thế đem đồ vật tất cả đều sắp xếp gọn sau đó trần bắc mới cùng hứa lộ chứ manh manh ngồi cùng một chiếc xe mà lưu Gia linh nhưng là cùng hà ngọc ngồi một chiếc xe đến nỗi lâm toa dĩ nhiên chính là cùng dương hân di lái một xe xe ba chiếc hot chờ theo thứ tự hướng về bên ngoài tiểu khu mở ra khí thế này ngược lại vô cùng có làm người khác chú ý từ yến kinh đến trần bắc ra giáo dạy kèm cần mở hơn bốn giờ lộ trình mặc dù có chút nhàm chán nhưng trần bắc khước là đã sớm biết điểm này cho nên tại còn không có khi xuất phát trần bắc liền đi mua được ba cái bộ đàm dọc theo con đường này bảy người mặc dù phân ngồi ở ba chiếc trong xe nhưng tiếng nhưng là không ngừng hơn nữa nói chuyện cũng đều là một chút nửa ăn mặn nửa lẫn nhau làm chủ đề cứ như vậy lời nói thời gian tự nhiên qua cũng thật nhanh hơn một giờ trước chung trần bắc chính là lái xe tiến vào trong thôn rất xa trần bắc liền thấy được trong thôn xuất hiện một tòa vô cùng sang trọng phòng ở xây cũng là cùng biệt thự không sai biệt lắm bởi vì trong thôn phần lớn cũng là chút một hai tầng phòng ở cũ trần bắc nhà bọn hắn mới dựng phòng ngược lại là vô cùng các người Thân yêu, chúng ta bây giờ thấy tòa kia phòng ở có phải hay không chính là các ngươi nhà A? nhìn coi như không tệ. Lâm Toa cùng Dương Hân Di ngồi ở cuối cùng một chiếc xe bên trong, chờ đi vào trong thôn phía sau. Liên cầm bộ đàm hướng Trần Bác nói một câu. Nhất định là A, ngoại trừ cái kia một tòa cũng không có khác so với đây càng hào hoa. Ta biết các ngươi cũng là thấy qua việc đời, cho nên đợi lát nữa nhìn thấy người trong thôn vây quanh các ngươi cũng đừng khẩn trương. Trần Bác nhượng hứa lộ cầm bộ đàm đặt ở chính mình bên miệng, tiếp đó hướng về các nàng trả lời một câu. Bên cạnh Trương manh manh chờ Trần Bác sau khi nói xong, chính là trực tiếp ở bên cạnh nói, Trần Bác. Nhà các ngươi cái này phòng ở mới, nếu như cầm tới Yến Kinh lời nói, làm gì cũng phải bán được hơn 10 triệu a. À? Cái này Trần Bắc thật không có nói chuyện, bởi vì Trần Bắc trong lòng cũng không có đếm. Ba chiếc xe tiến vào thôn, lập tức liền đưa tới thôn dân chú ý mặc dù bây giờ dân quê đều có tiền, nhưng cũng không có nhà ai mở ra hào hoa như vậy đội xe vào thôn a nhìn là ai nhà người đã trở về. Làm sao còn mở ra ba chiếc xe a. Chờ xe tiến vào thôn sau đó, lập tức liền có người bắt đầu thảo luận. Nghe nói lao Trần nhà bọn hắn nhi tử lấy trở về, đây chẳng lẽ chính là bọn họ nhà người a. Bên cạnh lập tức liền có người cướp lời một câu rất không có khả năng à trần bắc lúc này mới ra ngoài bao lâu làm sao có thể còn có tiền lái xe trở về vậy ngươi nhưng là sai rồi không thấy trong nhà người ta phòng ở đều xây hào hoa như vậy à đừng nói nữa chúng ta mau qua tới xem một chút đi sáu nói vây quanh ở trong thôn một số người liền hướng lấy cửa thôn đi đến trần bắc dường như là đã sớm biết sẽ có loại chuyện này phát sinh cho nên sớm liền đem tốc độ xe giảm bớt còn cố ý đem xe cửa sổ thả xuống không phải trần bắc nghĩ khoe khoang coi như không đem xe cửa sổ bông ra thôn dân cũng có thể lúc trước kính chắn gió nhìn thấy trần bắc tướng mạo chỉ cần bên cạnh có thôn dân lúc đi qua trần bắc liền cùng đối phương lên tiếng chào hỏi chờ đem xem lái đến rồi cửa nhà mình sau đó trần bắc liền nhìn thấy trần lập danh cùng triệu nguyệt như từ trong nhà đi ra mà bên cạnh của bọn hắn nhưng là đi theo một đám trong thôn hàng xóm dưới loại tình huống này hứa lộ các nàng ngược lại có chút ngượng ngùng xuống xe bởi vì người chung quanh thật sự là nhiều lắm hơn nữa nhìn các nàng từng cái xem náo nhiệt bộ dáng cũng nhượng hứa lộ các nàng cảm thấy mình nhiều nữ sinh như vậy cùng trần bắc tới cũng không biết những người kia sẽ ra sao trần bắc ngược lại là không có để ý nhiều như vậy trực tiếp đẩy ra đi đến trần lập danh bên cạnh của bọn hắn kêu một câu sau đó mới xoay người lại nhượng hứa lộ các nàng xuống xe tới nhi tử a mở thế nào trở về nhiều như vậy xe những nữ hải tử kia cũng là ai triệu nguyệt như nhìn thấy trần bác trở về bộ này thức trong lòng chính là kinh ngạc không này bởi vì nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến con trai mình trở về sẽ như vậy phong quang mẹ các nàng đều là của ta bạn gái ta cho ngài giới thiệu một chút vị này là bạn gái của ta cũng là các ngươi con dâu tương lai gọi hứa lộ không biết các ngươi gặp nàng có phải hay không có chút quen mắt trần bác thứ nhất đem hứa lộ kéo tới tiếp đó hướng về trần lập dành cùng triệu nguyệt như giới thiệu một câu nghe nói trước mặt cái này xinh đẹp nữ sinh chính mình con dâu tương lai triệu nguyệt như chính là có chút kích động lên lộ một chút chào ngươi hoan nghê ngươi tới nhà chúng ta triệu nguyệt như gần nhất cũng không có xem tv tự nhiên không có khả năng thấy trên tv hứa lộ cho nên nàng cũng chỉ là bằng phẳng nói một câu bất quá chung quanh những người vây xem tiếp nhưng là kinh ngạc bọn hắn hướng về Lâm toa cùng trương manh manh các nàng xem lấy khắp khuôn mặt là kinh ngạc cái này những người này không phải đại minh tính sao ta nghe qua các nàng ca người kia gọi lâm toa người kia gọi trương manh, manh người kia gọi hứa lộ đúng à đây chính là nữ nhi của ta phi thường yêu thích Minh Tinh A à nàng bất quá hắn hiện tại đi huyện thành đi học nếu không nhất định sẽ cao hứng chết bên cạnh một phụ nữ cũng nói một câu thằng đến lúc này tất cả mọi người chung quanh mới phản ứng được hơn nữa bọn hắn cũng là chú ý tới làm Dương Hân Di cùng Hà Ngọc các nàng cũng tất cả đều đi xuống thời điểm những người kia liền lần nữa tất cả đều kinh ngạc lên Trần Bác tiểu tử ngươi rốt cuộc là ở bên ngoài làm cái gì a à? như thế nào mang theo nhiều mỹ nữ như vậy trở về cuối cùng tại đám người đằng sau truyền đến giống to một tiếng Trần Bác xoay người nhìn lại lúc này mới phát hiện đằng sau tới một cái cùng chính mình niên linh không sai biệt lắm nam hải mà nhìn thấy đối phương sau đó trần bác giã là hướng về đối phương nói bước nhỏ ngươi như thế nào càng đổi trở nên đẹp trai a à? có phải hay không gần nhất đi số đào hoa lại đào cũng không có ngươi đào a à, ngươi thế nhưng là mang về một đám tên kia được xưng là bước nhỏ nhân đi đến trước đám người tới hướng về trần bác trả lời một câu trần bác không thể làm gì khác hơn là mau nói đây đều là bằng hữu bình thường chỉ là đi theo tới tham gia náo nhiệt mà thôi cùng bước nhỏ nói qua một câu sau đó trần bác lại để cho người chung quanh đem xe đồ vật bên trong tất cả đều rời ra ngoài nhìn xem từng cái từng cái cái dương hướng bên trong sách cái này lại nhường người chung quanh tất cả đều căng tới một cái cái ánh mắt hâm mộ dù sao nhà bọn hắn cho dù có tiền cũng không thể nhận được nhiều như vậy a à mà hiện tại trần bắc vừa về đến chính là ba chiếc xe hơn nữa còn mang về mấy cái minh tinh càng quan trọng chính là trong đó một cái đại minh tinh vẫn là trần bắc bạn gái suy nghĩ những chuyện này người chung quanh liền chỉ có một ý nghĩ đó chính là trần bắc tổ tiên tại phù hộ lấy nhà hắn chờ đem đồ vật tất cả đều đem đến trong phòng đi sau đó trần bắc mới đi tới cửa tiếp đó hướng về trước nhà những cái kia vây lại người xem náo nhiệt nói các vị các hương thân cảm ơn các ngươi trước đó đối với chúng ta nhà ủng hộ và chiếu cố nhà ta định vào ngày mai xử lý mới phòng rời rượu mừng mà ngày sau thì lại muốn xử lý ba của ta thọ yến cho nên đến lúc đó đại gia có thể tất cả đều tới ngồi một chút bao cơm ba ngày a à, thật sự a à. liên với xử lý ba ngày tiệc rượu a à. tiểu chân a à, ngươi ở đây bên ngoài cũng là làm cái gì a à? nhanh như vậy liền phát đại tài đã trở về sáu người chung quanh tất cả đều hướng về chân bắc nói bất quá trần bác khước chỉ là hướng về bọn hắn cười cười tiếp đó xoay người hướng về trong nhà đi đến triệu nguyệt như đã đem hứa lộ các nàng tất cả đều kéo đến lầu hai phòng khách đi ngồi mà những cái kia phải tốt hàng xóm và thân thích cũng là tất cả đều về tới lầu hai bởi vì vốn chính là kế hoạch ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị tiệc rượu cho nên tại hôm qua bắt đầu trong nhà chính là đang chuẩn bị gặp trước nhà các bạn hàng xóm còn lâu lâu chưa từng rời đi mà ở lầu hai trong phòng khách chứng manh manh các nàng nhưng là tò mò hướng về trong phòng này trang trí cái gì nhìn xem chân bác vào nhà ngồi vào liều hứa lộ bên người sau đó mới hướng triệu nguyệt như nói mẹ sự tỉnh trong nhà cũng đã xử lý tốt ta trong nhà có thể còn phải chuẩn bị thêm điểm đồ vật, đến lúc đó có thể tới người còn có thể nhiều một ít, những chuyện này, các ngươi tất cả đều xử lý một chút. Chúng ta đều biết, ai, nhi Tử à, mẹ thật là không có nghĩ đến, ngươi lần này trở về sẽ như vậy phong quang, thực sự là vì chúng ta lão Trần gia tranh quang a. Triệu Nguyệt như thế lúc tâm tình kích động còn không có bình tĩnh trở lại, chờ Trần Bác sau khi đi tới, chính là hướng về Trần Bác trả lời. Chưa xong còn tiếp 6. 389 thứ 391 chương hạnh phúc ba ngày Trần Bác cười khẽ một tiếng, bởi vì chuyện này, đối với mình tới nói, nhất định chính là dễ như trở bàn tay đừng nói liền mang theo hứa lộ các nàng trở về coi như mình nhiều hơn nữa thêm một số người trở về vậy cũng là một điểm áp lực cũng không có hơn nữa trần bắc trong lòng cũng biết lần này chính mình trở về cũng có chuyện càng trọng yếu phải làm bởi vì trần bắc biết mình bây giờ đẳng cấp cũng coi như không thấp mà chờ mình sơn trại đẳng cấp tăng lên tới tam cấp sau đó chắc chắn liền sẽ có được tiểu cường nhiều bí mật hơn đến lúc đó chính mình có thể cũng sẽ đi làm chút chuyện rồi khác bởi vì bên cạnh còn rất nhiều những thứ khác thân thích trần bắc dã không tiện đem lầm toa cùng với khác mấy người cùng chính mình chân chính quan hệ cùng bọn hắn nói ra mà ngồi ở ở đây tự nhiên cũng chỉ có thể trò chuyện một chút chuyện nhàm chán trong phòng khách ngồi một lúc sau tiếp đó ăn rồi cơm trưa trần bác mới hướng về hứa lộ các nàng nói thừa dịp hôm nay còn không vội vàng có muốn hay không ta mang theo các ngươi đi trong thôn đến cùng đi loanh quanh mang lên máy ảnh lại đi phía sau núi chiếu điểm ảnh chụp cái gì ngồi ở trong phòng khách đúng là có chút nhàm chán hơn nữa trần bác ra biết trung quanh có nhiều như vậy bằng hữu thân thích ngồi hứa lộ các nàng coi như muốn theo trần bác nói chút gì cũng không có không gian mà nghe liếu trần bác mà nói sau đó các nàng liền tất cả đều gật đầu một cái Trần Bắc cùng Triệu Nguyệt như các nàng nói một câu sau đó liền cùng một chỗ đi xuống lầu, tiếp đó hướng về phía sau thôn đi đến. Đối với Lâm Toa các nàng loại này cho tới bây giờ cũng không có tiến. Một bản, đọc cơ tờ, tiểu thuyết ít tờ ít tờ qua nông thôn tiểu nữ sinh tới nói loại này nông thôn khí tức, tự nhiên là để các nàng thích đến không được. Mặc kệ thấy cái gì đẹp mắt đồ vật, đều phải lấy điện thoại di động ra trước tiên chụp hai tấm. Trần Bác, không nghĩ tới các ngươi chỗ này người vẫn rất hiếu khách đó à? Chúng ta vừa mới tới, bọn hắn liền tất cả đều bu lại. Chân manh, manh chờ đi ra thôn sau đó liền trực tiếp đi đến Trần Bắc bên người, tiếp đó kéo Trần bác tay nói dân quê nơi nào thấy qua loại này giá thức ca hơn nữa nhìn đến các ngươi từng cái một đều đẹp như thiên tiên đoán chừng bên trong làng của chúng ta có chút cũ lưu manh đều phải nhịn không được trần Bác cười cười sau đó đem bên cạnh mình mấy vị lao bà tất cả đều nhìn qua một lần mặc dù bây giờ chính mình cùng với các nàng quan hệ đều không có công bố ra nhưng tại trần Bác nghĩ đến lấy mình bây giờ thực lực cho dù có người nào muốn phản đối cũng là vô sự tại bổ bảy người tại thôn phía sau núi bên trong đi từ từ trò chuyện một chút chuyện vui mà trần Bác nhưng là cùng với các nàng nói một chút liên quan tới chính mình sự tình trong nhà mấy người trò chuyện cũng là cao hứng phi thường ở bên ngoài chơi một buổi chiều, về đến nhà sau đó, người trong nhà đã đi đều không khác mấy. Mà Triệu Nguyệt Như giã là đem trong nhà mấy trương giường tất cả đều trải tốt, chờ lấy Trần Bắc bọn hắn trở về lại ăn bài. Sự tình trong nhà bây giờ đã tất cả đều xử lý tốt, Trần Bắc tự nhiên cũng là cái gì cũng không cần làm. Lúc buổi tối, người một nhà lại là ngồi ở trong nhà xem TV mà Trần Bắc nhưng là lấy ra lâm toa các nàng album, để cho người trong nhà tới nghe. Thằng đến lúc này, Trần Lập Danh cùng Triệu Nguyệt Như bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai like Trần Bắc mang về nhiều như vậy sao ca nhạc. Buổi tối an bài tốt ngủ gian phòng sau đó, Trần Bắc liền đi tắm trước mà hứa lộ các nàng nhưng là ngồi ở trong một cái phòng phân ra đêm nay muốn như thế nào ngủ đương nhiên có một chút là không cần suy nghĩ nhiều đó chính là trần bắc nhất định phải là cùng hứa lộ ngủ nằm ở trên giường trần bắc đem hứa lộ kéo nhẹ giọng hỏi lộ một chút hiện tại không có cái gì muốn đi nhìn của mẹ ta biểu lộ chính là đối với ngươi vừa lòng phi thường hứa lộ tại trần bắc trong ngực cứ nhẹ một tiếng bình thường cũng không đến thời điểm hứa lộ trong lòng đúng là lo lắng lo lắng chỉ sợ trần bắc cha mẹ của sẽ không thích chính mình nhưng là bây giờ xem ra mình nghĩ có chút nhiều ngươi trước ngủ đi ta lấy laptop trước tiên viết điểm kịch bản chỉ cần chờ cái này tivi kịch bản viết ra ta thuận tiện có thể tăng lên tới ba cấp mà chờ tam cấp sau đó ta chắc chắn có thể được tiểu cường rất nhiều bí mật đến lúc đó ta có thể còn có thể trực tiếp để nó cho các ngươi kỹ năng a trần bắc trực tiếp đem bàn tay đến liêu hứa lộ trong quần áo véo nhẹ một lúc sau liền ngồi thẳng người lấy ra laptop trần bắc liền bắt đầu viết mình kịch bản chuyện này trần bắc nhất định phải cố lên bởi vì chờ đem cái này kịch bản viết xong sau đó chính mình cũng có thể đi chụp sơn trại tivi liên tục hai nhiệm vụ hơn nữa còn tất cả đều là cấp ba chỉ cần chờ đem hai cái nhiệm vụ này làm xong đoán chừng chính mình phải có thể tới kỹ năng thì càng nhiều đương nhiên đang làm tam tinh cấp nhiệm vụ thời điểm trần bác giã không đi tới làm nhị tinh cấp nhiệm vụ trên tay đang viết kịch bản mà trong đầu nhưng là đang cùng tiểu cường cho chuyện nhường hắn cho chính mình gợi một cái nhị tinh cấp nhiệm vụ để cho mình hai ngày này trong nhà làm xong như vậy làm gì cũng có thể được hơn mấy ngàn vạn bán thưởng nếu như vận khí tốt còn có thể phải sẽ tới một cái những thứ khác kỹ năng tiểu Cường cũng là vô cùng nghe lời trực tiếp liền cho trần bác an bài một cái nhiệm vụ ngẫu nhiên mà cái nhiệm vụ yêu cầu lại là tìm ra một kiện nông thôn đồ gia dụng nhiệm vụ này đối với trần bác tới nói vẫn là vô cùng đơn giản trần bác chỉ là muốn một chút liền nghĩ đến chính mình muốn làm gì dạng hứa lộ tại trần bác bên người an tĩnh ngủ thiết đi mà trần bác nhưng là cầm laptop trên giường nhanh chóng gõ làm bối rối đánh tới thời điểm trần bác mới đem tự viết đi ra ngoài kịch bản bảo tồn lại sau đó đem laptop phóng tới bên cạnh liền nằm ở hứa lộ bên người bắt đầu ngủ dậy cảm giác tới dạng sáng hôm sau trong nhà liền có người thả lên pháo tại trong nông thôn đều có loại tập tục này tới uống rượu mừng nhân đều phải lúc trước đốt pháo dạng này lấy đó chúc mừng trần bác bọn hắn bị xào sớm đã ra khỏi giường sau khi rửa mặt, liền bắt đầu trong nhà bận rộn lên. trước nhà sân khấu tại chiều hôm qua cũng đã dựng hảo, mà biết bên này sẽ có đại minh tinh ra sân, những người kia liền bắt đầu từng cái tương truyền đứng lên. chuyện bên này, Trần Bắc tự nhiên là không biết. đợi đến giữa chưa tiệc rượu lúc bắt đầu, Trần Bắc mới phát hiện, lúc này chính nhà mình trước nhà vậy mà đã đã vây lấy, ít nhất đều có gần ngàn người. nhìn xem nhiều người như vậy vây quanh ở nhà mình phía trước, Trần Bắc cảm giác mình nhà lần này đoán chừng là có tiếng. đương nhiên, càng nhượng Trần Bắc nổi danh, đó chính là Trần Bắc nhà bên trong có nhiều như vậy nữ minh tinh sự tình ngày thứ nhất nhân số cũng chỉ có gần ngàn người nhưng mà ai biết tại ngày thứ hai cho trần lập danh chúc thọ diệu thời điểm sang đây xem náo nhiệt người nhưng là tăng mạnh trực tiếp thêm đến rồi hơn hai ngàn người mà trong đó phần lớn cũng là học sinh bởi vì hôm nay là thứ bảy lâm toa hòa hứa lộ các nàng tự nhiên liền trở thành những học sinh kia thần tượng hôm nay có thể ở trong thôn liền thấy thần tượng của mình bọn hắn tự nhiên là cao hứng đến không được mà hai ngày hứa lộ cùng trương manh manh lâm toa các nàng cũng là liều mạng hk cũng là một bài tiếp một bài mà ở người được trúc thọ trần lập danh sau khi lên này bọn hắn lại là mở miệng một tiếng người được chúc thọ một ngụ một câu thúc thúc cái gì ngày thứ hai hoạt động liền tại mọi người một hồi hứng thú còn lại không còn bên trong kết thúc mà hứa lộ các nàng cũng là tất cả đều mệt không được suy nghĩ chính mình mấy người một phân tiền không cầm nhưng phải bán mạng như vậy bán nhiều như vậy ta, à, các nàng thật đúng là có chút khó chịu nhưng các nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy bởi vì các nàng chỉ cần trần Bắc một cái cổ vũ cùng một nụ cười liền tất cả đều thỏa mãn trong nhà ở hai ngày trần lập danh cùng triệu nguyệt như bọn hắn cũng là càng ngày càng cảm giác trần bắc cùng cái này sáu tên cô bé quan hệ đều vô cùng không đơn giản đương nhiên bọn hắn còn không có nghĩ đến sáu người này vậy mà về sau sẽ tất cả đều là con dâu của mình Buổi tối trong phòng khách nói chuyện trời đất thời điểm, bởi vì Trần Bắc bọn hắn sẽ chiều ngày mai phải trở về Yến Kinh thị bên kia, mà thừa dịp cái này không có người ngoài cơ hội, Trần Bắc đem mình thân phận bây giờ, cùng với Cùng Trương manh manh còn có cái khác nữ sinh quan hệ cùng Trần Lập Danh, cái đôi này nói ra, vốn đang cho là bọn họ sẽ phi thường kinh ngạc, thật không nghĩ đến chính là, nghe xong Trần Bắc mà nói sau đó, Trần Lập Danh bọn hắn nhưng chỉ là lộ ra một bộ vẻ mặt thoải mái, xem ra bọn hắn cũng không kinh ngạc. "Mẹ, năm nay ăn Tết chúng ta còn có thể trở về, nhưng đến lúc đó nếu như chúng ta rời nhà qua xa, cũng không có cái gì cơ hội." năm nay trong nhà của chúng ta đã náo nhiệt như vậy qua cho nên về sau có cơ hội chúng ta còn có thể trở lại trần bắc bởi vì đã đem thân phận của mình cùng trần lập danh bọn hắn nói qua cho nên lúc này lại nói một câu sau này mình sự tình đây chỉ là trần bắc dự định đến nỗi về sau đến cùng sẽ như thế nào trần bắc bây giờ cũng còn không biết mà nghe xong trần bắc câu nói này sau đó triệu nguyệt như chính là có chút khó chịu ngươi phải ly khai cái tiết lộ một chút các nàng đâu đến lúc đó để các nàng qua tới bồi ta với người cha ăn tết cũng tốt ta cái này đến lúc đó các nàng có thể sẽ đi theo ta cùng rời đi a à đương nhiên những thứ này hiện tại cũng vẫn chỉ là một chút tần số mà thôi bởi vì ta còn không biết trong đầu của ta mà cái vật nhỏ bí mật trần bác sau khi suy nghĩ một chút lại là hướng về triệu nguyệt như dạng này trả lời có một số việc trần bác biết không hẳn là đi giấu giếm cha mẹ của mình giống như là chính mình cùng tiểu cường sự tình một dạng loại chuyện này nhất thiết phải tất cả đều nói ra người một nhà nói chuyện phiếm hàn huyên tới đã khuya mới đi ngủ ngày thứ ba trần bác lại nhượng hứa lộ các nàng trong nhà hát một buổi sáng ca mà giữa trưa sau khi cơm nước xong trần bác liền lấy ra một chút tiền cho trần lập danh bọn hắn tiếp đó chính mình lại mang theo hứa lộ các nàng chuẩn bị trở về yến kinh bên kia suy nghĩ đi qua như thế hạnh phúc ba ngày triệu nguyệt như bọn hắn thật là có chút không nỡ liền xem như những thôn dân khác trong lòng cũng đều biết về sau sợ là không có cơ hội lại nhìn thấy nhiều như vậy mình tinh đến chính mình trong thôn nhìn xem trần bắc bọn hắn ba chiếc xe càng chạy càng xa các thôn dân cũng là đem trần bắc bọn hắn đưa đến ngoài thôn đương nhiên còn có một số trẻ tuổi các thiếu nam thiếu nữ nhưng là lấy được lâm toa hòa hứa lộ các nàng cố ý mang tới eo bùm. trở về yến kinh trên đường trần bắc bọn hắn liền lại là thông qua bộ đàm bắt đầu hàn huyên toa toa còn có tiểu ngọc các ngươi lần này cảm thụ như thế nào có phải hay không đặc biệt đồng về sau có còn muốn hay không tới bộ đàm bên kia thật lâu không có trả lời thẳng đến gần một phút sau lâm toa mà nói mới thông qua bộ đàm chuyển tới ta không nghĩ trở lại bởi vì ta nghĩ mãi mãi cũng lưu tại nơi này chưa xong còn tiếp sáu ba trăm chín mươi thứ ba trăm chín mươi hai chương kịch bản hoàn thành trần bắc cười khẽ một tiếng lúc này mới hướng về bộ đàm nói yên tâm đi về sau sẽ có cơ hội hơn nữa chỉ cần các ngươi nghĩ chúng ta về sau ở chỗ này ở bao lâu cũng có thể tại trần bắc nghĩ đến nếu như về sau tiểu cường thật sự đem nó sự tình cùng mình nói đi ra mà mình cũng muốn đi qua một chuyến lời nói nhưng chuyện này hẳn là tất cả đều cần làm nhưng mà sau khi trở về đâu chính mình còn không phải cần trở về sinh hoạt Nghe xong trần bắc mà nói sau đó lâm toa các nàng liền tất cả cũng không có nói chuyện có thể là bởi vì này ba ngày nhường lâm toa các nàng chơi quá hưng phấn điểm trên đường về nhà ba chiếc xe tốc độ xe cũng là chậm rất xa chờ trở lại yến kinh thị thời điểm chơi đã hoàn toàn đến lại mà tới được trong nhà sau đó trần bắc giã lười nhắc làm tiếp lời nói thế là hướng thẳng đến hứa lộ các nàng nói một câu tiếp đó mấy người liền hướng lấy bên ngoài tiểu khu tiệm cơm đi đến lần này trở về dòng dã bốn ngày bây giờ như là đã về tới yến kinh bên này như vậy kế tiếp dĩ nhiên chính là trước tiên đem chuyện bên này làm xong lại nói mà chuyện làm thứ nhất chính là đem lôi hổ giúp vị trí lao đại cho giành lại tới tại ngày thứ hai trần bắc liền cho dương đại minh đánh tới một cái điện thoại biểu thị chính mình kế tiếp liền sẽ áp dụng kế hoạch của mình hỏi hắn bên kia chuẩn bị kỹ càng không có kể từ vài ngày trước dương đại minh cùng lý lực chuyện kia xảy ra sau đó lôi hổ giúp liền có càng nhiều người ngã về phía dương đại minh bên này mà lúc này dương đại minh dưới tay cũng là đã có một nhóm trung thành tiểu đệ một bản đọc tiểu thuyết ít ít tờ biết được trần bắc phải chuẩn bị hành động thời điểm dương đại minh chính là đáp ứng xuống tiếp đó lại đem trên mặt của mình còn có một cái lao đại tin tức cùng hắn những cái kia tiểu đệ nói ra về phần mình muốn đối phó lôi hổ sự tình dương đại minh bạch nhưng cũng không có dấu diếm nghe nói dương đại minh muốn ngồi lôi hổ giúp vị trí lao đại hơn nữa liền dương đại minh phía trên đều vẫn còn một cái lao đại cái này khiến những cái kia tiểu đệ trong lòng cũng là lớn bị kinh ngạc nhưng mà bọn hắn cũng đều biết chính mình nếu đều đã đi theo dương đại minh vậy khẳng định là không có biện pháp đặc biệt là những cái kia lần trước đi theo dương đại minh đi lý lực trong biệt thự những cái kia tiểu đệ bọn họ cũng đều biết dương đại minh lão đại nói tới ai mà bây giờ dương đại nói rõ lao đại của mình chuẩn bị hướng lôi hổ động thủ, bọn hắn cũng là tất cả đều có chút kích động lên đi nếu đều đã nghĩ kỹ mà nói vậy chúng ta đêm nay đi chuẩn bị ngay a à chúng ta phải đối phó người là lôi hổ bên người những người kia đến nỗi lôi hổ hắn sẽ từ lao đại ta đối phó đừng đi hoài nghi ta lão đại sức mạnh các ngươi là sẽ không đấu qua được hắn một đầu ngón tay dương đại minh sợ mình những thứ này trung thành tiểu đệ còn làm ra một chút khiếp đạm sự tình, thế là lại hướng về bọn hắn nói một câu lần này dương đại minh trong lòng cũng là vô cùng tin tưởng mình là nhất định sẽ thành công mà tất nhiên có thể thành công mà nói như vậy tự nhiên là cần phối hợp với trần bắc làm vài chuyện trần bắc cùng dương đại minh sau khi gọi điện thoại xong liên lại trực tiếp nhường tiểu cường xâm nhập lôi hồ điện thoại di động bên trong sau đó lại định vị hảo vị trí của hắn chờ đợi mình buổi tối đi hành động trừ cái này chuyện bên ngoài lợi dụng về nhà mấy ngày nay trần bắc giã là án lấy nguyên bản kịch bản bây giờ kịch bản cũng là viết không sai bị lắm dù sao kịch bản số lượng từ không cần quá nhiều chỉ cần đem toàn bộ trong màn ảnh phát sinh sự tình viết ra là được mà đến lúc đó đánh nhau vậy dĩ nhiên là là chỉ đạo võ thuật sự tình viết chỉ vào lúc đầu cố sự viết ra một bộ kịch bản bên ngoài Trần bắc còn cố ý ở phía sau lại tăng thêm vài đoạn cố sự cái này tự nhiên chính là vì ứng phó cái kia tam tinh cấp nhiệm vụ bởi vì trong nhiệm vụ có nâng lên muốn làm nhiệm vụ này lời nói sẽ chả cần so nguyên bản kịch bản còn nhiều hơn ra mấy cái tình tiết nhường tiểu cường đi đem lôi hổ số điện thoại nghe lén cùng định vị liêu chi phía sau Trần bắc lại hướng tiểu cường nói tiểu cường ta kịch bản cũng đã viết không sai bị lắm ngươi trực tiếp đi vào trong máy vi tính của ta nhìn một chút đã bây giờ ta cũng không có chuyện gì có thể làm ngươi trước cho ta nhìn một chút nhiệm vụ kia hoàn thành thế nào tiểu cường nghe liêu trần bắc mà nói phía sau cũng không có nghi hoặc chỉ là trực tiếp đi vào liêu trần bắc trước mặt trong nổ tẹp úc muốn thẩm tra đối chiếu ra nguyên bản cùng sơn trại bản khác biệt đối với tiểu cường tới nói vậy dĩ nhiên là một điểm áp lực cũng không có mà trong máy vi tính sách tay mặt cái kia vật văn kiện bên trong số trang đang nhanh chóng hướng về phía dưới kéo đi rất nhanh tiểu cường liền xem xong toàn bộ nội dung sau đó mới tại trần bắc trong đầu hướng trần bắc nói túc chủ ngài nhiệm vụ này mặc dù là tăng thêm mấy cái tình tiết nhưng đằng sau giống như có trên lệnh chút ít đề là đề có ý tứ gì không tính nhiệm vụ thông qua trần bắc không nghĩ tới tiểu cường còn có thể tìm cho mình đâm thế là hướng thẳng đến nó vẫn liêu nhất câu mà tiểu cường nghe liếu trần bắc mà nói phía sau lại lắc đầu sau đó mới trả lời sẽ không không tính thông qua chỉ cần sửa chữa một chút là được tốt nhất đem kịch bản viết duy mỹ một điểm a bởi vì tiểu cường cũng biết túc chủ viết ra cái sơn trại này kịch bản chính là vì sau này sơn trại phim truyền hình mà bây giờ đem kịch bản đổi khá một chút lời nói sau này sơn trại phim truyền hình cũng sẽ có người xem một chút lời này nghe ngược lại là rất hữu dụng trần bắc nghe xong tiểu cường mà nói chính là ở trong lòng gật đầu một cái vậy được ta trước tiên sửa chữa một chút đi đợi lát nữa ta lại tìm ngươi đi ra nếu như có thể thông qua vậy ngươi cũng nhanh chút đem cái kia tam tinh cấp nhiệm vụ ban thưởng cho ta tiểu cương chỉ là điểm một chút nó đầu nhỏ khiến trần bắc không có cái gì muốn hỏi liều chi phía sau mới trực tiếp trở nên mở đi mà trần bắc nhưng là đem laptop vương tới tiếp đó ngồi ở trong phòng khách tiếp tục bắt đầu cùng với chính mình hướng về phía bàn phím ba 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 chỉ là đổi một cái kết cục đây đối với trần bắc tới nói tự nhiên là một điểm áp lực cũng không có đừng nói đây chính là một bản sơn trại kịch bản liền xem như chính mình bản gốc chỉ cần trong đầu đã có tốt tư duy cái kia cũng không có một điểm áp lực nhưng muốn đem toàn bộ phần kết phân tất cả đều đổi một lần chân bác vẫn là bỏ ra gần hai giờ một lần nữa lại nhìn một lần sau đó chân bác mới hướng về tiểu cường vấn đạo lần này hẳn không có vấn đề a à? có hay không có thể tiểu cương tiếp tục xuất hiện tại chân bác trong đầu hướng về văn kiện đằng sau bộ phận văn tự quét hình qua một lần sau đó lúc này mới gật đầu một cái vậy được cái kịch bản này ngươi trước cho ta hướng về bản quyền cục trong hệ thống tiến đưa một chút làm gì cũng phải cho ta chính mình trước tiên làm một cái bản quyền a làm xong sau đó ngươi lại cho ta đem cái này nhiệm vụ đưa ra hoàn thành ba ngày sau chúng ta liền làm chuyện của ta Trần Bác gặp Tiểu Cường không có ý kiến, lúc này mới hướng về Tiểu Cường tiếp tục nói. Mà Tiểu Cường cũng là ngoan ngoãn mà nghe lời. Trước tiên đem Trần Bác viết xong cái kịch bản này đưa ra đến bản quyền cục trong hệ thống, tiếp đó lại tại Trần Bác trong đầu đem cái kia tam tinh cấp nhiệm vụ đưa ra hoàn thành. Sau khi làm xong những việc này, Tiểu Cường mới hướng Trần Bác nói, Túc Chủ, nhiệm vụ đã giúp ngài đệ trình, từ giờ trở đi ngài liền có thể sử dụng phân thân. Mà ba ngày sau ngài liền lại có thể tiếp tục tiếp nhận những nhiệm vụ khác. Đồng thời cần nói cho ngài là ngài bây giờ Túc Chủ cấp bậc là tam cấp, ba cấp. Tiểu Cường, vậy ta bây giờ là không phải có thể từ ngươi nơi đó lấy được rất nhiều tin tức. Thì như nói, ngươi là từ lâu tới. Trần Bắc liền nghĩ mình bây giờ chắc cũng là đến rồi Tam Tinh cấp Túc Chủ, thế là hướng thẳng đến Tiểu Cường vẫn liêu nhất câu. Vấn đề này, Tiểu Cường ngược lại là ở nơi đó suy tính thật kỹ rồi một lần, xem ra nó chương trình bên trong cũng có một cái tự kiểm hệ thống. Sau khi đợi một hồi, Tiểu Cường mới hướng Trần Bắc trả lời, tôn kính Túc Chủ, ta là tới từ Tắc Duy Nhĩ Tinh Cầu, ở nơi này địa cầu bên này ba ước năm ánh sáng địa phương xa, chúng ta tắc Duy Nhĩ Tinh Cầu ở sinh mạng thể cũng là cùng các ngươi nhân loại rất tương tự, mà lần này ta tới nhưng là cần tìm một tương tự thể trở về nhưng bởi vì tại chúng ta trên cái tinh cầu kia mặt cần hài lòng rất nhiều đặc thù mới có thể tiến nhập cho nên ta mới có thể trước tiên cho ngài đưa ra vấn đề sau đó lại bởi ngài để hoàn thành sáu tiểu cương bắt đầu ở trong đầu từ từ nói xong mà trần bắc nhưng lại an tĩnh ở nơi đó nghe một mực chờ tiểu cường sau khi nói xong trần bắc mới ngồi ở chỗ đó kinh ngạc không nói nổi một lời nào ba ước năm ánh sáng cái kia nhiều lắm xa hơn nữa tại cái kia gọi tắt duy nhị phía trên tinh cầu còn có một số cùng nhân loại tương tự sinh mạng thể cái này há chẳng phải là nói nhân loại cũng có đồng loại đương nhiên càng nhượng trần bắc kinh ngạc vẫn là tiểu cường đằng sau nói tới những chuyện kia tắc duy nhĩ tinh cầu phía trên sinh mạng thể vậy mà đã sắp đến tuyệt tích tình cảnh mà tạo thành loại nguyên nhân này cơ bản lại là người ở đó đều chỉ tin tưởng khoa học tương tự với chế tạo người máy hay là giống tiểu cường loại này quy cao hệ thống cùng với một chút cái khác càng cao cấp hơn đồ vật biết được sau khi tin tức này trần bắc cảm giác mình cả người cũng không tốt thời điểm trước kia mình tốc chủ đẳng cấp quá thấp cho nên có một số việc trần bắc lúc nào cũng muốn biết nhưng là bây giờ trần bắc khước là phát hiện mình biết rồi lại cũng không phải là rất tốt bởi vì trần bắc đã vô cùng minh bạch tiểu cường tới địa cầu ý tứ vậy chính là mình nhất định phải đi theo tiểu cường đi nó chỗ ở cái kia tắc duy nhị tinh cầu ngồi ở chỗ đó suy nghĩ rất lâu trần bắc mới chậm rãi khôi phục lại tiếp đó quay đầu hướng về bản bút ký của mình phía trên nhìn lại một cái mắt bây giờ mình kịch bản cũng đã sáng tác xong vậy kế tiếp dĩ nhiên chính là trở lấy tìm người tới quay phim truyền hình đến nỗi tiểu cường những chuyện kia trần bắc nhưng là trực tiếp quên mất bởi vì trần bắc biết mình ly li, li mở địa cầu chắc chắn còn sẽ có một đoạn thời gian hơn nữa trần bắc trong lòng cũng biết mình bây giờ đẳng cấp vẫn là quá thấp một điểm bởi vì chính mình đằng sau còn có một số cấp bốn sao cùng cấp năm sao nhiệm vụ cũng không có hoàn thành bây giờ mình có thể tiếp nhận nhiệm vụ cao nhất cũng chính là tam tinh cấp mà thôi theo lý mà nói đến rồi túc chủ tam cấp có thể tiếp nhận nhiệm vụ chính là tứ cấp nhiệm vụ mà đến lúc đó ban thưởng cũng là trần bắc bây giờ phi thường tò mò đem lạp tập hợp sau khi thức dậy trần bắc mới hướng về trong đầu tiểu cường vấn đạo tiểu cường vậy ta kế tiếp là không phải có thể đi tiếp thu cấp bốn sao nhiệm vụ còn có chính là người trước đó để cho ta tiếp cận một chút quốc gia trọng yếu nhân viên đó là bởi vì cái gì chưa xong còn tiếp sáu 391 thứ 393 trăm chín trường túc chủ tam cấp túc chủ ngài bây giờ đã là túc chủ tam cấp tự nhiên là có thể tiếp nhận tứ cấp nhiệm vụ đến nỗi nhường túc chủ tiếp nhận một chút quốc gia trọng yếu nhân viên vậy thì là bởi vì ngài cần chế tạo một thứ một dạng vận chuyển vũ trụ khí về sau ngài và túc chủ các phu nhân muốn đi chúng ta bên kia liền cần có vận chuyển vũ trụ khí vốn lấy địa cầu khoa học kỹ thuật chắc hẳn chế tạo ra cũng sẽ không làm ta lật đàn cũng chính bởi vì vậy cho nên ta vừa muốn nhường túc chủ đi tìm những cái kia cùng ngươi phải tốt trọng yếu quốc gia nhân viên sau đó đem ta chương trình bên trong một chút vận chuyển vũ trụ khí bạn thiết kế cho ngài tiểu cương bây giờ đối với tại trần bắc hoàn toàn có thể nói là biết gì nói đấy chỉ cần là trần bắc hỏi nó liền trực tiếp nói ra mà trần bắc sau khi nghe xong cả người liền là lần nữa kinh ngạc ngồi ở nơi đó bởi vì trần bắc không nghĩ tới tiểu Cường cái này ngoài hành tinh khoảng không tới vật chủ nhân lại đem sự tình gì cũng đã cho nghĩ kỹ nếu như không phải là bởi vì có rất nhiều sự tình chính mình cũng sớm đã nghĩ tới hơn nữa ở trong lòng suy nghĩ nếu như không có tiểu cường cuộc sống của mình cũng sẽ không tốt như vậy trần bắc căn bản là sẽ đem tiểu cường xem như lừa đảo sau đó lại cũng không ấn yêu cầu của nó đi làm việc trang bây giờ nếu đều chạy tới một bước này như vậy tự nhiên là chỉ có thể tiếp tục đi tới đích đến nỗi tiểu cường nhắc tới tiếp nhận quốc gia trọng yếu nhân viên tại trần bác nghĩ đến vậy căn bản chính là một kiện đơn giản sự tỉnh bởi vì bây giờ chính mình cũng đã tìm được người thích hợp ngoại trừ rừng tự nam bên ngoài còn có một cái chính là hàng ngọc phụ thân gì đang vui đến tiểu thuyết thời điểm chỉ cần có hai người bọn họ hỗ trợ tin tưởng có rất nhiều sự tình trần Bác cũng có thể tìm được bọn hắn giải quyết chỉ bất quá bây giờ gì đang vui còn không biết thân phận của mình Trần Bắc cảm giác mình phải tìm một cơ hội thích hợp liền đi hắn biểu lộ mới được. Nhưng Tiểu Cường cho mình đem phân thân kỹ năng phát ra tới sau đó, Chân Bắc đầu tiên là trong phòng thử một chút, ba cái ba thân tất cả đều xuất hiện tại Trần Bắc bên người sau đó, Chân Bắc mới là hài lòng gật đầu một cái. Có cái này ba cái phân thân tại, đến lúc đó mình muốn làm chuyện gì, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Cung Tiểu Cường nói qua một câu sau đó, Tiểu Cường nhắc nhở phân thân kỹ năng đã phát ra, Chân Bắc nhanh chóng trong đầu giả lập trên màn hình nhìn lại một cái mắt, thấy phía trên đã nhiều hơn một cái hình nhỏ tiêu, mà cái ô biểu tượng biểu hiện nhưng là một cái một phân thành hai tiểu nhân vật chỉ là nhìn một chút chân bác liền minh bạch đây nhất định chính là phân thân kỹ năng tiêu chí tấn mở liếc mắt nhìn lấy được nhắc nhở sau đó chân bác mới đem lực chú ý thối lui ra khỏi náo hải tiếp đó trong lòng nhẹ nhàng nhất nghiệm nhất phân thân sáu trong ngáy mắt một cái cùng chân bác người giống nhau vật liền ngồi xuống bên cạnh tiếp đó hướng về chân bác cười người chính là ta chân bác đối với trước mặt cái này tự có chút hiếu kỳ thế là hướng về chính mình nói một câu đối với ta liền là ngươi người chính là ta bất quá ta chỉ là phân thân của ngươi suy nghĩ của ta vẫn là chịu ngươi không chế tỷ như nói ngươi bây giờ để cho ta đi nơi nào vậy ta sẽ đi nơi nào ta sẽ không mình làm quyết định trần bắc phân thân số một ngoan ngoan hướng về trần bắc trả lời một câu bất quá trần bắc khước là nghĩ đến có chút buồn cười nếu đều đã nói là không bị chính hắn khống chế cái kia rõ ràng liền không có nhường hắn nói công năng nhưng hắn làm sao lại tất cả đều nói ra đương nhiên đây cũng chỉ là trần bắc trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi nghe xong đối phương sau đó trần bắc lại là ở trong lòng yên lặng đọc một lần phân thân số hai cùng số ba rất nhanh đồng dạng mặt khác hai cái trần bắc xuất hiện lần nữa bọn hắn cùng trần bắc căn bản cũng không có khác biệt vừa xuất hiện sau đó chính là ngồi tại trần Bác bên cạnh chờ lấy trần bắc phát ra chỉ lệnh bất quá trần Bác bây giờ cũng không có gì cần ngồi cho nên cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó nhẹ cười cười sau đó nói như vậy về sau ngược lại là không có nhàm chán bởi vì chúng ta tùy thời có thể đều mang một hộp mặt trượt nếu như lời nhàm chán chúng ta bốn người trực tiếp ngồi chơi mặt trượt là xong bên cạnh ba cái kia phân thân nghe liếu trần Bác mà nói tất cả đều là lộ ra một mặt im lặng biểu lộ sau đó mới hướng trần Bác nói không có chuyện gì ngươi đem chúng ta phóng xuất làm cái gì chơi vui a à, các ngươi không cảm thấy sao đây chính là ta lần đầu tiên tới sử dụng các ngươi. Đúng, các ngươi còn nắm giữ dị năng của ta a. À? Để trước một ra đến xem. Trần Bắc cảm thấy cái này thật sự là chơi thật vui, thế là hướng về trước mặt ba cái phân thân nói một câu. Ngươi bên trong mặt quần là màu đỏ sáu. Trong đó một cái phân thân trực tiếp chỉ vào Trần Bắc bên hông nói, ta sẽ dùng một đơn giản a. À? Người thứ hai phân thân ở bên cạnh nói một câu, tiếp đó liền trực tiếp biến mất. Trần Bắc ngồi ở chỗ đó có chút im lặng, nghĩ thầm những thứ này phân thân tất cả đều là đậu bị sao. Vậy mà tại trước mặt mình bắt đầu chơi kỹ năng ẩn thân, cho là mình định vị không đến vị trí của bọn hắn sao? Đương nhiên, càng nhượng Trần Bắc im lặng là, cái cuối cùng phân thân trực tiếp liền hướng về Trần Bắc vung đến đây một quyền, đem Trần Bắc đánh là trở tay không kịp. Có bệnh phải không? Đánh ta làm gì a? À? Trần Bắc chịu một quyền sau đó, trực tiếp quay đầu hướng về sau cùng cái kia phân thân mang to. "Không phải, tựa như là ngươi nói để chúng ta thử một chút mình kỹ năng a. À? Ta chỉ là thử một chút thiết cốt đồng thân kỹ năng mà thôi, mà ta tiến nhập kỹ năng này, đánh đi ra cường độ tự nhiên cũng là không cùng một dạng." Cuối cùng cái kia phân thân hướng về Trần Bắc trực tiếp trả lời. Trần Bắc ngược lại là nhất thời không biết nên như thế trở về lên, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở chỗ đó hướng về trước mặt hai cái phân thân im lặng nhìn lại một cái mắt sau đó mới giận dữ nói đi đều cho lão tử trở về đừng tiếp tục bên ngoài đậu bị. mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy lấy nhưng trần bắc vẫn còn cần dùng suy nghĩ của mình đi đem cái này ba cái phân thân thu lại chờ trước mặt ba cái phân thân đều biến mất hết không thấy sau đó trần bắc mới cảm giác mình bây giờ bình thường nhiều chỉ bất quá sờ lên mình bị đánh chỗ kia vết thương trần bắc lại bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ phải mắng lên bọn gia hỏa này tới bây giờ ngồi ở trong nhà có chút nhàm chán trần bắc tự nhiên có chút không chịu ngồi yên suy nghĩ kỹ một hồi sau đó trần bắc mới lấy điện thoại di động ra cho Bao Vĩnh Tuấn đánh tới một cái điện thoại. Bây giờ mình phim truyền hình lập tức phải khai phái, nhưng còn có một cái nhân vật nữ chính bây giờ vẫn luôn không có tìm được. Cho nên Trần Bắc chính là muốn, chính mình đi tìm một chút Bao Vĩnh Tuấn mà nói, nói không chừng lấy hắn người tế quan hệ, còn có thể giúp mình tìm ra một hai cái đáng tin đi ra. Thế nhưng là điện thoại đều không có theo nhổ hào khóa, Trần Bắc điện thoại di động chính là văng lên. Mắt nhìn điện báo người, lại là Hà Ngọc cho mình đánh tới. Nha đầu này không phải nói phải ở nhà bồi nàng cha sao? Làm sao còn có thời gian gọi điện thoại cho mình tới? Trần Bắc trong lòng nghĩ lấy, nhưng vẫn là trực tiếp nhấn nút trả lời tiếp đó hướng về trong điện thoại vấn đạo tiểu ngọc có chuyện gì không thân yêu ngươi kịch bản viết thế nào ta đều sắp có chút đã đợi không kịp a à. hà ngọc nghe được trần bắc mà nói phía sau chính là hướng về trần bắc trả lời kể từ khi biết trần bắc tại suy nghĩ kịch bản sau đó hà ngọc liền sẽ lúc nào cũng chú ý đến trần bắc tiến độ dù sao đây là nàng có khả năng vỗ bộ thứ nhất phim truyền hình làm sao có thể không nóng này đâu trần Bác nghe xong hà ngọc mà nói phía sau chính là thần bị nói ta bây giờ còn tại khó xử đâu cũng không biết nên làm cái gì như thế nào không biết nên viết như thế nào đi xuống hà ngọc còn tưởng rằng là trần bác sáng tác xảy ra vấn đề gì nhanh chóng hướng về trần bác trở về hỏi tới không phải a à? trần bác tại bên này cười thầm tiếp đó trả lời ta là làm khó không biết nhân vật nam chính nên tìm ai đến nỗi ngươi lo lắng thì bản ta vừa rồi liền đã viết xong tiểu thuyết này nếu như không có nhân vật nam chính mà nói vậy dĩ nhiên là không thể nào đến nỗi nhân vật nữ chính vậy thì tất cả đều là dự định từ hà ngọc tới làm hà ngọc ở bên kia không có trả lời xem ra cũng là đang giúp trần bác suy nghĩ những chuyện này bất quá rất nhanh hà ngọc chính là ở bên kia trả lời đúng ta ngược lại thật ra có một bạn học hắn cũng là điện ảnh chuyên nghiệp ngươi nói nhường hắn tới diễn như thế nào đồng học ngươi tính cách như thế nào không phải là cái truy cầu ngươi a trần bác nghe được hà ngọc mà nói phía sau chính là trực tiếp hỏi ngược lại ba cái vấn đề không phải của ta người theo đuổi ta chỉ là cảm thấy hắn thích hợp biểu diễn nhân vật này mà thôi ngươi nếu là cảm thấy thích hợp ta có thể mang theo ngươi đi qua gặp hắn một chút ta hà ngọc xem ra cũng minh bạch trần Bác trong lòng nghĩ đến thứ gì thế là hướng thẳng đến trần Bác trả lời một câu trần Bác sau khi suy nghĩ một chút cũng là gật đầu một cái nếu như mình cảm thấy người kia còn thích hợp như vậy người nam này nhân vật chính sự tình ngược lại là có thể quyết định bởi vì trần bắc trong lòng đã làm xong dự định chỉ cần có cái nào nam diễn viên nguyện ý biểu diễn như vậy chính mình liền sẽ để hắn ký vào về sau hàng ngọc công ty bên trong như vậy mình cũng sẽ không lỗ trần bắc còn không có cùng hà ngọc cúp điện thoại liền trực tiếp sử dụng thời không đổi theo kỹ năng đi tới nàng ấy bên cạnh mà tiếp lấy hà ngọc lại dẫn trần bắc đi điện ảnh học viện bên kia tìm được nàng nói tới nam sinh kia trần bắc gặp qua đối phương sau đó người kia cũng là cao hứng phi thường mà cùng đối phương nói chuyện một hồi sau đó trần bắc dã cảm thấy đối phương cũng không tệ lắm cho nên song phương liền trước tiên bước đầu quyết định chuyện này thời gian ba ngày tự nhiên là tốt hơn bất quá hảo tại trần bắc bây giờ cũng đã làm xong tất cả chuẩn bị mà bây giờ dĩ nhiên chính là chờ lấy tv khai mạc đương nhiên tại tv khai mạc phía trước trần bắc còn cần làm vậy dĩ nhiên là là tìm một cái nghe lời phó đạo diễn đến nỗi đạo diễn vị trí vậy dĩ nhiên là từ tự mình tới làm bởi vì đã qua thời gian ba ngày trần bắc bây giờ cũng là lại đón nhận tiểu cường một cái tam tinh cấp nhiệm vụ mà cái nhiệm vụ yêu cầu vậy dĩ nhiên là là quay chụp ra một bộ sơn trại điện ảnh đối với ban thưởng trần bắc giã là cố ý hỏi qua rồi tiểu cường mà ban thưởng cũng là nhượng trần bắc tương đối hài lòng lại là một cái tinh cầu hệ thống ngôn ngữ nhìn thấy nhiệm vụ này ban thưởng sau đó trần bắc trong lúc mơ hồ cảm giác những chuyện này kỳ thực tất cả đều là tiểu cường hay là nó người thiết kế cố ý an bài mà mục đích vậy dĩ nhiên là là vì sau này mình đi đến tắc duy nhị tinh cầu sau đó có thể cùng bên kia sinh mạng thể trao đổi nhưng đối với phần thưởng này trần Bác đã không có cái gì phải nói bởi vì trần Bác biết mình bây giờ chẳng qua là tại dựa theo tiểu cường ý tứ đi làm mà thôi chưa xong còn tiếp sáu 392 thứ 394 chương thu lôi hổ giúp chuyện bây giờ cũng đã chuẩn bị không sai bị lắm, như vậy kế tiếp, dĩ nhiên chính là trước tiên đem lôi hổ giải quyết. Buổi tối cho Dương Đại Minh đánh tới điện thoại sau đó, Trần Bắc liền trong nhà chuẩn bị sẵn sàng, tiếp lấy chính là chuẩn bị động thủ. Cho hứa lộ các nàng làm tốt bữa tối sau đó, Trần Bắc liền trực tiếp lặng yên đi ra ngoài, cùng Dương Đại Minh bọn hắn hội hợp đi. Lấy Trần Bắc thực lực bây giờ, liền xem như không cần cùng Dương Đại Minh bọn hắn cùng đi, mình cũng có thể đem lôi hổ bọn hắn giải quyết ngoan ngoãn. Nhưng chuyện này Trần Bắc có tính toán của mình, đó chính là Dương Đại Minh bọn hắn cần tại lôi hổ trong bang nắm giữ uy tín đến nỗi lôi hổ danh hạ tiền trước đó những sản nghiệp khác đến lúc đó cũng chỉ cần trần bắc một câu nói lôi hổ chắc chắn liền sẽ ngoan ngoan cho mình ký tên mà hắn trong thẻ ngân hàng những số tiền kia đến lúc đó nhưng là cần tiểu cường ra tay mặc dù trước đó tiểu cường có thể sẽ không giúp loại này vội vàng nhưng là bây giờ trần bắc đã là túc chủ tam cấp nhường tiểu cường làm chút chuyện như thế vậy dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt mặc dù bây giờ đã là buổi tối bất quá lôi hổ hôm nay vẫn còn tại lôi hổ tập đoàn tổng bộ không hề rời đi mà nguyên nhân thì chỉ có một đó chính là dương hân di hôm nay đã nói với hắn đêm nay bên này sẽ có một chút đặc thù khách hàng muốn đi qua bởi vì đối phương xuống phi cơ hơi trễ cho nên sẽ chậm chút tới lấy được sau khi tin tức này lôi hổ tự nhiên sẽ nguyện ý ở đây tiếp tục ngồi xuống chân bắc cũng sớm đã định vị hảo liễu lôi hổ tập đoàn tổng bộ vị trí một bản đọc tiểu nói tiếp đó hướng thẳng đến bên kia sử dụng thời không nhảy vọt kỹ năng cũng không lâu lắm chân bắc cũng đã đến liễu lôi hổ tập đoàn trong cao ốc. nhìn xem cái này cao ốc lại còn ánh đèn sang trang chân bắc liền cảm giác lôi hổ hẳn là còn không có rời đi vốn còn muốn trực tiếp ngồi trên thang máy đi nhưng suy nghĩ bây giờ còn không biết lôi hộ bọn hắn ở đâu lầu một hơn nữa dương đại minh bọn hắn cũng chưa từng có tới cho nên trần bắc không thể làm gì khác hơn là sử dụng trước mắt nhìn xuyên tường đem cái này toàn bộ trong cao ốc tình huống đều xem trước một lần mà đang lúc trần bắc tại hướng về trên lầu nhìn thời điểm trần bắc chính là phát hiện có người đến gần bãi đỗ xe tiếp đó từ dưới đất bãi đậu xe giữa thang máy trực tiếp lên trên mà đến nhìn kỹ lại trần bắc phát hiện những người này lại là dương đại minh bọn hắn trong lòng suy nghĩ kế hoạch của mình trần bắc trực tiếp lại lần nữa lúc sử dụng khoảng không nhảy vọt kỹ năng sau đó trở lại bãi đậu xe dưới đất hướng về dương đại minh bọn hắn kêu một câu nghe được sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh dương đại minh người bên cạnh tất cả đều xoay người lại có ít người trong tay còn cầm một chút đao cụ các loại bất quá khi dương đại minh gọi liễu trần bắc một tiếng lão đại sau đó những nhân tài này thành đào cô thu vào lão đại làm sao ngươi biết chúng ta ở nơi này chúng ta bây giờ đi lên sao lên đi lôi hổ bọn hắn tại tầng mười lăm đến lúc đó lôi hổ giao cho ta tới đối phó các ngươi chỉ cần đối phó bên người hắn những người hộ vệ kia là được rồi đến lúc đó có thể sẽ không nhỏ áp lực ngươi những người này tất cả đều chuẩn bị kỹ càng sao trần bắc vừa rồi tự nhiên gặp được dương đại minh bên cạnh những người kia chuẩn bị cầm vũ khí động tác nhưng có một số việc trần bắc vẫn còn cần trước hỏi rõ sở dương đại minh nghe liếu trần bắc mà nói phía sau chính là gật đầu một cái tiếp đó đi qua ấn thang máy lầu bên này thì có hai bước thang máy mà dương đại minh mang tới người nhưng là mười bốn mười lăm cái dáng vẻ xem ra hai bước thang máy ngược lại là có thể đi thẳng đến phía trên đi vậy thì làm a tất cả đều đến tầng mười lăm chuyện lần này làm xong về sau các ngươi chính là lôi hổ giúp mới công thần cho nên ta trước tiên chúc các ngươi may mắn trần bắc gặp dương đại minh cũng đã chuẩn bị kỹ càng thế là hướng về Dương Đại Minh bên người một số người nói một câu. Tiếp đó hướng về trong đó một bộ trong thang máy đi đến. Dương Đại Minh nhanh chóng đi theo qua, sau đó lại nhường một nửa người đi bên cạnh cái kia bộ trong thang máy. Hai bước thang máy lên một lượt chuyển, hướng thẳng đến tầng 15 bay lên. Chỉ bất quá trong này tình huống rất nhanh liền bị phòng quan sát bên kia bảo an phát hiện. Gặp có nhiều người như vậy hướng về tầng 15 mà đi, bọn hắn cũng không hề kỳ quái. Bởi vì hôm nay trong tập đoàn lão bản ở chỗ này chính là vì chờ đợi một cái khách hàng lớn tới nói chuyện làm ăn. Trong tập đoàn lúc này, những thứ khác nhân viên đã tất cả đều rời đi chỉ có lôi hổ cùng hộ vệ của hắn cùng với trong tập đoàn một chút trọng yếu lãnh đạo lôi hổ tự nhiên không biết chính mình hôm nay muốn hoan nghênh lại là trong bang phái một chút tiểu đệ mà thôi lại càng không có nghĩ tới là hôm nay lại là ngày rỗ của hắn còn tại trong thang máy thời điểm trần bác giã là chú ý tới trong thang máy giám sát suy nghĩ lúc này trong phòng theo dõi có thể còn có người nhìn xem trần bác mau để cho trong đầu tiểu cường đi đem hai bước này trong theo dõi mặt ghi chép cùng với đợi lát nữa đi qua tất cả đều từ bỏ thang máy trực tiếp đạt đến tầng mười lăm hai bộ cửa thang máy đồng thời mở ra mà ở bên ngoài thang máy mặt nhưng là đứng vài tên tập đoàn nữ nhân viên nhìn thấy cửa thang máy sau khi mở ra các nàng liền đứng ở nơi đó chuẩn bị làm ra một bộ mời động tác nhưng khi cửa thang máy mở ra thời điểm từ bên trong nhưng là lao ra một chút cầm dao phay người trực tiếp liền hướng lấy các nàng quất tới mà khác một số người nhưng là thật nhanh hướng về phòng họp bên kia phóng đi trần bác chờ dương đại minh những cái kia tiểu đệ liền xông ra ngoài sau đó chính mình chính là trực tiếp tiến nhập trạng thái ẩn thân sau đó đem mắt nhìn xuyên tưởng kỹ năng bắt đầu hướng về những thứ khác trong phòng đi tìm chờ thấy rõ lúc này trong phòng họp còn ngồi mười mấy người đang chờ thời điểm trần bắt trong lòng chính là nợ nụ cười xuống một khắc trần bắc liền trực tiếp sử dụng thời không nhảy vọt kỹ năng tiếp đó hướng về phòng họp bên kia mà đi làm dương đại minh bọn hắn vọt tới phòng họp lúc tới trần bắc cũng tại bên này chờ nhìn thấy dương đại minh bọn hắn vọt vào sau đó trần bắc liền đứng ở liễu lôi hổ bên người sau đó đem thân thể của hắn dùng sức ấn đứng lên lôi hổ chỉ cảm thấy trên người mình đột nhiên bị vật nặng gì để lại đồng dạng cái này khiến hắn nghĩ đứng dậy chạy đi có thể để hắn không có nghĩ tới là chính mình vậy mà không thể động đậy dương đại minh những cái kia tiểu đệ còn tại hướng về bên trong phòng họp những nhân viên khác sát lục lấy mà trần bắc nhưng là đứng tại lôi hổ bên người liền để lôi hổ nhìn trước mắt đi ra ngoài đây hết thảy bây giờ tự nhiên không có khả năng đem lôi hổ giết chết bởi vì trần bắc còn không có từ trong tay của hắn nhận được vật mình muốn nếu như bây giờ không cho lôi hổ nhìn một điểm trọng đầu hí làm sao có thể để cho hắn chờ sẽ ngoan ngoan giao ra vật mình muốn đâu lôi hổ ngồi ở chỗ đó hai mắt nhìn xem phía trước đột nhiên xuất hiện dương đại minh bọn hắn nhìn xem bọn hắn vung đao hướng mình những người hộ vệ kia cùng tập đoàn nhân viên trên thân vung đi trong lòng cũng là suy nghĩ minh bạch tới dương hân di nói có trọng yếu khách hàng đến tìm chính mình sự tình là giả cái này khiến trong lòng của hắn bắt đầu sợ có thể nghĩ muốn đứng lên làm thế nào cũng không dậy được thân lôi lão bản đừng có gấp động bởi vì ngươi bây giờ còn tại nhìn xem hí kịch quá sớm rời trường lời nói cũng có chút không thích hợp à. trần bắc gặp lôi hổ từ đầu đến cuối đều còn tại thủ hạ của mình động lên thế là trực tiếp tại kỹ năng ẩn thân dưới tình huống hướng về lôi hổ nói một câu nghe được cái này âm thanh lôi hổ trong lòng cả kinh thanh âm này hắn sau khi suy nghĩ một chút mới rốt cục làm mới lên tiếp đó hướng về trước mặt nói tiểu tử là ngươi xem ra lôi lão bản trí nhớ cũng không tệ làm à chỉ bất quá những chuyện này đối với ngươi bây giờ tình huống tới nói là không có có nửa điểm chỗ tốt ngươi chạy không thoát cũng tương tự sống không được Trần Bắc Tinh tưởng lôi hổ nhất định là biết thân phận của mình, thế là ở trong miệng hướng về lôi hổ trả lời một câu. "Dương đại rõ là ngươi." Lôi hổ trong lòng còn nhớ rõ một việc, đó chính là Trần Bắc lần kia cho mình gọi qua điện thoại, nói hắn là tại Trời Xanh tiểu khu ở mà lúc này, hắn cũng là nhớ tới, Dương Hân Di cho Dương Đại Minh mua một bộ phòng ở, chính là tại Trời Xanh tiểu khu. Nghĩ như vậy tới, như vậy Trần Bắc cùng Dương Đại Minh quan hệ tự nhiên là không đơn giản. Trần Bắc không tiếp tục trở về lôi hổ mà nói, chỉ là ngồi ở chỗ đó hướng về bên trong phòng họp tình huống nhìn xem. Dương Đại Minh động tác của bọn hắn nhanh vô cùng hơn nữa lôi hổ những người hộ vệ kia trên thân lại không có vũ khí lúc này đã bị dương đại minh bọn hắn giải quyết không sai bị lắm nhìn trước mắt tình cảnh trần bắc chính là đứng ở nơi đó hướng về lôi hổ vấn đạo lôi lá bản loại trang diện này ngươi nên nhìn qua a à? có phải hay không rất đặc sắc a à? tiểu tử ngươi muốn cái gì thế lực vẫn là tiền tài lôi hổ biết trần bắc cùng dương đại rõ là cùng một bọn sau đó liền bắt đầu suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể để cho trưng bày lưu chính mình một mạng đến nỗi trần bắc bây giờ là như thế nào đem mình cho cố định đứng lên loại chuyện này hắn ngược lại là không muốn thông đương nhiên hắn bây giờ cũng không có thời gian suy nghĩ những chuyện này trần bắc đang chuẩn bị đáp lời lại nhìn thấy trước mặt dương đại minh đã đem lôi hổ những người kia tất cả đều giải quyết hết tiếp đó mười mấy người đứng ở nơi đó hướng về lôi hổ nhìn bên này lấy có chút nhỏ đệ cũng không biết trần bắc chỗ cường đại mà bây giờ nhìn thấy lôi hổ cứ như vậy ngồi ở chỗ đó không nhúc ních chính là cảm thấy có chút kỳ quái thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy lôi hổ bên người còn đứng một người người kia tự nhiên chính là phía trước cùng bọn hắn ngồi chung trên thang máy tới trần bắc gặp dương đại minh bọn hắn đem bên trong phòng họp những người khác tất cả đều giải quyết hết sau đó cũng là thối lui ra khỏi kỹ năng thân sau đó mới bông ra liễu lôi hổ ngồi xuống bên cạnh hắn lôi lá bản hiện tại người đã tất cả đều bị giải quyết ta nghĩ chúng ta cũng muốn ngồi xuống nói chuyện sự tình vừa rồi ngươi cũng hỏi qua ta là muốn thế lực của ngươi hay là muốn tiền của ngươi ta muốn trở về đáp ngươi là ta muốn chính là ngươi hết thảy nói trần bắc liền từ cái túi trong tay lấy ra mấy phần hợp đồng tất cả đều đưa tới liệu lôi hổ trước mặt trong này phần lớn cũng là chút cổ phần chuyển nhượng hợp đồng cái gì về phần hắn trong thẻ ngân hàng những số tiền kia trần bắc ngược lại là căn bản cũng không có lo lắng nhìn xem trần bắc lấy ra những văn kiện này lôi hổ trong lòng thì biết rõ Trần Bác bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Nhìn lại một chút Dương Đại Minh bọn hắn lúc này tất cả đều là máu dầm rể xem ra mới vừa rồi là giết đỏ cả mắt. Nếu như ta không ký sẽ như thế nào? Lôi Hổ thực sự có chút không cam lòng, hắn không muốn đem mình những năm này liều mạng xuống đổ vật tất cả đều tay không đưa cho Trần Bác bọn hắn. Chưa xong còn tiếp sáu. Ba trăm chín mươi ba thứ ba trăm chín mươi lăm xuất phát chuẩn bị nếu như ngươi ký lời nói, ta chỉ biết đem ngươi đưa đến ngoài không gian đi. Nếu như ngươi không ký, vậy ta sẽ đem ngươi giết chết sau đó mới đưa đến ngoài không gian đi. Đừng chất vấn năng lực của ta, nếu như ngươi không ngại ta bây giờ liền có thể làm cho người cái làm mẫu trần bắc biết lôi hột thì sẽ không tin tưởng lời của mình thế là đứng dậy tiếp đó hướng về bên kia thi thể đi đến mà ở đi lại thời điểm trần bắc tự nhiên là đã để tiểu cường cho mình khai thông một cái tạm thời kỹ năng giống như lần trước đối phó quách quản lý bọn hắn một dạng một cái năm phút kỹ năng về thời gian tự nhiên là không có vấn đề trần bắc đi đến phòng họp đầu kia sau đó một cái vô hình xuyên qua thời không thông đạo cũng là xuất hiện đi ra trần bắc nhấc lên một người thi thể tiếp đó hướng thẳng đến phía trước vô căn cứ ném ra đi loại chuyện này trần bắc làm tự nhiên là đắc thủ ứng tay nhưng chung quanh những người kia lại cũng không minh bạch bởi vì bọn hắn chỉ thấy phía trước là một cánh cửa sổ mà thôi nhìn thấy trần bác xách theo cái thi thể ném ra ngoài bọn hắn liền bắt đầu rất nghi hoặc người lão đại này có vấn đề a trực tiếp đem một người hướng về dưới lầu ném nhưng rất nhanh để bọn hắn kinh ngạc sự tình liền xảy ra bởi vì bọn hắn phát hiện trần bác ném ra cỗ thi thể kia vậy mà không có bay đến cửa sổ thủy tinh bên kia đi mà là trực tiếp trên không trung liền biến mất hơi thở làm xong đây hết thể sau đó trần bác mới xoay người lại tiếp đó hướng về dương đại minh người bên cạnh nói đây là một đầu liền liên ngoài không gian thời gian thông đạo các ngươi đem những này thi thể toàn bộ một bản đọc tiểu thuyết ít tờ ít tờ đều vứt đi qua chính mình chú ý một chút an toàn nói xong trần bắc liền đi tới lôi hổ bên người lôi hổ ngồi ở chỗ đó nuốt từng ngụm nước bọn bởi vì hắn cảm giác nếu như mình thật sự không có nói sau một khắc chính mình liền có có thể sẽ bị trần bắc bọn hắn chém chết sau đó lại bị ném tới ngoài không gian đi lôi lão bản quá nhiều con người của ta cũng không muốn nói bây giờ đồ vật tất cả đều đã để ở nơi này ngươi là chính mình cho mình thông khoái vẫn là để ta tới cho ngươi chút đau đắng trần bắc vừa nói một bên lần nữa tiến nhập kỹ năng ẩn thân lôi hổ vẫn là ngồi ở chỗ đó không hề động bởi vì hắn còn không có từ trần bắc tiến vào kỹ năng ẩn thân sự tình bên trong lấy lại tinh thần bất quá sau một khắc lôi hổ trong miệng chính là chuyển đến một hồi cổ thiếu mà tay trái của hắn lúc này cũng là hướng thẳng đến đằng sau lật đi lôi La bản ngươi có thể nhanh hơn điểm thời gian của ngươi không có bao nhiêu hiện tại còn có một cái tay khác nếu như cái tay này tàn phế phía trước ngươi còn không mau cầm bút lên tới ký tên vậy ta nhìn ngươi cũng chỉ có thể là tiên bị chút hành hạ đương nhiên vì để cho ngươi tốt nhất lên đường ta có thể sẽ nói cho ngươi biết một việc đó chính là ngươi cái kia dương vĩ sự tình chúng ta biết tất cả mà nữ nhân của ngươi bây giờ cũng đã là nữ nhân của ta trần bắc bình tĩnh lời nói từ lôi hổ sau lưng truyền tới cái gì lúc này lôi hổ rốt cuộc hồi phục thần chí hắn thật nhanh trả lời một câu thế nhưng là trần bắc khước vào lúc này lại kéo một cái tay trái của hắn nhường hắn lần nữa kêu đau đớn một tiếng ta đã nói thời gian của ta không nhiều cho nên lôi lão bản tốt nhất là nhanh lên ký tên trần bắc nhưng không có cho lôi hổ câu hỏi ý tứ lôi hổ hướng về trước mặt cái này mấy phần văn kiện nhìn lại một cái mắt cuối cùng vẫn ngoan, ngoan ở phía trên ký tên mà Dương Đại Minh cũng không biết là từ nơi nào tìm được lôi hổ một chút Tư Nhân Trường, tiếp đó cũng tất cả đều đóng dấu chồng đi lên, chờ làm xong những thứ này sau đó, Trần Bác mới hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó trực tiếp nhắc lên Dương Đại Minh, hướng về thời gian thông đạo bên kia đi đến, lôi hổ như thế nào cũng không nghĩ ra, mình nơi này lại còn có thể nhìn thấy loại vật này, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là cái này cũng là chính mình một lần cuối cùng sống trên địa cầu lên, đem lôi hổ giải quyết đi sau đó, Trần Bác mới xoay người lại, tiếp đó hướng về trong phòng họp cái này lấy đất huyết, hướng về Dương Đại nói rõ đạo nhanh lên đem bên này đổ vật xử lý một chút sau này lôi hổ giúp cùng lôi hổ tập đoàn cùng với lôi hổ giúp phía dưới tất cả sản nghiệp liền tất cả đều là chúng ta nghe trần bác mà nói đi theo dương đại minh tới những người kia tất cả đều cao hứng đến nhảy dựng lên chỉ bất quá rất nhanh người cũng nhóm lại ngoan ngoãn đi lấy ra hỏa tới quét dọn phòng học sau khi làm xong những việc này trần bác lại đem dương đại minh gọi vào một bên biểu thị lôi hổ tập đoàn sự tỉnh về sau thì có dương hân di tới xử lý mà lôi hổ giúp cấp dưới những rượu kia a à cái gì thì từ dương đại minh tới xử lý trần bác loại này ăn bài dương đại minh bạch nhiên không dám nói gì lại với bọn hắn nói một chút những chuyện khác trần bác mới cầm cái kia mấy phần hợp đồng rời đi trước bên này bây giờ chính mình sự tình nhiều như vậy tự nhiên không có khả năng ở chỗ này lâu sau khi trở về nhà trần bác lại để cho tiểu cường xâm nhập có lôi hổ tiền tiết kiệm những cái kia ngân hàng để nó đem lôi hổ tất cả tiền tất cả đều chuyển tới tài khoản của chính mình đi lên có số tiền này kế tiếp liền có thể ủng hộ hứa lộ đi đối phó hứa thiên hoa cũng có thể kiên trì hà ngọc đi chụp phim truyền hình còn có thể cho lưu giai linh mở thời trang công ty thiết kế chuyện này trần bác trước tiên cùng dương hân di nói một tiếng đồng thời cũng làm cho dương hân di ngày mai sẽ đi lôi hộ tập đoàn làm lao bản mà trong tay mình những tài liệu kia tự nhiên cũng cần cầm đi cho dương hân di để cho nàng trước tiên đem tập đoàn tất cả mọi người cho sửa đổi tới sau khi làm xong những việc này trần bắc liền bắt đầu an bài từ bản thân rời đi sự tỉnh đứng lên tiểu cương đi tới trong cơ thể của mình đã có không thiếu thời gian cho nên hiện tại trần bắc liền bắt đầu tính toán mình là không phải có thể cùng nó câu thông một chút chính mình lúc nào cùng nó đi tắc duy nhị tinh cầu mà những chuyện này sau đó trần bắc đã biết chính mình trước tiên còn cần phải đi tìm gì đang vui cùng với rừng tự nam bọn hắn chuyện này mới là vô cùng trọng yếu bất quá khi trần Bác đi đến hà ngọc nhà bên trong lúc hà ngọc lại nói với mình nói gì đang vui đã đi ạ à lì ẹn căn cứ nghiên cứu trần Bác sau khi suy nghĩ một chút liền trực tiếp nhường hà ngọc cho nàng cha đánh tới một chiếc điện thoại sau đó lại nói với mình vị trí cụ thể như vậy lấy mình thời không nhảy vọt kỹ năng muốn đi đến bên kia tự nhiên là không có vấn đề lấy được đối phương đích sắc cắt địa chỉ sau đó trần Bác liền dẫn hà ngọc hướng về bên kia mà đi khi biết được trần Bác là chuẩn bị tạo một chiếc vận chuyển vũ trụ khí thời điểm dì đang vui không nói nổi một lời nào đương nhiên trần bác ngay sau đó lại đem mình bây giờ thân phận nói ra biết được xong trần bác thân phận sau đó Dì đang vui lập tức liền gọi tới bọn hắn ở trong đó chuyên gia, sau đó để bọn hắn song phương lẫn nhau trao đổi một chút. Mà những người ngoài hành tinh kia nghiên cứu chuyên gia sau khi nghe xong, nhưng là một lời đáp ứng. Hơn nữa nói bọn hắn ở trong đó thì có một chút vận chuyển vũ trụ khí, cũng chính là người bình thường nói tới phổ. Bất quá mặc dù nguyện ý đem phi thuyền nhường cho Trần Bắc đến sử dụng, nhưng bọn hắn cũng có một cái yêu cầu, đó chính là nhường ra một chút bọn hắn muốn biết tin tức. Loại chuyện này, Trần Bắc tự nhiên sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho bọn hắn một chút. Mà được đến phi hành khí sau đó, Trần Bắc liền cùng bọn hắn thương lượng xong chuyện này trước tiên không muốn cùng quốc gia nói lên dù sao mình đều không hề rời đi nếu như đến lúc đó quốc gia một câu nói không đồng ý như vậy chính mình lại nói lời vô dụng bây giờ tất nhiên phi thuyền sự tình đã giải quyết như vậy kế tiếp dĩ nhiên chính là trở lấy nhìn mình mấy cái lao bà ở giữa có ai thời gian bởi vì chính mình nếu như chỉ có một người đi qua mà nói nhất định sẽ quá cô đơn tự nhiên phải tìm mấy cái lao bà ở trên phi thuyền cùng chính mình qua qua hạnh phúc thời gian mới được nhận lấy một đoạn thời kỳ bởi vì trần bắc bọn hắn có tiền hứa lộ tập đoàn rất nhanh liền thành lập mà vừa vặn gần nhất hứa thiên hoa bị hứa thiên mạnh dây dưa cho nên hắn cũng là vô tâm kinh doanh tập đoàn tại ngắn ngủi nửa tháng sau thiên phủ tập đoàn liền tuyên bố phá sản tiếp đó lại bị hứa lộ danh hạ tập đoàn cho thu mua đi mặc dù hứa lộ mở mình tập đoàn nhưng nàng đối với ca hát sự nghiệp cũng là vẫn luôn không hề từ bỏ mà lâm toa ngược lại là coi nhẹ rất xa mặc dù đã xông vào quốc tế nhưng nàng cũng là từ từ phai nhạt ra khỏi cái vòng này ra eo bun cũng từ từ bớt đi đến nỗi hàng ngọc nàng tự nhiên là vội vàng chụp trần bác cho nàng sáng tác kịch bản hơn nữa trần bác giã là đối chuyện này dù sao để bụng bởi vì chính mình còn cần nhận được nhiệm vụ của lần này ban thưởng nếu không đến lúc đó liền xem như đến rồi ngoại tinh cầu cũng không cách nào cùng những người kia đi câu thông ba tháng sau đó lưu giai linh thời trang công việc thiết kế phòng chính thức thành lập mà công ty game bên kia trương manh cũng là bị nàng người tới mà Hàng ngọc tv cũng là trải qua một đoạn thời gian quay chụp mà hơ khô thẻ che. trần bắc tam tinh cấp nhiệm vụ cũng là mượn cơ hội hoàn thành tiếp đó lấy được cái kia ngoại tinh cầu ngôn ngữ kỹ năng đến nỗi trương manh manh nhưng là vẫn luôn điệu thấp như vậy hát hơn nữa ở trong nước cũng là đã có lớn vô cùng danh khí ở một cái ánh nắng tươi sáng thời gian trần bắc lại một lần nữa xuất hiện ở ạ căn cứ nghiên cứu tiếp đó lấy đi mình bộ kia phi thuyền đối với như thế nào điều khiển phi thuyền loại chuyện này đối với tiểu cường tới nói tự nhiên là một điểm áp lực cũng không có đến rồi hiến kinh thị sau đó trần bắc liền đem hứa lộ trương manh manh lâm toa lưu giai linh hà ngọc cùng dương hân di tất cả đều gọi tới cùng một chỗ mở ra một vợ chồng đại hội trần bắc muốn hỏi dĩ nhiên chính là nhìn các nàng ai nguyện ý đi theo chính mình đi trước tắc duy nhị tinh cầu mặc dù không biết đường đi có bao xa cũng không biết trôi qua về sau kết quả lại là cái dạng gì nhưng hứa lộ các nàng nghe xong liếu trần bắc mà nói sau đó nhưng là tất cả đều biểu thị nguyện ý bồi tiếp trần bắc cùng đi thấy các nàng đều nguyện ý trần bắc khước là bắt đầu ở trong lòng nghĩ lên lâm toa gần nhất phai nhạt ra khỏi ngành giải trí nàng ngồi tiếp tự mình đi tới ngược lại là có thể bất quá hà ngọc cùng hứa lộ cùng với lưu giai linh ba người các nàng công ty cũng là gần nhất mới xây được tới trần bác sợ các nàng cũng đi theo chính mình cùng rời đi mà nói đến lúc đó công ty sẽ không có để ý chuyện người đến nội dương hân di cùng trương manh manh hai người bọn họ ngược lại ở chỗ này cũng không có chuyện gì cho nên trần bác cảm thấy hai người bọn họ đi theo tự mình đi tới cũng không có cái gì vấn đề muốn sau đó trần bác chính là hướng về hứa lộ các nàng nói tốt ta à, ta đã làm xong ăn bài lộ một chút còn có tiểu ngọc cùng giai linh ba người các ngươi trước tiên ở bên này lưu lại toa toa hân di còn có manh manh ba người các ngươi hiện tại cũng ở chỗ này không có chuyện gì cho nên các ngươi đi theo ta đi qua a à, vì cái gì tại sao không để cho chúng ta đi qua hứa lộ nghe xong trần bắc mà nói sau đó liền trực tiếp hướng về trần bắc nói ra chưa xong còn tiếp sáu ba trăm chín mươi thứ ba trăm chín mươi sáu chương đến nhét nờ vin cả bộ xong bởi vì các ngươi ở chỗ này còn có cần vội vàng sự tình yên tâm đi lần này chúng ta đi qua sẽ không quá muộn các ngươi trước tiên thật tốt kiếm tiền chờ chúng ta sau khi trở về liền cử hành một hồi tình tế hôn lễ đến lúc đó ta lại mang theo các ngươi đi những thứ khác phía trên tinh cầu dạo chơi. Trần Bắc gặp hứa lộ các nàng không đồng ý, nhanh chóng lại hướng về các nàng nói. nghe nói như thế, hứa lộ các nàng cũng chỉ đành yên tĩnh trở lại. mà Trần Bắc lại đem bên này sau đó muốn xử lý sự tình tất cả đều cùng với các nàng thương lượng một chút. tỷ như nói kế tiếp làm như thế nào đi đề nghị công ty chi nhánh, sau đó lại lôi kéo người nào đến giúp đỡ, cùng với về sau chuyện bên này nên giao cho ai đành lý. đem những này sự tình tất cả đều sau khi nói xong, Trần Bắc mới xem như thở dài một hơi. chỉ là ngay sau đó, Trần Bắc trong lòng liền lại bối bực bởi vì chính mình còn không biết tự đi tắc duy nhị tinh cầu sau đó kết quả lại sẽ là như thế nào sau khi ăn xong bữa cơm tối trần bắc liền cùng lâm toa trương manh manh cùng với dương hân di ngủ ở trong một cái phòng làm như vậy nguyên nhân dĩ nhiên chính là phương diện buổi tối chính mình mấy người rời đi hứa lộ các nàng cũng đều biết trần bắc làm như vậy nguyên nhân mà trong lòng suy nghĩ buổi sáng ngày mai chính mình đi đến trần bắc phòng ngủ của bọn hắn sau đó liền cũng lại không nhìn thấy bọn hắn người hứa lộ trong lòng của các nàng chính là có chút thương cảm mười h đêm đi qua trần bắc liền để dương hân di các nàng đem muốn dẫn đi đồ vật tất cả đều chuẩn bị kỹ cảm chờ mang tới những vật này sau đó trần bác mới trực tiếp sử dụng thời không nhảy vọt kỹ năng mang theo lâm toa ba người các nàng hướng về nơi xa mà đi một bản đọc tiểu thuyết ít tờ ít tờ lần này đi qua tự nhiên là tới trước vận chuyển vũ trụ khí bên trong lại nói chờ đi vào bên trong sau đó trần bác mới khiến cho lâm toa các nàng trước nghỉ ngơi mà mình thì là trực tiếp đem mấy cái kia phân thân lấy ra ngoài sau đó để bọn hắn giúp mình trong trường vận chuyển vũ trụ khí tình huống bên trong về phần mình vậy dĩ nhiên là đi trước cùng lâm toa các nàng ngủ phi thuyền tại hiến kinh thị khu vực ngoại thành từ từ hướng về trên không bay lên bộ này phi thuyền không có chịu đến quân đội bất luận cái gì giám sát liền trực tiếp hướng về vũ trụ bay đi liền xem như phi thuyền bản thân liền nắm giữ thời không nhún nhảy kỹ năng nhưng nó nhún nhảy khoảng cách tự nhiên cũng là có hạn cho nên tiếp xuống thời gian nửa tháng bên trong chân bắc bọn hắn liền bắt đầu tại từng mảnh từng mảnh hắc ám trong lúc này vượt qua đối với chuyện xảy ra bên ngoài chân bắc bọn hắn cũng không biết chờ rời đi địa cầu sau đó chân bắc thì biết rõ lần này mình đã rất khó có đường rút lui mặc dù nhỏ mạnh còn tại trong óc của mình nhưng nó sứ mệnh bây giờ đã đạt tới mình đã hướng về tắt duy nhĩ tinh cầu phương hướng mà đi chờ đến bên kia có chuyện gì vậy dĩ nhiên là là chờ cùng với chính mình đi xử lý vô hạn trong tinh tế mặc kệ bao lớn tinh cầu cũng chỉ là một khoảng ngôi sao nhỏ mà thôi nhưng những thứ này ngôi sao nhỏ lại sẽ rất nhanh bị phóng đại tiếp đó từ phi thuyền bên người trợt lóe lên loại này hai mặt chân bắc bọn hắn thấy qua rất nhiều lần thằng đến cuối cùng đã mất đi hứng thú mà ra thái dương hệ sau đó ngoại trừ biết là mấy giờ rồi liền sẽ không có thái dương cùng trăng sáng phân chia chỉ có trong phi thuyền cái kia ánh đèn sáng lời thời gian nửa tháng không hề dài đặc biệt là tại phi thuyền bên trong còn có mấy cái lao bà phụng bồi dưới tình huống một ngày này trần bắc bọn hắn còn tại trong phi thuyền chơi lấy trò chơi mà trần bắc trong đầu tiểu cường nhưng là đột nhiên xuất hiện tiếp đó hướng về trần bắc nói túc chủ chúng ta lập tức sẽ đạt tới tắc duy nhị tinh cầu xin chuẩn bị kỹ lưỡng lập tức đó là bao lâu trần bắc trực tiếp liền hướng lấy tiểu cường vấn liêu nhất câu đại khái còn cần nửa ngày thời gian tắc duy nhị tinh cầu rất lớn nhưng phía trên xảy ra chiến loạn chúng ta đến gần tắc duy nhị tinh cầu sau đó sẽ cho chủ nhân của chúng ta phát đi tin tức để bọn hắn an bài phi thuyền hạm hoang nên chúng ta nghe nói còn cần nửa ngày thời gian trần bắc không thể làm gì khác hơn là trực tiếp ổ một tiếng bất quá rất nhanh trần bắc liền phát hiện sở dĩ còn cần nửa ngày là bởi vì lúc này phi thuyền đã không có lại tiến hành thời không nhảy vọt mà là trực tiếp ở trong vũ trụ từ từ phi hành trần bắc đem tiểu cường lời mới vừa nói mà nói cùng lầm toa các nàng nói một tiếng để các nàng chuẩn bị sẵn sàng mặc hào trang phục du hành vũ trụ sau đó trần bắc mấy người liền bắt đầu chuẩn bị đạp vào tắc duy nhĩ tinh cầu mảnh này mới lục địa tại phi thuyền khối kia trên màn hình lớn trần bắc bọn hắn cũng là chú ý tới xa xa một cái đại tinh cầu đang từ từ đến gần mà phía trên kia tình huống cũng là từ từ biểu hiện tại liêu trần bắc trước mặt của bọn hắn bất quá còn không có đợi phi thuyền tới gần cái kia đại tinh cầu tại tinh cầu bên ngoài cũng đã xuất hiện một trận đại phi thuyền hạm phi thuyền hạm dừng lại ở trên không trên bong thuyền còn có rất nhiều cùng chân bắc bọn hắn bộ này phi thuyền không sai biệt lắm phi hành khí túc chủ đó chính là chủ nhân của ta tưởng nhớ lợi ngại mậu á tiến sĩ mang theo binh sĩ tới nên đón chúng ta Chân bắc trong đầu tiểu cường thanh âm vang lên lần nữa Chân bắc nhường tiểu cường không chế phi thuyền từ từ dừng lại tiếp đó hướng về phi thuyền hạm bong thuyền hạm đi bên này phi thuyền hạ xuống từ phi thuyền hạm hạm trong khoang thuyền liền chạy đến một chút cao lớn sinh vật loại sinh vật này nhìn cùng nhân loại rất tương tự chỉ bất quá đám bọn hắn chiều cao thật sự là hơi cao một chút chừng gần cao mười mét trừ cái đó ra chính là trên đầu của bọn hắn còn rất dài một cặp sừng toàn thân làn da đều hiện lên màu lam giống như là từng cái lam tinh linh làm chân bắt bọn hắn đi ra phi thuyền thời điểm lập tức liền cảm thấy một cô hơi lạnh nhập thể hướng về nhìn bốn phía sau đó lúc này mới phát hiện nhiệt độ của nơi này rất rõ ràng muốn so địa cầu thấp ra rất xa nhưng khi bọn hắn nhìn thấy những cái kia hướng về tự mình đi tới a luyện vào lúc chân bắt bọn hắn chính là kinh trụ tất cả đều gọi ở nơi đó không có đi lại túc chủ những người này chính là chúng ta tắc duy nhị tinh cầu sinh vật thì tương đương với nhân loại các ngươi trên địa cầu một dạng Trần Bác trong đầu Tiểu Cường hướng về Trần Bác trả lời. Trần Bác nhẹ ồ một tiếng, nhưng vẫn là đứng ở nơi đó không hề động. Rất nhanh, từ những người địa phương kia loại sau khi đi tới, Trần Bác mới trực tiếp dùng ngôn ngữ kỹ năng hướng về bọn hắn vấn đạo, xin hỏi vị nào là tưởng nhớ lợi ngại Mộc Á tiến sĩ? Ta chính là. Hoan nghênh mấy vị sinh vật địa cầu đi tới Tắc Duy Nhi Tinh cầu, thật hân hạnh gặp bên trong. Đứng ở phía trước một cái cao hơn mười mét nhân loại địa phương hướng về Trần Bác trả lời một câu. Câu nói này Trần Bác có thể nghe hiểu, nhưng mà Trần Bác bên cạnh lầm toa các nàng lại hoàn toàn nghe không hiểu. Mà Trần Bác tiếp lấy cũng là hướng về bọn hắn trả lời một câu biết được bọn hắn muốn trước tiên tiếp chính mình mấy người đi tắc duy nhị tinh cầu thời điểm trần bắc lúc này mới mang theo lâm tòa các nàng đi tới tại phi thuyền trong hạm trần bắc biết được tiểu cường để cho mình tới nguyên nhân nguyên lai tắc duy nhị bên này xảy ra cùng một chỗ hủy diệt nổ tung hơn nữa kế tiếp lại có một chút tắc duy nhị chung quanh tinh cầu xâm nhập tắc duy nhị mà tìm trần bắc bọn họ chạy tới nguyên nhân nhưng là hy vọng trần bắc bọn hắn có thể bên ngoài tinh hệ lực lượng của nhân loại trợ giúp bọn hắn trải qua bây giờ nan quan sở dĩ chỉ cần trần bắc một người như vậy nhưng là bởi vì bọn hắn còn có một cái không nói được mục đích trần bắc nghe xong bọn hắn sau đó cũng là không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp đáp ứng xuống đối phương nhường tiểu cường cho mình nhiều như vậy chính mình tự nhiên cũng có thể giúp bọn hắn một điểm chỉ cần những chuyện này đối với mình không có cái gì thiệt hại có thể tiếp nhận xuống nhượng trần bắc không có nghĩ tới là Tắc duy nhị tinh cầu tưởng nhớ lợi ngại mộng á tiến sĩ lại là nhượng trần bắc sáu sau ba tháng một trận vũ trụ phi hành khí thật nhanh từ Tắc duy nhị tinh cầu bay ra tiếp đó hướng về thái dương hệ phương hướng bay đi sáu hết trọn bộ chưa xong còn tiếp sáu ba trăm chín mươi lăm cảm nghĩ bản hoàn tất phía sau nói nhảm đầu tiên cảm tạ những cái kia đặt mua cất giữ khen thưởng quyển sách minh đệ các bằng hưu là các ngươi cho tê dại la động lực nhường tê dại la một mực kiên trì đến bây giờ quyển sách này mới một trăm vạn chữ ra mặt liền kết thúc vốn là ta cũng là không nghĩ hậu kỳ còn rất nhiều cố sự cùng với tinh tiết nhưng tất cả đều tại cuối cùng mấy chương bên trong viết xong không có cách nào chuyện gần nhất nhiều lắm sự nghiệp không thuận cho nên cần chạy ngược chạy xuôi đế đô làm ăn không khá làm đều nhanh mua không nổi con trai sửa bột cho nên dự định thay cái thành thị đi trường xa xem như vậy kế tiếp nhất định là không có cách nào sáng tác thế là trước tiên đem quyển sách này kết thúc đến nỗi hậu ký sách tê dại la cũng sớm đã ý nghĩ qua chuẩn bị viết loại khoa huyễn đến lúc đó cũng không biết có thể hay không còn là một cái phước nhưng tất nhiên lựa chọn sáng tác vậy thì nhất định phải một mực tiếp tục viết không có gì hay cuối cùng muốn cảm ơn chính là thiên hạ ngang dọc có ta vị này đại huynh đệ cảm ơn ngươi toàn bộ đặt trước toàn bộ rèn gạ phiếu đề cử cùng phiếu hàng tháng ủng hộ cùng với fan hâm mộ trên bảng các huynh đệ khác bọn tìm mội. một năm mới không bưng bỏ tiếp tục cố gắng tê dại la chưa xong còn tiếp ba trăm chín mươi sáu thứ ba trăm sáu mươi chín chương bị đả kích ra. lần này dương tự nam chỉ là nhẹ đầu trong miệng nhẹ ồ một tiếng bởi vì nghe được trần bắc phụ mẫu hắn chỉ là nông dân lúc dương tự nam đã cảm thấy trần bắc cùng cháu gái của mình nhi không thích hợp ra ra ta cho ta cha bọn hắn kêu đến ăn cơm chung không vừa vặn hôm nay ta cũng có nhản dôi thời gian lâm toa cũng không hề để ý dương tự nam cái chủng loại kêu biểu lộ mà là bắt đầu đề nghị muốn đem ba mẹ mình cũng gọi tới sau đó cùng trần bắc cùng nhau ăn cơm nghe đến đó dương tự nam rốt cục có chút nổi giận hắn hướng về lâm toa nhìn lại một cái mắt sau đó chính là trầm mặt nói toa toa ngươi bây giờ niên kỷ còn hơn nữa sự nghiệp cũng đang thời kỳ tăng lên cũng không cần luôn suy nghĩ nói chuyện cưới gả cái gì nếu không để cho ngươi cha mẹ đã biết bọn hắn cũng sẽ ngươi còn có nói bạn trai muốn trước xem có phải hay không môn đang hộ đối không sáu gia gia sáu dừng tự nam mà nói vẫn chưa hết lâm toa chính là hét to một tiếng nghe trước mặt thời điểm lâm toa còn tưởng rằng gia gia là ở quan tâm chính mình nói yêu thời điểm lâm sự nghiệp bất quá nghe phía sau câu nói kia nàng rốt cục hiểu rõ ra nguyên lai gia gia là ở ngại trần bác nhà phụ mẫu là nông dân gia ra ngươi chuyện này để làm gì a nhân gia trần Bắc như thế nào theo ta môn không đăng hộ không đối a à. lại thế hệ tuổi trẻ tự nhiên có tuổi trẻ một đời lựa chọn vì cái gì đối phương phụ mẫu là nông dân là được rồi đâu lâm toa giọng của vẫn như cũ không hơn nữa nghe còn vô cùng có đạo lý cái này khiến rừng tự nam sắc mặt một hồi khó coi bởi vì chính mình tôn nữ nhi cho tới bây giờ đều không dùng loại giọng nói này cùng chính mình qua như vậy hướng về trần bắc nhìn lại một cái mắt sau đó rừng tự nam chính là đem mâu thuẫn chuyển tới liêu trần bắc trên thân tốt ngươi ngươi là ai yêu đương không tốt cần phải tìm ta nhà toa toa ngươi cảm thấy ngươi xứng với nhà ta toa toa sao lao gia tử vậy ngươi ta có loại nào không sánh được nhà ngươi đâu bối cảnh rất trọng yếu sao vẫn là tiền ngươi biết ta có bao nhiêu tiền trần bác tại ưu việt rừng tự nam trước mặt cũng không có sợ hãi không phải là cái gì trần bác nghe con mới để không sợ cọp mà là trần bác có chân chính át chủ bài có bản lãnh của mình đối với rừng tự nam mặc dù hắn muốn cư quốc gia cao vị nhưng mà tại trần bác xem ra nếu như cùng mình là đối thủ cái kia lớn hơn nữa còn thế cũng chỉ là một cái bài trí mà thôi rừng tự nam không nghĩ tới trần bác lại còn dám lấy loại giọng này cùng chính mình xong qua một lúc lâu sau đó Dừng tự Nam mới ngồi ở chỗ đó cười lạnh một tiếng, sau đó nói: Thử, ừ, thật đúng là có hai cái tiền đã cảm thấy mình không nổi a. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ngươi cảm thấy ta là ai sao? Liền xem như quốc gia phía trước mấy cái tay, ta cảm thấy cũng không có cái gì tiêu ngạo. Hơn nữa ta theo Toa Toa cũng không phải là bởi vì lao ra từ thân phận của ngươi mà ở cùng nhau. Toa Toa thích ta, ta cũng thích Toa Toa, chính là chỗ này sao đơn giản đã? Trần Bác tiếp tục hướng về rừng Tự Nam trả lời: Ha ha sáu, chỉ đơn giản như vậy, không có bối cảnh, ngươi chỉ có tiền có tác dụng chó gì a? Đi, ta không nghĩ lại theo ngươi nhiều. Ngươi trước đi thôi, tại ta không có để cho phía ngoài cảnh vệ phía trước. Dương Tự Nam phía trước còn cảm thấy Trần Bác chỉ là bối cảnh gia đình bên trên không xứng với cháu gái của mình Nhi, nhưng là bây giờ Dương Tự Nam lại bắt đầu chán ghét lên liếu Trần Bác, hắn cảm thấy Trần Bác người này quá tự đại. Bên cạnh Lâm Toa đến Dương Tự Nam vậy mà nhượng Trần Bác bây giờ liền đi. Nàng vội văn nói, Ra Ra, ngươi là không biết Trần Bác cường đại, hắn rất lợi hại. Lâm Toa câu nói này có thể là không đầu không đuôi, mà Dương Tự Nam làm một cái người từng trải, rất rõ ràng liền đem Lâm Toa trong những lời này nhắc tới cường đại lợi hại các loại từ tất cả đều muốn trở thành liêu trần bắc cùng lâm toa đã từng xảy ra cái gì Dừng tự nam nội trừng lấy hai mắt hướng về lâm toa đạo cái gì người cùng hắn vậy mà sáu cái gì a ra ra người đoán mỏ cái gì a ta là trần bắc hắn hắn kỳ thực không là người bình thường lâm toa nhìn xem rừng tự nam cái chủng loại kia biểu lộ cũng là biết hắn nhất định là hiểu lầm rồi nhanh chóng hướng về rừng tự nam lại một câu lần này ngược lại để rừng tự nam hơi nghi hoặc một chút bởi vì vừa rồi trần bắc cũng đã qua nhà bọn họ không có cái gì bối cảnh nhưng là bây giờ lại hắn không là người bình thường cái này ở rừng tự nam trong lòng nghĩ tới không là người bình thường mà nói đó chính là trong nhà có cường đại gì bối cảnh thôi lời này có ý tứ gì hắn không là người bình thường dương tự nam có chút hỏi lại ý tứ hướng về lâm toa vấn đạo trần bác xem ra da ra, ra của ta đang chất vấn ngươi ngươi liền lấy ra bản sự đến cho ta ra ra nhìn một chút đi lâm toa biết như chính mình ra ra loại thân phận này người đối với trần bác loại sự tình này nhất định là cảm thấy hứng thú vô cùng mà chỉ cần trần bác loại thân phận này một biểu hiện ra ngoài lâm toa cũng không tin ra ra mình còn có thể nhượng trần bác rời đi đoán chừng đến lúc đó ra ra mình còn phải lôi kéo dắt trần bác bà vai nhộp trần bắc lưu lại làm cháu rể của mình đâu trần bắc vốn còn muốn cự tuyệt lâm toa mà nói bởi vì trần bắc cũng không muốn làm loại này không có ý nghĩa sự tình bất quá trần bắc lập tức liền nghĩ tới mạnh cùng chính mình qua một việc vậy chính là mình cần trước tiên đi theo có chút lớn quan xử lý tốt quan hệ bởi vì này dạng lời nói có thể sẽ dính đến một chút sau này nhiệm vụ hạng mục trong lòng nghĩ nghĩ phía sau trần bắc mới hướng về rừng tự năng đạo lao gia tử không phải ta ngươi như ngươi loại này môn đăng hộ đối ý là rất phong kiến ngươi làm quốc gia phía trước mấy cái tay hẳn là cũng vô cùng rõ ràng đương nhiên ta cũng biết ngươi là hy vọng lâm toa về sau không muốn chịu khổ vậy ta hôm nay liền để người xem một chút bằng vào ta bản sự là nhất định sẽ không để cho toa toa chịu khổ hình ảnh sau đó ngươi có thể nhìn thấy sẽ có chút chịu không được cho nên phải có một chuẩn bị tâm lý lấy trần bắc liền đứng dậy tiếp đó hướng về rừng tự nam bên kia đi một bước nhìn thấy trần bắc hướng về tự mình đi đi qua rừng tự nam thân thể không khỏi ngựa ra sau rồi một lần bởi vì hắn còn không biết trần bắc là chuẩn bị làm chuyện gì bất quá sau một khắc rừng tự nam chính là kinh ngạc phát hiện rõ ràng sắp đi đến trước mặt mình trần bắc đột nhiên liền từ trước mặt mình hư không tiêu thất cái này sáu cái này toa toa đây là có chuyện gì a à? Dừng tự Nam coi như gặp qua lớn hơn nữa việc đời, đánh qua nhiều hơn nữa thắng trận, lúc này cũng là dọa cho phát sợ. Bởi vì Trần bác chính là tại chính mình trước mắt, lại đột nhiên giống như là bị ma thuật tự như, trực tiếp biến mất. Lao ra tử đừng sợ, ta ngay tại bên cạnh ngươi. Bất quá kế tiếp, ta muốn mang ngươi đi ra ngoài một chút, ngươi sẽ không để tâm chứ? Trần Bắc thanh âm từ trong hư không chuyển vào rừng tự nam trong lỗ thai, cái này lại nhường rừng tự nam sợ hết hồn. Bất quá rừng tự nam nghe được Trần bắt thanh âm sau đó, chính là muốn đến Trần Bắc chắc chắn ngay tại bên cạnh mình, đoán chừng chỉ là Trần Bắc đùa nghịch một cái ma thuật gì mà thôi thế là rừng tự nam lại là cười lạnh một tiếng ừ đừng tưởng rằng sẽ đùa nghịch hai cái ma thuật cũng rất lợi hại đúng vậy a à. trần bắc thanh em lần nữa chuyển đến tiếp đó lại một câu toa toa ở chỗ này chờ chúng ta một hồi a à. lâm toa biết trần bắc là chuẩn bị làm cái gì thế là trả lời một câu xuống một khắc lâm toa liền phát hiện vốn đang ngồi ở trên ghế salon rừng tự nam lại biến mất lúc này rừng tự nam cuối cùng phát hiện cái gì không đúng bởi vì chính mình đã không ở trong nhà ngồi mà là tiến nhập trong một vùng hư không mà bên cạnh mình cũng đã không có nhà những cái kia trang trí mà là ở vào trong một mảng bóng tối thử ngươi đây là cái gì yêu pháp ngươi phải mang theo ta đi nơi nào đang lúc rừng tự nam trong lòng sợ thời điểm phát hiện trần bắc xuất hiện ở bên cạnh mình thế là rừng tự nam hướng về trần bắc lớn tiếng hỏi lao gia tử ta cho ngươi biết phía trước ta biến mất không thấy gì nữa đó là bởi vì ta sử dụng ẩn thân pháp mà bây giờ ta sử dụng là thời không nhảy vào pháp bây giờ ta mang theo đi tần trường thành một chuyến không có chuyện gì chúng ta rất nhanh liền đến một phút thời gian đều không cần trần bắc nhìn xem trước mặt nóng này rừng tự nam trong lòng nhưng là mừng thầm mới vừa rồi còn đả kích trong nhà mình không có bối cảnh bây giờ biết sợ chưa nói cho ngươi nếu như không phải nhìn ngươi là toa toa ra ra phân thượng ta bây giờ liền đem ngươi ném ra thời không thích để cho ngươi ngã cái nào liền ngã cái nào dương tự nam nghiêm túc nghe trần bác mà nói bây giờ cũng rốt cuộc biết mình bây giờ ở nơi nào mà lại là như thế nào tới bất quá hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc đối với trần bác cho những lời đó kinh ngạc hắn không có nghĩ đến trên thế giới vẫn còn có loại người này tồn tại lại còn sẽ thời không nảy vọn loại chuyện này hắn còn chỉ từ trong tivi thấy qua đến nôi cái kia ẩn thân pháp hắn ngược lại là cũng nghe qua một chút thế nhưng lại không nghĩ tới chính mình hôm nay vậy mà tận mắt thấy đang lúc dừng tự nam còn chuẩn bị cho tới khi nào xong thôi, nhưng là đột nhiên phát hiện mình trước mắt lóe lên. Chờ phản ứng lại sau đó, dừng tự nam mới phát hiện, chính mình lúc nào đã đến tầng trường thành tối phong, mà ở tầng trường thành phía trên, còn rất nhiều lữ khách đang tại phía trên dạo chơi lấy. Nơi xa nhưng là một mảnh màu xanh biếc, tất cả đều là liên miên núi cao. Nhìn thấy tình cảnh này, dừng tự nam rốt cục tin tưởng, chính mình thật sự bị Trần Bác chỉ dùng mấy phút thời gian, liền dẫn tới tầng trên trường thành. Suy nghĩ những thứ này, dừng tự nam nhanh chóng nghiêng thân thể, có thể để hắn nóng này là, Trần Bác không biết lúc nào vậy mà đã từ bên cạnh mình không thấy. Hóa 6. Trần ngươi mau ra đây a à, ta tin tưởng ngươi ta không phản đối ngươi theo ta nhà toa toa sự tỉnh Dừng tự nam chỉ sợ trần bắc đem mình ném này liền mặc kệ nhanh chóng vô căn cứ kêu lên lúc này trần bắc đương nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi mà là sử dụng ẩn thân công năng đứng tại cách đó không xa mà thôi nghe được dừng tự nam mà nói phía sau trần bắc lúc này mới thối lui ra khỏi kỹ năng ẩn thân tiếp đó ở bên cạnh hướng về dừng tự nam đạo lao gia tử ta chỉ muốn nói cho ngươi là mãi mãi cũng không muốn nhìn bất luận kẻ nào đặc biệt là ta trần ta biết sai rồi chúng ta hay là trở về đi thôi không thể để cho toa toa ở trong nhà một mình trở lấy Dương Tự Nam thân thể bị núi này gió đông đánh một cái phân chấn, sau đó mới hướng về Trần Bắc một cái câu. Chưa xong con tiếp.